Chương 51 Editor, Su Beta, Su Khương Ngâm nhìn lịch sử cuộc trò chuyện với Dương Thư, trong lúc nhất thời căn bản không biết giải thích chuyện này thế nào với Doãn Toại. Bàn tay ấm áp của Doãn Toại nâng cầm cô lên, bốn mắt nhìn nhau, anh nhàn nhạt câu môi, chậm rãi lặp lại lời cô nhắn trên uy chát, một ngày ba lần. Không phân trường hợp. Anh nghiêm túc suy tư, hỏi cô, gồm những dịp nào, em liệt kê cho anh, chúng ta làm lại lần nữa khương ngâm nhấp môi dưới chăm chú nhìn anh đôi mắt có chút nheo lại muốn giải thích nếu em nói đó là hiểu lầm anh tin không em tin không doãn toại không trả lời mà hỏi lại khương ngâm hơi giật mình chân thành gật đầu em tin a à? anh không tin cũng không biết phải làm thế nào để tiếp tục nói về vấn đề này với anh khương ngâm đành phải lựa chọn trốn tránh em đi lấy dâu tây anh có muốn một chút hay không thấy Doãn Toại không nói lời nào, cô cấp tốc chạy tới trước tủ lạnh, đem hộp dâu tây lấy ra, rửa sạch sẽ, những quả dâu tây to bằng nửa lòng bàn tay, lại đỏ tươi, cắn một ngụm đầy vị chua ngọt, chỉ là thời tiết này nếu ăn thì có chút hơi tê răng. Doãn Toại đang ngồi trên xích đu mà cô vừa ngồi, di động kêu lên, anh nhấc máy. Khương Ngâm đi qua đứng trước mặt anh, một chân khuỵu gối đặt ở trên đùi anh, cánh tay khoác lên đầu vai anh, ăn say sương ngon lành. Doãn Toại thuận thế ông eo cô, nghe điện thoại di động, nói, để tôi hỏi em ấy. Anh nhìn qua, anh trai em hỏi có muốn đi tới chỗ của anh ấy ăn đồ nướng hay không? Bây giờ sao? Khương ngâm mơ hồ không rõ, đem dầu tây trong miệng nuốt xuống, đi à, em muốn ăn hải sản, loại đắt tiền nhất, để anh em đi mua, chúng ta ăn sạch tiền anh ấy. Giọng nói cô rất lớn, lúc truyền vào trong điện thoại di động, người đàn ông ở đầu dây bên kia khịt mũi vậy em vẫn nên đừng đến. Lời này Khương Ngâm không thích nghe, tiếp nhận điện thoại trong tay Doãn Toại, đại luật sư Khương, anh quên là anh và Dương Thư làm lành như thế nào rồi đúng không? Là em đã nói cho anh biết Dương Thư đi đâu? Nếu em không nói, không chừng bây giờ anh đang trốn ở trong góc nào đó vô cùng đáng thương mà lau nước mắt rồi. Bây giờ thì sao? Bây giờ anh muốn vong ân phụ nghĩa, qua cầu rút ván. Nếu vậy, em sẽ đem một đống chuyện xấu hổ của anh nói với Dương Thư, cậu ấy chắc chắn không biết khi còn bé anh. Ngừng. Khương Bái nói không lại cô, tự hồ bị cô làm cho mất bình tĩnh, kiềm chế sự ghét bỏ, muốn ăn hải sản đúng không, được, anh mua cho em. Khóe môi Khương ngâm điên cuồng vẫn lên, tiếp tục đưa yêu cầu, em muốn loại đắt nhất, em không thích loại rẻ tiền. Mua. Lúc này Khương ngâm mới cảm thấy thoải mái, dương dương đắc ý cúp điện thoại còn phát biểu tuyên bố chiến thắng hừ dám khiêu chiến với em từ nhỏ đến lớn anh đã thắng lần nào chưa doãn toại nhận điện thoại cất vào túi vòng tay qua eo cô nhớ lại lời vừa rồi bỗng nhiên rất hiếu kỳ hỏi anh em khi còn bé làm sao khương ngâm liền giật mình rủ mắt nhìn sang anh của em khi còn bé làm nhiều chuyện lắm anh muốn nghe cái nào em vừa muốn nói cái nào khương ngâm trừng mắt nhìn vừa rồi em không nhớ ra chuyện gì cả chỉ hù dọa anh ấy một chút ai biết chính anh ấy nhớ tới chuyện nào lại sợ như thế xu hảo em bằng doãn toại khương ngâm lấy một quả dâu cho vào miệng anh cái này rất ngon anh cũng nếm thử nói rồi chính mình lại ăn một quả đem những quả trong hộp còn sót lại thả vào tay anh em đi lên lầu thay quần áo bây giờ chúng ta đi qua liền đi mấy ngày rồi em chưa có gặp dương thư doãn toại nhìn bóng lưng nhảy nhót của cô nhắc nhở Mặt dày một chút, buổi tối lạnh. Khương Bái có một căn penthouse tại chương hoa công quán ở trung tâm thành phố, bên trên tầng cao nhất có một sân thượng nhỏ hướng ra ngoài. Lúc Doãn Toại và Khương ngâm tới, là Dương Thư mở cửa, nhìn thấy hai người họ liền mỉm cười vẫy tay, nhiệt tình kéo cánh tay Khương ngâm. Khương Bái như không có xương cốt tự người trên ghế sofa ở phòng khách, miễn cưỡng nhìn bên này một chút, lên tiếng chào. Căn phòng trang trí rất giản lược, tông màu lạnh phù hợp với phong cách thường thấy của đại luật sư khương nhìn không ra sự ấm áp của hơi người căn phòng trải dài từ phía bắc đến phía nam tầm nhìn vô cùng tốt đứng tại cửa sổ phía trước ban công trong nháy mắt có thể nhìn thấy những tòa nhà hùng vĩ và hoành tráng nhất ở trường hoàng khương ngâm đi lên sân thượng tản bộ một vòng vừa xuống lầu liền hỏi không phải nói ăn đồ nướng sao sao phía trên cái gì cũng không có dương thư nhún vai vẫn còn chưa chuẩn bị khương ngâm dương thư anh cậu nói chờ các cậu tới cùng đi mua khương ngâm không nói liếc mắt nhìn khương bái anh từ lúc anh nói chuyện điện thoại với ông xã em xong đến bây giờ cũng hơn một giờ đồng hồ thời gian này bọn anh đã làm gì nói xong cô dò xét qua lại trên mặt khương bái và dương thư khương bái nhìn lướt qua cô ngáp một cái đi ngủ vừa mới tỉnh lại khương ngâm bị lời nói của anh cô làm cho giật mình giật giật cánh tay dương thư nhỏ giọng nói, ban ngày, hai người đi ngủ a à? Dương Thư nghẹn họng giải thích, buổi sáng hai chúng tớ mới về trường hoàng, mấy ngày trước không nghỉ ngơi tốt, cho nên chập mắt bù. Cũng chỉ là chập mắt bù thôi sao? Bằng không. Dương Thư cười, nháy mắt ra hiệu với cô, thấp giọng trả lời một câu, chẳng lẽ giống như hai người, một ngày ba lần, không phân trường hợp. Khương Bái và Doãn Toại ở trên ghế sofa hàng huyên vài câu, thấy sắp đến giờ, dự định đi siêu thị. Lúc đứng dậy, Khương bái nhìn đầu cầu thang bên kia, hai em nói to nói nhỏ gì đó. Khương ngâm bởi vì lời Dương Thư nói mà gương mặt có chút nóng, nhìn sang, không cần anh quan tâm. Lười quản em. Khương bái đi tới trước cửa đem áo khoác mặt vào, gọi Dương Thư đổi giày. Lúc doãn toại đi tới, bóp bóp vành tai ửng đỏ của Khương ngâm, nhíu mày, ghé vào bên tai nhẹ nhàng hỏi cô, nói chủ đề gì mà khiến tai đỏ lên vậy. Khương Ngâm bình tĩnh hất tay anh ra, bình tĩnh đáp, em chỉ là hơi nóng. Đi siêu thị là Khương bái lái xe, Dương Thư ngồi ở ghế phụ, hai người doãn toại và Khương Ngâm ngồi sau. Ánh mắt Khương Ngâm đánh giá hai người phía trước, đè ép không được nội tâm hiếu kỳ, anh, anh có thể nói cho em một chút về chuyện anh và Thư Thư nhà em đến với nhau như thế nào hay không? Khương bái cầm tay lái tản mạn cười, em có thể nói cho anh biết trước một chút đến cùng tại sao em và Doãn Toại lại kết hôn không? thân hình khương ngâm hơi dừng lại nhìn người đàn ông anh tuấn bên cạnh một chút bốn mắt nhìn nhau cô xoay đầu lại ngồi thẳng không phải anh và mẹ giới thiệu hai chúng em xem mắt sao sau khi xem mắt về tự nhiên cứ vậy mà kết hôn cần em kể cho anh cái gì nữa anh càng nghĩ càng thấy chuyện này không đúng hai người cũng chỉ gặp mặt hai lần tại sao xem mắt xong đột nhiên liền kết hôn được hay là trong này có chuyện gì đó mà anh không biết lời nói này của khương bái khiến cho khương ngâm có chút chột dạ vô thức nhìn về phía dương thư đang ngồi kế bên tài xế sợ cô ấy đã không cẩn thận nói ra gì đó trước mặt khương bái dương thư chú ý ánh mắt khương ngâm nhìn tới nhẹ nhàng lắc đầu ra hiệu chính mình chưa nói qua khương ngâm nhẹ nhàng thở ra điều này có nghĩa là anh trai cô không biết rằng ban đầu cô và doãn toại là kết hôn hợp đồng về chuyện đã từng theo đuổi doãn toại dương thư căn bản không biết anh cô thì càng không có khả năng biết. Trầm mặt một lát, Khương Ngâm bình tĩnh mở miệng, những gì mà anh biết về hai chúng em là tất cả rồi, người xưa có câu nhất kiến chung tình, là duyên trời định. Nói xong quay đầu tìm Doãn Toại chứng thực, đúng không ông xã? Ừm. Doãn Toại tựa lưng tại chỗ, chân dài tự nhiên vắt chéo, tản mạn trả lời, bắt được ngón tay của cô đặt ở trên gối, nhẹ nhàng vuốt ve thưởng thức. Hai người này ân ân ái ái, Khương Bái ghét bỏ xì mũi, hai người còn có thể sến hơn một chút được không? Đến duyên trời định cũng có thể nói được, thật là buồn nôn. Có nghe qua một câu hay không, trên đời này tất cả trường hợp vừa gặp đã yêu, đều là thấy sắc nảy lòng tham. Em chính là thấy sắc nảy lòng tham, thế nào? Ai bảo ông xã em đẹp trai? Dù sao cũng đẹp trai hơn anh. Mười người như anh cũng không đuổi kịp. Cái gì? Khương bái nhẹ nhướng mày, em nói như vậy là đang chất vấn mắt nhìn người của bạn thân em khương ngâm nghe xong có chút dừng lại cảm thấy bây giờ mình nói như vậy trước mặt dương thư hình như quả thực không đúng lắm cô đang nghĩ ngợi nên chữa cháy như nào dương thư rất hiểu ý tiếp lời không có khương khương nói rất đúng ánh mắt của em quả thực không tính là quá tốt à trong giới luật sư anh chính là người đảm nhận giá trị nhan sắc đến nay vẫn là nam thần siêu việt của khoa luật đại học c có biết bao nhiêu người ngưỡng mộ không anh chậm rãi đánh tay lái, không che giấu được đắc ý trong lời nói, nếu những người kia mà xếp hàng, đoán chừng phải vây quanh đại học C tầm vài vòng. Khương ngâm khinh thường biểu môi, anh cứ xạo tiếp đi. Khương bái, không tin. Vậy em hỏi ông xã em đi, xem có phải chuyện anh nói đều là thật hay không? Khương ngâm ngẩng đầu nhìn doãn toại, người đàn ông lười biến tựa lưng, nhấc lên mí mắt nhìn Khương ngâm, chậm chạp phun ra ba chữ, anh không biết. Hai giây sau, khương ngâm và dương thư ăn ý cười ra tiếng khương bái trong siêu thị đông đúc doãn toại với khương bái đẩy xe đẩy khương ngâm và dương thư thỏa thích đem đồ vật thả vào bên trong khương bái nhìn đồ vật trong xe có chút cạn lời không phải ăn đồ nướng sao hai người các em thả một đống đồ ăn vặt là sao còn muốn ăn đồ nướng hay không khương ngâm và dương thư nhìn nhau khương ngâm nói cái nguyên liệu nấu nướng kia hai người các anh đi chọn đi cô nói xong đem đồ ăn vặt thả vào xe đẩy của khương bái rồi lấy luôn xe đẩy chúng ta tách nhau ra mua lát nữa những đồ ăn vặt này anh nhớ thanh toán khương ngâm và dương thư đi tới trước khu hoa quả tùy ý nói chuyện phiếm khương ngâm cảm khái nói mẹ tớ thấy được anh tớ đăng ảnh trong vòng bạn bè hôm nay lúc tớ và ông xã tớ đang đi trên đường bà ấy còn rất kích động gọi điện thoại cho tớ nói rằng mong chờ từ lâu đã biến thành hiện thực cậu và anh tớ thế mà thật sự đến với nhau có một cô con dâu tương lai là cậu, mẹ tớ đã sớm vô cùng hài lòng, một lòng muốn tác hợp cậu và anh tớ, lúc ấy tớ còn sợ biến khéo thành vùng sẽ làm cậu xấu hổ, nên đã tận lực ngăn cản. Dương Thư vuốt về trái cam trên tay, cười cười với Khương Ngâm, thật ra ý định của gì, tớ cũng đã biết từ lâu, lúc ấy một mực giấu giếm các cậu chính tớ cũng rất ấy nấy, tất cả đều là do tớ. Dù sao cũng đã qua, còn truy cứu cái này làm gì? Khương Ngâm kéo cánh tay của cô ấy lại, than thở, "Cậu có thể cùng anh Tớ ở bên nhau, Tớ rất mừng cho cậu, sau này ở tại trường Hoàng, chúng ta thật sự là người một nhà rồi." Anh Tớ không khéo ăn nói, nhưng thật ra anh ấy rất tốt bụng, quan trọng là đối với cậu cũng rất để ý, cậu vừa rời khỏi trường Hoàng mấy ngày, Tớ cảm thấy cả người anh Tớ như mất hồn, Tớ lớn thế này cũng chưa từng thấy anh ấy trở nên tiêu cực như vậy. Dương Thư Hoảng hốt một chút, nhẹ nhàng gật đầu, "Ừm." anh của cậu quả thực vẫn luôn rất tốt đúng rồi dương thư nhớ tới gì đó có chút thật sự không dám tin nhẹ giọng hỏi cô những ngày nghỉ cậu thật sự cùng ông xã cậu mỗi ngày dính một chỗ với nhau sao tớ vốn tưởng rằng người như cậu có lòng tham nhưng không có cái gan để tham ông xã cậu lại ngây thơ như vậy tưởng chừng hai cậu căn bản không làm nên chuyện không nghĩ tới tiến triển còn rất nhanh cậu chủ động hay là anh ấy chủ động nói đến việc này Khương Ngâm ngượng ngùng gãi đầu một cái, ngày nghĩ tớ không ra khỏi cửa, nhưng thật ra là bởi vì không cẩn thận làm chân bị thương. Chuyện gì xảy ra? Dương Thư nhìn cô bây giờ đã đi lại bình thường, bị thương chỗ nào, có nghiêm trọng không? Chỉ là một chút vết thương nhỏ, bây giờ đã không sao. Về phần nguyên nhân, Khương Ngâm nhìn xung quanh một chút, ngại bàn luận về những chủ đề này ở chỗ đông người, xua tay, việc này sau này tớ sẽ nói cho cậu sau lúc dương thư và khương ngâm ra tính tiền không thấy hai người kia đâu sau khi khương ngâm gọi điện thoại cho doãn để thúc giục cô và dương thư đợi ở cửa ra vào của khu nghỉ ngơi thuận tiện mỗi người mở ra một gói đồ ăn vặt một bên khác khương bái và doãn toại cũng mua đủ rồi lúc hai người xếp hàng chờ tính tiền doãn toại nhìn thấy khương bái đang nhìn vào cái kệ bên cạnh quầy cầm lấy một hộp đồ vật lật trước lật sau xem một hồi rồi thuận tay cầm hộp bên cạnh kia lên anh chỉ vào cái hộp kia quay đầu đi hỏi doãn toại cái này là loại mới ra à trước đây chưa từng thấy qua nghe nói là siêu mỏng dù mỏng đến đâu thì không phải vẫn cách một lớp sao doãn toại không biết vì sao anh ấy có thể tự nhiên chọn chọn lựa lựa đồ vật này như thế sau đó còn thảo luận với anh khương bái còn đang nghiêm túc so sánh hỏi anh cậu cảm thấy dùng cái này có tốt không ánh mắt doãn toại dời về nơi khác thuận miệng đáp không biết cậu cũng chưa dùng qua Vậy bình thường cậu dùng loại nào? Thấy Doãn Toại không nói lời nào, Khương Bái phỏng đoán hỏi, cậu chưa bao giờ dùng qua. Không thể nào, hai người như vậy là chuẩn bị muốn có con. Không đợi anh trả lời, Khương Bái lại nói, tôi cảm thấy hai người vừa mới kết hôn, đang trong thời kỳ yêu đương cuồng nhiệt, không nên sốt ruột muốn có con như thế, nếu chưa có kế hoạch, tốt nhất vẫn nên làm tốt biện pháp an toàn, bằng không ngay khi có con, thế giới hai người coi như triệt để chấm dứt nói xong, anh tỏ vẻ buồn bã với Doãn Toại, cầm đồ vật trên tay ném vào trong xe đẩy. người phía trước rời đi, Khương Bái lấy đồ vật trong xe đẩy mang lên tính tiền. Doãn Toại hướng mắt về phía sau nhìn, lúc này trùng hợp không có người xếp hàng. Anh nhìn chầm chầm đồ vật vừa rồi Khương Bái cầm lên trên kệ hàng, đốt ngón tay để ở bên người có chút động đậy, đưa tay về phía kệ hàng. Trùng hợp đằng sau có người tới, đầu ngón tay anh chuyển sang cầm hộp kẹo. Khương bái nghiêng đầu nhìn qua, cậu vẫn thích ăn cái này. Bà xã tôi thích. Thần sắc doãn toại lạnh nhạt nói, ném hộp kẹo cho anh tính tiền. Khương bái A cười một tiếng, tản mạn thở dài, không nghĩ tới nha đầu này gả cho cậu thế mà lại gả đúng, vẫn giống như lúc ở nhà, vẫn được nuông chiều như tổ tông như cũ, rất có phúc khí. Lúc hai người đẩy xe đẩy rời đi, doãn toại quay đầu lại nhìn bên trên kệ hàng một chút, như có chút suy nghĩ khương ngâm và dương thư nhìn thấy hai người bọn họ đi tới liếc nhìn hộp kẹo kia khương ngâm cầm lên a à, kẹo này hình như em có ăn qua ai mua vậy khương bái liếc cô một cái âm dương quái khí nói ông xã em đặc biệt mua cho em nghe nói em thích khương ngâm quả thực thích ăn kẹo nhưng hình như chưa có nói với doãn toại việc này nhưng điều này không ngăn cản cô sâu ân ái trước mặt khương bái ông xã em quả nhiên vẫn thương em so với anh tốt hơn nhiều nói xong còn lắc lắc hộp kẹo trên tay nghe tiếng lách cách bên trong mặt mày hớn hở dương thư nhìn hai người ngọt ngọt ngào ngào bên kia vươn tay về khương bái khương tiên sinh vậy anh có đặc biệt mua cho em món gì hay không em thích ăn gì khương bái bắt được tay dương thư ngón trỏ hơi cong cào vào lòng bàn tay của cô ấy nhíu mày anh lấy món bên cạnh hộp kẹo em chắc chắn thích khương ngâm vừa rồi ở siêu thị không chú ý vị trí bánh kẹo tò mò nhìn Khương Bái một chút, lại quay đầu hỏi Doãn Toại, ông xã, bên cạnh bánh kẹo là gì vậy? Vì sao anh không lấy? Có phải thứ em thích không? Khương Bái tùy tiện nói, cũng không chút ngại ngùng, Doãn Toại không nói giật giật khóe miệng, tiếp nhận hộp kẹo trên tay Khương Ngâm mở ra, lấy một cái bỏ vào miệng cô, anh không có chú ý. Mua rất nhiều đồ, mấy người đem nguyên liệu nấu ăn và đồ ăn vặt từ xe đẩy bên trong sách ra, đầy hai túi lớn. Khương Bái và Doãn Toại một người sách một túi. Lúc đi đến nhà để xe, Khương ngâm một bên cầm hộp kẹo một bên khoác cánh tay Doãn Toại, tuế tuế, anh sách cái kia có nặng không, có muốn em sách giúp anh hay không? Không cần. Khương ngâm cảm khái nói, thật ra bây giờ cái gì cũng có thể mua trên mạng, được giao trực tiếp đến cửa, chúng ta không cần thiết phải vất vả đi mua như thế này. Thần sắc Doãn Toại hơi ngừng lại, suy tư lại hỏi một câu, đều có thể mua sao? có thể a à, bình thường anh không mua hàng online sao khương ngâm có chút kinh ngạc với phản ứng của doãn toại thế nhưng nghĩ lại cũng đúng người như anh quần áo đều là đặt trước để làm ba bữa cơm đều có người chuyên môn phụ trách đi công tác có thư ký sắp xếp hết thảy mọi việc đều không cần chính mình quan tâm bình thường tất cả thời gian đều dùng để kiếm tiền không biết cái này một chút cũng không kỳ quái khương ngâm cũng hoài nghi một ông chủ lớn như anh trên điện thoại di động chắc không có ứng dụng mua sắm online nhưng mà không sao anh biết kiếm tiền là được rồi chuyện dùng tiền này giao cho cô là ok cô rất biết tiêu tiền doãn toại vẫn còn đang suy tư lời nói của khương ngâm về mua sắm online trầm ngâm một lát mua hàng trên mạng sẽ không tiết lộ thông tin riêng tư chứ không đâu à bây giờ phương diện này bảo mật rất tốt khương ngâm đáp thấy anh hiếu kỳ giống như một đứa bé khương ngâm ngẩng đầu tuế tuế anh muốn mua gì sao không có anh chỉ tùy tiện hỏi một chút. Khương Ngâm cũng không nghĩ nhiều, lại ăn viên kẹo khác, suy nghĩ nói, tuế tuế, em từng nói với anh, em thích loại kẹo này sao? Hình như không có đi. Vì sao anh đột nhiên mua cái này? Doãn tọa liếc một chút kẹo trong tay cô, cảnh tượng vừa rồi hiện lên trong đầu, thản nhiên trả lời, không phải em muốn sâu ân ái trước mặt anh em sao, anh phối hợp với em một chút. Chương 52 Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Editor, Niệm Beta, Su Ngày thứ hai sau kỳ nghỉ lễ, Doãn Toại bận rộn công việc phải đi công tác, cuộc sống của Khương Ngâm cũng đi vào quỹ đạo vốn có. Sáng nay, Khương Ngâm lái xe đến công ty, nhìn thấy một chiếc SUV màu đen đậu tạm ở lối vào khuôn viên, biển số rất quen thuộc khiến cô không khỏi hiếp mắt nhìn nhiều lần, nhẹ nhướng mày. Khi rẽ vào hướng cổng khuôn viên, cô nhìn về phía bên kia, qua lớp kính nhìn thấy hai bóng người đang dính lấy nhau làm chuyện không đứng đắn, cô cố tình bấm còi. Khi Khương Bái và Dương Thư ngẩng đầu nhìn lên, cô đạp chân ga rồi lái xe rời đi một cách dứt khoát. Dương Thư yên lặng đẩy Khương Bái ra, cô mím môi dưới, không nhìn được quán giận, đã nói là đừng làm loạn ở đây rồi mà, để cho Khương Khương nhìn thấy rồi kìa. Khương Bái im lặng tựa lưng ra sau, tùy ý gõ vào tay lái cười vô lại nói, anh đâu sợ nó nhìn thấy. Dương Thư trợn mắt nhìn anh đầy khinh thường, vội vàng tô son ở trước gương, mở cửa sách túi xuống xe, không hề nhìn lại, anh mau đi làm đi. Lúc vào công ty, Khương Ngâm đã mở máy tính lên, đang ngồi trước bàn làm việc, thản nhiên xem tư liệu chụp ảnh trên diễn đàn. Dương Thư im lặng kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, cũng bật máy tính lên. Khương Ngâm nghiêng đầu, chống cầm nhìn cô ấy. Dương Thư vờ như không để ý đến ánh mắt của cô, lấy máy ảnh trong túi ra, để sang một bên, mở ngăn kéo lấy tài liệu, như đang nghiêm túc làm việc. Hai người nhan tư nhiêu và tiểu hạ bước vào chào cả hai, chào chị Khương, chào chị Thư. Dương Thư và Khương Năm cùng nhau ngẩng đầu nhìn lên, đồng thanh đáp, chào nha. Chỗ làm việc của nhan tư nhiêu ở đối diện Dương Thư, cô nàng đặt túi sách xuống rồi nhìn qua bên kia, dường như đã phát hiện ra điều gì đó mới mẻ. Cô nàng chống tay lên trên bàn, nghiêng người về phía trước rồi nói, chị Thư ơi. Hả? Dương Thư ngẩng đầu lên. Nhan Tư Nhiêu nhìn khuôn mặt của cô ấy một lúc, sau đó chỉ vào vị trí miệng của cô ấy, hôm nay môi của chị có phải hơi sưng hay không? Tiểu Hạ vừa nghe thấy lời này cũng đi tới xem xét kỹ hơn, hình như là vậy. Dương Thư Khương Ngâm, ha ha ha. Nhan Tư Nhiêu và Tiểu Hạ bị tiếng cười của Khương Ngâm khiến cho mông lung, ánh mắt của hai người họ chuyển từ Dương Thư lên người Khương Ngâm. Chị dâu, chị cười cái gì vậy? Nhan Tư Nhiêu hỏi. Dương Thư cũng nhìn sang, ánh mắt ai oán ám chỉ cảnh cáo, vừa nói vừa nghiến răng, nhưng vẫn khiêm tốn, nhẹ giọng nói, bảo bối, cậu cười cái gì vậy? Khương Ngâm hán giọng, vén tóc bên tai lên, vừa rồi tớ đột nhiên nhớ tới một câu chuyện cười mà ông xã tớ kể hôm trước, không nhìn được nên mới cười thôi. Kể cái gì á? một người như anh trai em cũng có thể kể chuyện cười nữa sao? Nhan Tư Nhiêu hoàn toàn bị gợi lên lòng hiếu kỳ. Muốn biết sao? Chị sẽ không nói cho em biết đâu. Khương Ngâm bưng cốc đứng lên, đã hoàn thành xong nhiệm vụ chị giao cho em trước kỳ nghỉ chưa? Lát nữa gửi email cho chị xem, chị sẽ kiểm tra. Nhan Tư Nhiêu Lúc Khương Ngâm đến phòng trà để pha cà phê, cô gửi cho Doãn Toại một tin nhắn uy chát, tuế tuế sáng nay lúc em đứng trước cửa công ty đã nhìn thấy anh trai em và Thư Thư làm chuyện không đứng đắn, không ngờ hai người bọn họ lại cho em ăn cơm chó, tuổi thân. Hai phút sau, bên kia gửi lại cho cô một gói biểu tượng cảm xúc mà lúc trước Khương Ngâm đã gửi cho anh, ông nuốt một ngụm lớn chấm jpg. Biểu cảm dễ thương này do Doãn Toại gửi qua, không hiểu sao lại có hơi kỳ lạ. Khương Ngâm mỉm cười, lại hỏi anh, khi nào anh về? Tiểu đáng yêu tuế tuế. Có lẽ sẽ mất vài ngày nữa, sờ đầu. Tiểu đáng yêu tuế tuế, sắp họp rồi, tối nay sẽ gọi video với em. Tiểu tiên nữ ngâm ngâm, được rồi, anh bận việc của anh đi. Hương ngâm biểu môi, cất điện thoại vào túi, bưng tách cà phê lên, giày cao gót đạp lên mặt đất phát ra tiếng cùng cục trở lại văn phòng. Nhan Tư Nhiêu, Tiểu Hạ và Dương Thư đang tụ tập cùng với nhau, mọi người đang thảo luận sôi nổi cái gì đó, nghe thấy đồng tỉnh thì ngẩng đầu lên nhìn vẻ mặt có chút kỳ quái. Khương ngâm cau mày, cô vừa pha một tách cà phê, có phải đã xảy ra chuyện gì kinh thiên động địa rồi chăng? Dương Thư nói, Khương Khương, cậu lên hót sức kìa. Cô là một nhiếp ảnh gia có chưa đến 10 triệu người theo dõi trên Weibo, gần đây luôn an phận kín tiếng, không làm gì để thu hút sự chú ý, có gì mà lên hót sức. Trên trán Khương Ngâm viết bốn chữ to tướng, không thể hiểu nổi, cô ngồi xuống chỗ của mình, hôm nay không phải là ngày cá tháng tư nhỉ nhan tư nhiêu nhìn qua, dường như có rất nhiều điều muốn nói, chị dâu, chị thật sự lên hót sức rồi, phía sau còn bảo hồng nữa. Nếu chị không tin, chị tự mình xem đi. Chẳng lẽ là chuyện của cô và Doãn Toại bị mấy tên chó săn chụp được? Nghĩ vậy, Khương Ngâm nhanh chóng mở Weibo và quét một vòng bản xếp hạng hót sức nhưng không xuất hiện tên của cô và Doãn Toại. Cô không có lên hót sức nha hot search duy nhất trên Weibo với dòng chữ màu đỏ hiện đang được xếp hạng đầu tiên, nhưng có vẻ như cũng không liên quan gì đến cô cả, thẩm dáng vậy mà lại có bạn gái, nước mắt. Khương Ngâm nhìn biểu hiện của Nhan Tư Nhiêu và Dương Thư, trong lòng có hơi lập bột, theo bản năng dùng đầu ngón tay bấm vào hot search. Chủ đề Weibo về bạn gái của thẩm dáng tràn ngập ảnh cô. Nhưng sau một thời gian, tên của Khương Ngâm cũng trở thành một chủ đề riêng xuất hiện trên bảng xếp hạng hot search của Weibo mỗi lần đổi mới thì lại bay lên vài vị trí càng ngày càng gần với hót xót của thẩm gián khương ngâm có chút kinh ngạc thậm chí còn cảm thấy thật hoang đường làm thế nào mà đột nhiên cô và thẩm gián lại bị buộc vào nhau khương ngâm lướt xuống truy tìm nguyên nhân sâu xa cô từng đăng uầy bộ trong dịp nghỉ lễ quốc khánh kèm theo là hình ảnh lần kia doãn toại đang ngồi trên thảm cỏ ngoáy tay cho cô cô thấy bóng hai người chiếu vào núi giả tiện tay chụp một bức ảnh lúc đó cái đuôi nhỏ cũng vừa hay dính vào trong bức ảnh. Cùng dòng trạng thái Weibo, một nhà ba người, hạnh phúc thật lâu, lớp. Sau khi bài Weibo kia được đăng lên, thực sự rất sôi nổi, không ít người suy đoán người đàn ông trong bức ảnh này là ai. Nhưng sự nổi tiếng của cô cũng có hạn, lúc ấy không gây ra nhiều chấn động quá lớn, rồi cũng trôi qua nhanh chóng. Kết quả là bây giờ, mọi người đều nhận bóng đen trong bức ảnh là thẩm dáng. Nếu chỉ dựa vào cái bóng không có căn cứ nào mà phỏng đoán, thì sẽ không đến mức hot như vậy trên ui Mấu chốt chính là tối hôm qua, Tô Nhiễm là người đại diện của thẩm gián, đã đăng một bài đăng trên ui đó là ảnh chụp cửu cung cách của thẩm gián, nói rằng đó là hàng hóa mà bản thân đã cất giữ. Cửu cung cách, ảnh chính ô gồm 9 bức ảnh được xếp thành hình vuông như khung sudoku. Ảnh minh họa bên dưới bức ở giữa cửu cung cách là bức ảnh thẩm dán ông một chú chó con dưới ánh mặt trời chú chó con này toàn thân có màu trắng như tuyết giữa hai lông mày có một nhúm lông đen thật sự rất dễ phân biệt chính là cái đuôi nhỏ xuất hiện trên ùi bầu của khương ngâm có người đã so sánh hai bức ảnh này với nhau rồi đưa ra kết luận rằng người đàn ông trong bức ảnh trên ùi bầu của khương ngâm chính là thẩm dáng nhan tư nhiêu nói chú chó này rõ ràng là do người chị em tốt của em gửi ở nhà thẩm dáng anh họ của cậu ấy nhờ anh ấy đưa cho chị dâu em nuôi. Đó là chú chó mà ngày hôm đó chị dâu em và em đã ôm đi. Mấy người cư dân mạng đúng là không phân biệt tốt xấu, chỉ căn cứ vào một chú chó như vậy mà ghép nhầm uyên ương. Giang Lăng đẩy cửa phòng giám đốc ra, nhìn qua đây, Khương Khương, em vào đây một chút. Khương Ngâm bước vào văn phòng, ngồi xuống đối diện với Giang Lăng. Giang Lăng đưa ra một văn kiện, SNC Camera muốn thuê em làm người phát ngôn thương hiệu quảng cáo tuyên truyền cũng do em phụ trách, em nghĩ thế nào? Khương ngâm mở văn kiện ra nhìn một chút, những mày, có thể kiếm tiền, em cũng sẽ không từ chối bất kỳ ai cả. Khương ngâm chưa nhận lời quảng cáo bao giờ, Giang Lăng còn sợ cô không vui, nên khi nghe xong lời này thì mới thư thái cười nói, vậy thì lát nữa chị sẽ trả lời bọn họ, hai ngày tới, chị sẽ dành thời gian để ký hợp đồng trước. Nói đến đây, cô ấy lại nhớ tới hot search vừa rồi trên Weibo không phải em đã kết hôn với Doãn Toại rồi sao, hót xước với thẩm gián là thế nào vậy? Ngôi sao lưu lượng như anh ta có rất nhiều fan vợ, em đừng để mọi người nhầm lẫn cho rằng em là bạn gái của anh ta, cẩn thận đấy, nếu bị dư luận đàn áp thì không tốt cho em đâu. Đây thật sự là một hiểu lầm, em sẽ giải thích rõ ràng. Ra khỏi văn phòng, tin nhắn riêng trên ủi bộ khương ngâm càng ngày càng nhiều, ngôn luận có tốt có xấu, có lý có, vô lý cũng có cô thậm chí không thèm nhìn tới mà chỉ thoát ra ngoài. Nhan Tư Nhiêu lật điện thoại mắng chửi, phan hâm mộ của thẩm gián nói chuyện khó nghe quá đi, còn nói chị dâu em không xứng với nam thần của họ, trò đùa quốc tế gì vậy? Người như thẩm gián, ngay cả một ngón tay của anh em cũng không xứng, cuối cùng thì ai mới không xứng với ai đây? Thấy Khương ngâm im lặng, Dương Thư nhìn sang, có muốn làm sáng tỏ mọi chuyện không? Khương Ngâm đang suy nghĩ tìm từ ngữ đăng lên Weibo, nghe vậy, bưng ly cà phê nhấp một ngụm, lười biến đáp, đương nhiên phải nói rõ rồi, nếu ông xã tớ nhìn thấy thì ghen chết mất, tớ sẽ đau lòng lắm đó. Lúc này, còn không quên thể hiện tình cảm. Dương Thư giơ ngón tay cái lên. Bỗng nhiên Khương Ngâm có linh cảm, trực tiếp bấm vào khung soạn thảo, gõ dòng chữ, tôi đã kết hôn rồi, ông xã nhà tôi là người ngoài giới giải trí, cảm ơn mọi người đã quan tâm, hình ảnh. Trong ảnh chỉ có một bàn tay trái, ngón áp út đeo nhẫn cưới, đính viên kim cương to tròn sáng bóng. Khương Ngâm kiểm tra một lát, trực tiếp nhấn đăng. Xong rồi. Có lẽ là do một số người hâm mộ của thẩm gián vô cùng bực tức. Không lâu sau khi bài viết trên ủi bầu của Khương Ngâm được đăng lên, khu bình luận đã trở nên sôi nổi. Ngâm ngâm thanh minh nhanh quá, khiến mình dễ chịu ghê. Tôi cũng cảm thấy thoải mái nữa. Những người dám nói chị nhà tôi cướp thần tượng của các người, nhìn cho kỹ đi đã kết hôn đừng có quấy rầy hiểu không thoải mái quá đi nữ thần gã ra ngoài khi nào mà không nói cho chúng ta biết vậy ai may mắn quá vậy ta ghê chưa ghê chưa anh ta tôi không cho phép anh ta đối xử tệ với chị đâu chiếc nhẫn kim cương gì mà lớn dữ vậy khiến cho hai mắt tôi sáng rực luôn rồi nè cô gái thiên nga vậy mà đã lập gia đình rồi sao tôi cũng không biết nên khóc hay nên cười nữa đây bi thương nói rõ xong khương ngâm không thèm để ý đến diễn biến tiếp theo nữa sau khi thoát khỏi ôi bồ cô cảm thấy bụng dưới đau âm ỉ liếc nhìn ngày tháng ở góc dưới bên phải máy tính kỳ kinh là hai ngày trước cô vội vàng lục tung túi sách nhưng lại không mang theo băng vệ sinh nên chỉ có thể hỏi dương thư dương thư đang lướt bình luận bên dưới ôi bồ của khương âm cười trêu chọc nhiếp ảnh da khương à mỗi ngày đều nói bản thân luôn khiêm tốn lên hót sức rồi mà vẫn không xấu hổ đi khoe một trận ân ái cho cư dân mạng xem, chiếc nhẫn kim cương chính ca ra cũng lấy ra khoe mù mắt người ta, bây giờ kích động tới nỗi bà dì cũng tới ăn mừng với cậu luôn. Khương Ngâm. Dương Thư vừa mới qua kỳ kinh nguyệt chưa được vài ngày, trong túi vẫn còn băng vệ sinh nên cô ấy lấy hết ra đưa cho Khương Ngâm. Khương Ngâm đi vào nhà vệ sinh một lúc, sau khi quay lại, Thẩm gián cũng đang ôi bộ, giải thích chân tướng chuyện về chú chó kia thanh minh bản thân và Khương Ngâm không phải quan hệ người yêu, đồng thời gửi lời chúc phúc đến bài đăng ủi bộ đã kết hôn của Khương Ngâm. Trên Ui bộ, mọi thứ dần dần lắng xuống. Dương Thư phụ họa, không ngờ thẩm gián lại lên tiếng thanh minh nhanh chóng như vậy, bây giờ nước còn chưa dâng lên, đã bị hai người cùng nhau bóp chết ở trong đôi rồi, cư dân mạng ông tâm tình ăn dưa, phỏng chừng cũng thấy chán. Ở truyền thông tin đồ, văn phòng đại diện, thẩm gián rất tức giận với tô nhiễm. Tô nhiễm ngồi trên ghế sofa trong sảnh khách, xoa mi tâm ngẩng đầu lên, à dáng à, anh đừng kích động như vậy được không? Bức ảnh trên Weibo rõ ràng chỉ là một sự tình cờ, không ngờ lại thật sự trùng hợp với bức ảnh của Khương Ngâm như vậy, khiến cho người có tâm đào được rồi làm ầm lên. Thẩm dáng chỉ cảm thấy buồn cười, rõ ràng cô biết chú chó kia là Khương Ngâm ông từ chỗ của tôi đi, cũng xem Weibo do cô ấy đăng. Bây giờ cô nói bức ảnh là sự trùng hợp, cô nghĩ tôi có thể tin được không? Tô nhiễm, cô là một người cẩn trọng như vậy nếu không phải do cô cố ý thì sao lại phạm phải sai lầm cấp thấp như thế tại sao tôi không thể phạm sai lầm được hả không phải đã kịp thời làm sáng tỏ chuyện này không gây ra tổn thương thực sự cho cô ấy rồi hay sao tại sao anh lại tức giận với tôi như vậy hả a à dáng tôi đã ở bên cạnh anh nhiều năm như vậy rồi so ra còn kém hơn cái người đã từng từ chối anh thậm chí còn là người phụ nữ đã kết hôn với người khác Vẻ mặt của thẩm gián ngưng lại, sau một lúc im lặng, giọng điệu của anh dịu lại, mấy năm nay tôi luôn coi cô là bạn thân của mình, vậy tại sao cô lại coi thường bản thân mình chứ? Nếu như cô đã nói bản thân không phải cố ý thì tôi sẽ tin tưởng cô, hy vọng loại chuyện này sẽ không bao giờ tái diễn nữa. Sau khi thẩm gián rời đi, tôi nhiễm dựa lưng vào ghế sofa, tức giận ông tráng. Trợ lý bưng nước tới, thần trọng hỏi, chị tô à, chuyện trên Uibo hôm nay mới bắt đầu. Anh dáng hình như rất nhạy cảm với loại chuyện này. Sau này còn có kế hoạch gì không? Tất nhiên là làm rồi. Tôi Nhiễm mở mắt ra, ánh mắt kiên định, tôi sẽ hết lòng mở đường cho anh ấy. Tôi tin rằng sớm muộn gì anh ấy cũng sẽ hiểu. Về các dự án mua lại một số công ty y tế, doãn Toại tổ chức một cuộc họp kéo dài một ngày, kết thúc vào buổi tối. Những đám mây lộng lẫy nhiên theo cửa sổ kính trong suốt từ trần đến sàn phản chiếu vận hào quang màu cam ấm áp trong phòng họp, giống như một bức tranh màu nước đầy màu sắc. Ngồi ở ghế chính trong phòng họp, anh cầm điện thoại di động lên, đang định gửi tin nhắn cho Khương Ngâm thì vô tình nhìn thấy một chủ đề đang được thảo luận trên ui bộ, kéo xuống từng cái một, lông mày nhíu chặt lại, quai hàm anh dần dần siết chặt. Sau khi cân nhắc, anh nhìn thư ký Lâm bên cạnh, trên ui bộ đang xảy ra chuyện gì vậy? Thư ký Lâm nói, đã hỏi thăm tin đồ ở bên kia rồi, nói là tô nhiễm trong lúc vô tình đăng bức ảnh đụng hàng với vợ của anh mọi người căn cứ vào chú chó trong bức ảnh đồn đã lung tung gây xôn xao dư luận nhưng mà bây giờ đã được vợ anh và thẩm gián hai bên đứng ra làm sáng tỏ hết mọi việc rồi tối nay doãn toại có một buổi xã giao bây giờ dự định trở về khách sạn trước gọi điện thoại cho khương ngâm ra khỏi phòng họp khi bước vào thang máy anh mở trang ủy bộ thanh minh do khương ngâm đăng lên bỗng nhiên nghĩ đến điều gì đó anh hỏi cậu nói tô nhiễm trong lúc vô tình đăng ảnh lên à thư ký lâm chính tô nhiễm đã nói như vậy doãn toại nhíu mày im lặng cho đến khi lên xe khách sạn mới nới lỏng cà vạt đôi chân dài tự nhiên vắt chéo vội vàng hỏi gần đây thẩm gián có động tĩnh gì lớn không quả thực còn có một chuyện vô cùng giật gân thư ký lâm ở ghế phụ nhìn sang tác phẩm cuối cùng của đạo diễn lê muốn chọn nam chính là cố trí dương hoặc thẩm gián kết quả cuối cùng sẽ do khán giả bình chọn số phiếu của thẩm gián và cố trí dương có sự chênh lệch nhất định cơ hội xoay chuyển tình thế không lớn lắm nhưng tô nhiễm bọn họ vẫn còn cố gắng tranh thủ mí mắt doãn toại hơi rũ xuống tùy ý nhịp ngón tay lên đầu gối đột nhiên anh nghĩ tới chủ đề thảo luận trên ui bộ hôm nay truyền thông tin đồ là do một tay anh bồi dưỡng nên khúc quanh trong vòng giải trí đương nhiên anh rất am hiểu với trực giác nhạy bén của mình bao năm qua anh luôn cảm thấy dường như hai sự kiện này có một mối liên hệ nào đó. Chuyện trên Weibo có thể vẫn chưa kết thúc. Anh không hiểu tại sao lại khuấy động sức nóng với Khương Ngâm, tạm thời anh không muốn nghĩ về nó. Anh không muốn để ý đến những thứ này, nhưng lần này tôi nhiễm lại mắc sai lầm như vậy. Đầu ngón tay dừng một chút, ánh mắt trở nên có chút lạnh lẽo, gần đây bảo người nhìn chầm chầm vào tôi nhiễm, có chuyện gì thì báo cho tôi. Ban ngày Khương ngâm lên quầy có chút không thoải mái, lại thêm bụng dưới hơi chướng lên do đang trong kỳ kinh nguyệt, vì vậy cô tan làm sớm để về nhà. Trong phòng khách biệt thự ở lận Phương Đình, Khương ngâm đang nằm trên ghế sofa cuốn chăn, gọi điện video cho Doãn Toại. Doãn Toại mới về tới phòng khách sạn, đóng cửa lại nhìn cô gái uể oải trên màn hình, giọng nói nhẹ nhàng, sao vậy? Em đang buồn bực về chuyện trên Weibo à? Một tay Khương ngâm che bụng, mím môi, anh cũng biết nữa hả? Anh cũng vừa thấy thôi. Khương Ngâm nói, thật ra thì cũng không phải vì chuyện đó mà tâm trạng không tốt. Anh có xem ui bộ của em chưa? Em còn đăng cả chiếc nhẫn kim cương mà anh đã mua cho em lên nữa. Trong lúc trò chuyện, dì Chu bước tới và đặt một chiếc cốc lên bàn trà. Phu nhân, tôi đã pha một ít trà gừng đường nâu. Cô thừa dịp còn nóng uống vào sẽ cảm thấy dễ chịu hơn đó. Lời của dì Chu lọc vào tai của Doãn Toại khi nhìn trạng thái của Khương Ngâm lúc này, cuối cùng anh cũng hiểu ra, em không thoải mái sao? Không sao, chỉ hơi đau một chút thôi. Vậy thì uống nước xong thì về phòng nghỉ ngơi sớm một chút đi. Khương Ngâm túng chăn ngồi dậy, đặt điện thoại lên đùi, cầm cái cốc do dì Chu mang tới. Nhiệt độ vừa phải, cô uống xong một hơi liền cảm thấy toàn thân ấm áp, có dòng điện ấm áp chạy qua bụng dưới, quả thực thoải mái hơn rất nhiều. Lau miệng xong, cô cầm điện thoại đi lên lầu đẩy cửa phòng ngủ ra bên trong tối vô cùng cô bật đèn lên nâng lưng dựa vào đầu giường cô đối diện với camera nhìn người đàn ông tuấn mỹ bên trong điện thoại đêm nay anh có làm gì không tối nay còn có một buổi xã giao sao anh lại bận như vậy hả có lẽ cô đang mong doãn toại nói rằng tối nay anh không bận có thể nói chuyện với cô bây giờ nhận được đáp án tương phản trong lòng cô dâng lên cảm giác mất mát nói mấy câu mang theo vài phần oán giận bất mãn doãn toại im lặng một lúc rồi nhếch mép cười nói không phải kiếm nhiều tiền hơn mới có thể mua được máy ảnh một ngàn vạn hay sao nói đến máy ảnh mây đen trên mặt khương ngâm mới biến mất vậy thì anh phải chăm chỉ làm việc cố gắng kiếm tiền em sẽ không chê có nhiều máy ảnh đâu doãn toại bản thân khương ngâm cũng không thể nào quá dính người được đêm nay chắc là do đến kỳ kinh nguyệt hơn nữa những lời nhận xét khó chịu ban đầu trên ủy bộ đã gây ra một chút ảnh hưởng tâm lý, không hiểu sao cô lại trở nên khó chịu hơn, cảm thấy một thân một mình trong căn nhà lớn như vậy thật sự rất cô đơn. Ông xã ơi! Cô áp sát vào màn hình điện thoại rồi khẽ thì thầm. Doãn toại ngồi trước máy tính, chống cầm lên nhìn cô, làm sao vậy? Em nhớ anh. Lưng doãn toại hơi cứng đờ, trong mắt hiện lên một chút phức tạp. Cảm giác này rất lạ, dường như có thứ gì đột nhiên đập vào chỗ nào đó trong trái tim anh, cảm xúc rất tinh tế lan tỏa ra xung quanh, làn da cả người được bao bọc bởi một vần hào quang ấm áp, trong lòng cũng có chút ấm áp. Đây là lần đầu tiên anh ý thức vô cùng rất tràn, bản thân trên thế giới này còn có một nỗi vướng bận sâu sắc. Nhìn cô gái sáng sủa trên màn hình máy tính, anh chậm rãi duỗi đầu ngón tay ra đặt vào giữa lông mày của cô, giọng nói nhẹ nhàng như nước, anh sẽ nhanh chóng về sớm mà. Khương ngâm mím môi, còn chưa kịp trả lời thì đã có tiếng gõ cửa. Khương Ngâm đặt điện thoại xuống, đi ra mở cửa, dì Chu đến đưa chuyển phát nhanh, "Phu nhân, đây là gói hàng của tiên sinh gửi cho cô." Khương Ngâm nghi ngờ nhận lấy, đóng cửa lại. Đặt chiếc hộp hình chữ nhật lên giường, cô quay sang điện thoại trên giường hỏi, "Tuế Tuế, anh mua gì về vậy?" "Đâu có đâu." "Vậy thì tại sao lại có chuyển phát nhanh?" Hơn nữa trên đó còn để tên của anh nữa này khương ngâm nhìn một cái lấy một con dao gọt hoa quả bên cạnh giường rồi mở niêm phong đột nhiên doãn toại nhớ đến lần đó sau khi đến nhà khương bái ăn đồ nướng về hình như anh đã lên mạng mua một cái gì đó sau này lại có chuyện thay đổi đột xuất khiến anh phải đi công tác nên đã quên mất chuyện này nghĩ đến những thứ trong hộp mí mắt của doãn toại giật một cái lúc anh định ngăn cô lại thì trong điện thoại vang lên một tiếng thét kinh hãi ngay sau đó hai tay khương ngâm đỏ bừng, nhanh chóng hướng camera điện thoại vào hộp bao cao su trong gói hàng, lúng túng hỏi, ông xã, cái này. Thật sự không phải do anh mua ư. Doãn toại. Chương 53. Editor, Su. Beta, Su. Bầu không khí giữa hai người lâm vào tình trạng yên lặng mà lúng túng. Lúc này gương mặt Khương Ngâm cũng đỏ bừng lên, vừa rồi cô không nên nhanh tay, thế mà lại mở ra hộp đồ như vậy tay cô thử thăm dò muốn lấy một hộp ra nhìn xem đưa lên trước mặt lại cảm thấy phỏng tay khương ngâm nhanh chóng rụt tay trở về đôi tay dưới ánh đèn càng trở nên hồng hơn doãn toại nói không phải anh mua sao lại có thể như thế được người khác cũng sẽ không lấy thứ này làm quà để tặng cho anh ngay lúc cô đang trăm mối tơ vò doãn toại bên kia rốt cuộc mở miệng là anh mua anh thừa nhận rất thẳng thắn tự như đang nói qua loa về một chuyện rất bình thường ngay cả một chút cảm xúc khó chịu khương ngâm cũng không cảm nhận được khương ngâm nhìn chầm chầm những đồ dùng tránh thai trên giường ngược lại không quá ung dung lên tiếng sao đột nhiên anh lại mua những thứ này cũng không thương lượng với em doãn toại nhíu mi tâm thương lượng cái gì với em nghiên cứu thảo luận một chút loại nào dùng tốt hơn doãn toại nhẹ nhàng mỉm cười lười biếng nói lần trước lúc từ siêu thị đi ra không phải em hỏi anh bên cạnh quầy bánh kẹo là cái gì sao anh liền nghĩ chắc hẳn em rất thích nên đã mua về cho em được doãn toại nhắc lại khương ngâm bỗng dưng nhớ tới tình cảnh đêm hôm đó anh lấy món bên cạnh hộp kẹo em chắc chắn thích ông xã bên cạnh bánh kẹo là gì vậy vì sao anh không lấy có phải thứ em thích không khương ngâm lập tức một lời khó nói hết lúc trước cô thật sự không biết khi đó khương bái nói với dương thư chính là cái trò này nghĩ đến sau đó cô lại nghiêm túc thẳng thắn dò hỏi Doãn Toại, Khương Ngâm liền cuốn lên một trận, rồi có chút tức giận, sao anh em lại là cái dạng này chứ? Răng cô nhẹ nhàng cắn vào cánh môi, trầm mặt một lát, chậm rãi giải thích, lúc ấy, em không phải đòi hỏi muốn anh mua thứ này, em chỉ là hiếu kỳ, tùy tiện hỏi một chút. Ý cười dần dần tràn đầy đáy mắt Doãn Toại, ừm, anh cũng chỉ là thỏa mãn lòng hiếu kỳ của em một chút, tùy tiện mua về cho em xem dáng vẻ của nó ra sao. Khương Ngâm nhẫn đầu nhìn qua, cảm thấy lời giải thích này của anh không đúng tại sao nói tới nói lui một hồi cuối cùng liền trở thành cô muốn mua đống đồ này đây cô hít đôi mắt hẹp dài anh mua những thứ này thật sự chỉ là vì cho em nhìn thử không phải sao doãn toại dựa vào trên ghế tựa tản mạng nâng mí mắt lên vậy anh mua một hộp về cho em nhìn thôi không được sao sao lại mua cả một thùng lớn có khá nhiều loại không biết em thích xem loại nào liền chọn nhiều một chút chưa thấy qua tên đàn ông chó nào như thế vậy mà lại ném vấn đề này lên người cô còn nói đến mức hợp tình hợp lý khương ngâm tức giận biểu môi quai hàm phình lên vậy bây giờ em xem qua rồi sau đó thì sao em giúp anh vứt chúng đi dùng tiền để mua về chỉ nhìn một cái liền ném đi em không cảm thấy rất lãng phí sao doãn toại quan sát biểu cảm của khương ngâm chậm rãi nói hết lời anh thấy vẫn phải cần kiệm tiết kiệm một chút chờ anh trở về cùng nhau sử dụng rồi chúng ta hẳn ném anh dừng một chút bên trong mắt sắt ánh lên phần lưu luyến nhẹ giọng hỏi cô được không một giây sau cuộc gọi video bị khương ngâm nhắc đi doãn toại nhìn qua màn hình máy tính bất đắc dĩ bật cười bên trong gian phòng yêu tĩnh không khí mát mẻ trong lành nhàn nhạt mà kéo dài bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa anh liếc nhìn đồng hồ thu lại ý cười khôi phục sự trầm ổn và tự phụ trước kia. Anh vắt áo khoác tay trang lên tay, nhanh chân đi ra ngoài. Thư ký Lâm đứng chờ ở ngoài cửa, trông thấy anh liền lên tiếng chào hỏi rồi theo sau, Doãn Tổng, tôi đã thăm dò được, bữa tiệc đêm nay tề hành trưởng còn mang theo cháu gái của ông ta tham dự, hình như muốn móc nối cho ngài. Thân sắc Doãn Toại nhàn nhạt, không đáp lại. Sau khi lên xe, anh dựa vào chỗ tựa lưng, hỏi sang chuyện khác, bên cùng côn có động tĩnh gì bọn họ quay vòng vốn xuất hiện một lỗ hổng rất lớn, nhanh chóng không chịu nổi, không quá mấy ngày liền sẽ chủ động liên hệ với chúng ta. Tiếp tục theo dõi. Lúc đến câu lạc bộ, thư ký Lâm đưa nhẫn cưới tới. Doãn toại ngước mắt lên nhìn, nghĩ đến bức ảnh chiếc nhẫn kim cương được khoe trên ùi bộ của Khương Ngâm, anh khẽ câu môi cười, thông thả đeo lên tay. Sau khi ngắt điện thoại, Khương Ngâm liền một mực đem đầu vùi vào trong chăn, cho đến lúc có chút khó thở cô mới chui ra ngoài, miệng mở lớn mà hô hấp. Từ hai tay đến vùng cổ bởi vì ngượng ngùng mà nhiễm lên một mảng đỏ ửng vẫn chưa từng biến mất. Người đàn ông này thật phiền, đi công tác ở bên ngoài còn muốn treo chọc cô. Lại nhìn thùng đồ đặt ở bên giường một chút, lúc này chỉ có một mình cô, Khương Năm không thẹn thùng nữa, bởi vì bị lòng hiếu kỳ điều khiển nên lấy ra xem. Đây là lần đầu tiên cô tiếp xúc với loại đồ chơi này ở khoảng cách gần như vậy lời quảng cáo cũng khiến cho người ta mặt đỏ tới tận mang tai. Tùy tiện lật xem một lát, cô đi vào phòng quần áo, đem những thứ kia bỏ vào trong ngăn tủ, lấy quần áo doãn toại che đi. Nằm lên trên giường một lần nữa, lời nói vừa rồi của doãn toại vẫn còn quanh quẩn trong đầu cô. Ý của anh là chờ đến lúc anh đi công tác trở về, quan hệ của hai người phải tiến thêm một bước nữa sao? Khương Ngâm nắm chặt góc chăn, nhịp tim đập nhanh hơn rất nhiều một cách khó hiểu ban đêm lần đầu tiên cô mơ một giấc mơ giống như vậy ngày thứ hai đi làm lúc dương thư nhìn thấy tinh thần khương ngâm thoải mái dễ chịu những mày cười hỏi sao cậu lại vui thế ông xã cậu trở về rồi khương ngâm dương dương đắc ý nói ông xã tớ vẫn chưa trở về nhưng cũng không ảnh hưởng đến tâm trạng tốt của tớ dương thư cười thanh khoanh tay dò xét cô một lát nếu không phải ông xã cậu trở về vậy chắc chắn là tối hôm qua đã mơ giấc mơ gì đẹp bị nói trúng tim đen, Khương ngâm nhấp môi dưới, ra vẻ thâm trầm, tớ không nói cho cậu đâu. Buổi sáng, Khương ngâm đã ký hợp đồng làm người phát ngôn cho máy ảnh của SNC, có lẽ là vì còn một đợt độ hot mà sự kiện ngày hôm qua mang lại nên hợp đồng được ký không bao lâu. Quỹ bộ chính thức của hãng SNC liền nhanh chóng tuyên bố chuyện này ngay sau đó, dẫn tới một hội nghị luận náo nhiệt. Lúc ăn cơm trưa, Dương Thư nhìn thấy bình luận bên trên Uibo, chăm chọc nói, snc nhân thời cơ này tìm cậu làm người phát ngôn thật đúng là hay hôm qua vừa lúc cậu hót lên một đợt vì bị dính chặt với thẩm gián đến hôm nay độ hót vẫn còn thừa chuyện này đối với hãng snc của bọn họ chính là tuyên truyền miễn phí tiểu hạ bên cạnh cũng nói tiếp theo chị thư nói đúng snc cũng quá biết tính toán rồi được cho không lưu lượng nếu không cần thì rất phí nhan tư nhiêu còn đang lướt điện thoại di động bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn tới có bình luận nói lúc trước hãng snc đó còn từng tìm thẩm gián làm người phát ngôn thẩm gián không nhận nên bây giờ mới tìm chị dâu em đây là tình huống gì vậy chuyện này dương thư biết một chút giải thích ban đầu snc camera chính là tìm khương khương làm người phát ngôn nhưng lúc ấy khương khương đề xuất sẽ tự mình làm đạo diễn quay quảng cáo tuy nhiên không thể đàm phán thỏa đáng với hãng bên kia sau đó bọn họ liền đi tìm thẩm gián hình như cũng không thành công rồi sau nữa chính là mấy ngày trước hãng SNC lại tìm tới Khương Khương, đáp ứng yêu cầu do cô ấy tự mình làm đạo diễn. Nói như vậy thì cũng không có liên quan gì nhiều với thẩm gián lắm, sao giọng điệu của mấy người trên mạng lại tỏ vẻ như chị dâu em nhặt được của hời, cọ nhiệt thẩm gián. Chắc chắn lại là những fan hâm mộ kia của thẩm gián tự mình bổ não ra đấy chứ, nên ít xem loại bình luận này, nếu không sẽ tự chọc giận chính mình. Thời điểm mọi người thảo luận khí thế ngất trời, khương ngâm đang vừa ăn cơm vừa cầm điện thoại một bên nhắn tin cho doãn toại thỉnh thoảng còn nhếch miệng lên cười yếu ớt dương thư ngừng nói về chuyện phan hâm mộ kia liếc qua cô một chút hai cậu thật là dính nhau ăn một bữa cơm còn trò chuyện vui vẻ như thế khương ngâm nhắn tin trả lời lại buông điện thoại xuống bất đắc dĩ nói chịu thôi ông xã tớ anh ấy khá dính người dương thư là chính cậu khá dính người đi buổi chiều Khương Ngâm có một buổi quay chụp ngắn, từ studio đi ra là khoảng 3 giờ. Cùng nhân viên công tác ngồi lên xe công ty trở về, lúc ấn mở điện thoại, cô nhìn thấy Dương Thư gửi uy chát, sao tớ lại có cảm giác chuyện này là có người nhắm vào cậu. Khương Ngâm Dương Thư, xem Weibo Khương Ngâm ấn mở Weibo, bên trong phần tin nhắn ngập tràn lời chửi rủa khiến cho cả người cô có chút giật mình đứng hình mấy giây. Thẩm dáng đối với cô tốt như vậy, cho dù cô không thích anh ấy cũng không nên lợi dụng để lăng xê, anh ấy đáng thương biết bao nhiêu mới có thể thích người như cô. Khương Ngâm, cô hãy tự hỏi chính mình, dạng phụ nữ như cô, thật sự xứng đáng được anh ấy thích không? Chàng trai tốt như vậy, cô có thể không thích nhưng xin cô đừng làm tổn thương. Nhìn những chỉ trích đầy căm phẫn trong lòng này, mày Khương Ngâm nhăn lại, quét mắt đến chủ đề liên quan tới cô và thẩm dáng trên hot search Weibo thẩm gián tỏ tình với khương ngâm bị từ chối hai lần thẩm gián từ chối không nhận làm người phát ngôn của snc là vì khương ngâm dáng bảo yêu quá hèn mọn đau lòng cô ấn mở từng cái hiểu rõ đầu đuôi sự việc hôm nay việc khương ngâm nhận làm người phát ngôn của hãng snc camera được công bố không bao lâu trên mạng liền có không ít ngôn luận nói là khương ngâm đoạt hợp đồng quảng cáo của thẩm gián sau đó có người lan truyền video ghi lại chuyện thẩm gián tỏ tình với Khương Ngâm lên trên mạng. Trong video cả hai lần Khương Ngâm đều từ chối đến dứt khoát, bị bình luận chỉ trích lạnh lùng vô tình, con mắt cao hơn đỉnh đầu, không biết tốt xấu. Ngay sau đó, lại có người tung ra một loạt ảnh chụp. Trong ảnh là lúc Khương Ngâm và Nhan Tư Nhiêu đi đến nhà thẩm gián xem cái đuôi nhỏ, ông cái đuôi nhỏ ra bị chụp được. Bởi vì vấn đề gốc chụp, trong ảnh Khương ngâm và thẩm dáng cười cười nói nói rất thân mật. Đồng thời khéo léo cắt bỏ cả nhang tư nhiêu, khiến cho tương tác qua lại giữa hai người càng lộ vẻ mập mờ. Khu bình luận nói Khương ngâm đùa nghịch tâm cơ, một bên từ chối lời tỏ tình của thẩm dáng, một bên trêu chọc dính lấy người không buông. Cuối cùng tô nhiễm tự mình đăng Weibo tuyên bố, trở thành quả bom nặng ký nổ chết Khương ngâm. Tô nhiễm VPR, từ lúc mới bắt đầu, Tôi đã khuyên A Dáng rằng người phụ nữ kia không đáng. Đáng tiếc A Dáng quá mức ngây thơ, lương thiện, lại quá si tình, những năm này, từ đầu đến cuối đều yên lặng làm người đứng sau bảo vệ, dù hết lần này tới lần khác bị tổn thương nhưng vẫn nâng cô ta đặt lên đầu quả tim, thậm chí còn đem hợp đồng quảng cáo quan trọng như hãng SNC nhường cho cô ta. Thế nhưng tôi vẫn không hiểu, người phụ nữ kia đã không yêu anh ấy, còn kết hôn với người khác, vì sao thỉnh thoảng lại chạy tới trêu chọc cũng chỉ là vì lấy được chút của hời từ trên người a dáng không khỏi quá mức máu lạnh tôi thật sự cảm thấy không đáng thay a dáng cũng cảm thấy đồng tình sâu sắc với chồng của cô lời này của tôi nhiễm khiến cư dân mạng giáng cho khương ngâm cái mát tâm cơ trà xanh ngoại tình người phụ nữ này quá xấu xa rồi đau lòng ca ca của chúng ta tôi nghi ngờ hót sức ngày hôm qua cũng là khương ngâm mua chính là vì muốn dính chặt với ca ca để cô ta lấy được hợp đồng quảng cáo máy ảnh Vốn dĩ cô ta có thể cầm tới tay hợp đồng quảng cáo này là do ca ca của chúng ta nhường cho cô ta à, cũng không có một chút cảm kích trong lòng. Hót sức ngày hôm qua không phải cô ấy mua đâu, chẳng phải cô ấy đã giải thích rất nhanh sao. Đây chính là chỗ tài tình của người phụ nữ kia, loại đầu óc ngu si như cậu chẳng phải đã bị cô ta lừa rồi sao. Thẩm dáng thật đáng thương, đem một lòng yêu thương cho loại người này. Khương ngâm xem những lời ngôn luận kia, tức giận đến mức bật cười cô xoa xoa mi tâm bực bội muốn rời khỏi Weibo, bồ trong lúc vô tình liếc đến một bài Weibo, bồ kinh ngạc nhìn về phía tiểu hà ở ghế phó lái chị nhớ ra em là phan hâm mộ thẩm dáng đúng không tiểu hà hơi hồi hộp một chút nhìn về phía bên này là phan qua đường em không theo đuổi thần tượng nói đến chỗ này tiểu hà dừng một chút lại nói chị khương chị là hạng người gì em biết rõ chuyện này chắc chắn là có người cố ý dội nước bẩn lên chị coi như trước kia em thích thẩm dáng em cũng sẽ đứng về phía chị khương ngâm bất đắc dĩ cười thanh chị không phải nói cái này chị là muốn hỏi em một chút cô chỉ giao diện bỏ phiếu trên Weibo, bồ gần đây thẩm gián có tranh cử bỏ phiếu nam chính của đạo diễn lê tiểu hà ghé mắt nhìn gật đầu đúng vậy thẩm gián và cố trí dương cùng nhau tranh cử nhân vật nam chính của đạo diễn lê rất nhanh sẽ đến thời hạn cuối cùng số phiếu của thẩm gián ít hơn thật nhiều đoán chừng hy vọng cũng không lớn khương ngâm lại nhìn một chút kết quả bỏ phiếu bây giờ hiện tại thẩm gián đã ngang hàng với cố trí dương nha tiểu hà sửng sốt một chút vội vàng ấn mở điện thoại xem xét có chút không thể tưởng tượng nổi ngay đêm qua sự chênh lệch vẫn còn rất lớn a à. khương ngâm đột nhiên liền hiểu ra cuộc phong ba này từ lúc mới bắt đầu liền bắt nguồn từ việc hôm qua tô nhiễm đăng tấm ảnh kia cho nên tô nhiễm làm như vậy là vì thiết lập hình tượng nhân vật nam thâm tình ấm áp cho thẩm gián tranh thủ sự đồng tình của cư dân mạng, làm biến tướng cuộc bỏ phiếu. Mà cô, thế nhưng chỉ là vật để thẩm gián dẫm đạp trèo lên cao. Lúc xe còn chưa tới cửa, Khương Ngâm nói với tài xế, tôi có chút việc, mọi người xuống xe ở chỗ này đi, để chìa khóa xe lại. Khương Ngâm từ chỗ ngồi phía sau đi xuống, nhảy lên vị trí tài xế, lái xe đi đến truyền thông tin đồ. Tiến vào đại sảnh, cô đang muốn đi đến chỗ tiếp tân hỏi thăm văn phòng tô nhiễm cửa thang máy mở ra đúng lúc tô nhiễm đi ra khương ngâm bước lên trước chặn đường đi của cô ta tô nhiễm ngoài ý muốn chớp mắt một cái sau đó khôi phục thần sắc như thường nhiếp ảnh gia khương có chuyện gì sao khương ngâm nhàn nhạt nhìn qua cô ta cô thật sự cho rằng mình có thể lèo lái ở trong giới giải trí muốn làm gì thì làm ư nguyên văn là phiên vân phúc vũ là dạng rút gọn của phiên thủ vi vân phúc thủ vi vũ doanh nghiệp nghiêng bàn tay làm mây, úp bàn tay làm mưa. Ý nghĩa của thành ngữ này là chỉ sự thay đổi như trong chóng, không biết đâu mà lần. Nghĩa bóng chỉ những người hay thủ đoạn, phản phúc, lèo lái, đảo điên. Tôi nhiễm nhìn xuống đồng hồ, khoanh tay, tôi không biết cô đang nói gì cả. Khương ngâm nhẹ giọng trào phúng, không phải vừa rồi mới đăng ui bồ sao, bây giờ lại giả vờ trước mặt tôi làm cái gì? Dám làm không dám nhận sao? sự việc trên Uy Bộ huyên náo rất lớn, bây giờ Khương Ngâm lại tìm đến, không ít người nhao nhao tới vây xem. Tô Nhiễm nhìn xung quanh một chút, bình tĩnh nói, trên Uy Bộ của tôi nói đều là sự thật, có gì mà không dám nhận. Sự thật. Khương Ngâm cười lạnh một tiếng, cô không biết nếu không có chút chứng cứ nào mà phỉ bán ác ý là hành động trái pháp luật sao. Tô Nhiễm không hề sợ hãi, cô chỉ là một nhiếp ảnh gia nhỏ vừa nổi tiếng một chút. Sẽ không phải muốn kiện tôi chứ được à vậy cô thử một chút xem có thể kiện thắng tôi hay không cô ta mỉm cười với khương ngâm tôi là người đại diện vương bài còn sắp giúp thẩm gián giành được nhân vật nam chính cuối cùng của đạo diễn lê cô cảm thấy truyền thông tin đồ sẽ để cho tôi xảy ra chuyện sao cô kiện tôi chính là kiện công ty lớn như vậy đằng sau tôi cho nên cô vẫn nên trở về cân nhắc một chút chính mình có bao nhiêu cân lượng rồi hẳn tới tìm tôi chất vấn đi nên ước lượng một chút không phải là chính cô sao một giọng nói thanh lãnh, uy nghiêm, tự đại vang lên ở nơi cửa phòng. Chương 54 Editor, Su Beta, Su Ánh mắt của mọi người lần theo âm thanh truyền tới, nhốn nháo nhìn qua. Người đàn ông mặc âu phục dày da, bước đôi chân dài đi tới, theo phía sau là thư ký Lâm và mấy người trợ lý đi cùng. Anh bị vây quanh, là cái người cao nhất kia, tỷ lệ dáng người vừa đúng chuẩn, ngũ quan anh tuấn mang theo vài phần từng trải trên thương trường sát phạt lạnh lùng lúc nói chuyện toát ra một luồng khí lực bức người mạnh mẽ khi đi đến ánh mắt anh như con dao sắc bén quét qua người tô nhiễm rồi dừng lại thân hình tô nhiễm hơi cứng đờ một chút một trận gió lạnh thổi tới sau lưng trên mặt vừa mới thể hiện sự đắc ý liền đông cứng lại một lát sau cung kính mở miệng doãn tổng khương ngâm mười phần kinh ngạc nhìn người đàn ông đột nhiên đứng trước mặt mình thần sắc hoảng hốt một chút. Không phải anh ấy đang đi công tác nước ngoài, vài ngày nữa mới về sao? Đang im lặng thì doãn toại nhìn qua cô, trên mặt khôi phục nét nhu hòa quen thuộc, tại sao gọi điện thoại cho em, em không nhận. Thần sắc hương ngâm ngừng lại, lấy điện thoại di động trong túi ra nhìn, đang ở trạng thái tắt máy, bất đắc dĩ đưa cho anh xem, hình như hết pin rồi. Trong khi nói chuyện, cô nhìn thấy trên ngón tay doãn toại đeo nhẫn cưới. Chuyện kết hôn, hai người họ không công khai với bên ngoài, để tránh tạo ra chủ đề bàn tán, bình thường ở bên ngoài cả hai đều không mang cái này. Trùng hợp chính là, ngày hôm qua sau khi đã công bố kết hôn đồng thời đăng ảnh chụp nhẫn kim cương trên ui bộ, sáng hôm nay trước khi ra cửa, Khương Năm cũng mang nhẫn cưới. Cuộc đối thoại của Doãn Toại và Khương Năm khiến quần chúng vây xem cảm thấy kinh ngạc, lại nhìn thấy chiếc nhẫn trên ngón tay, họ như hiểu ra điều gì đó, xôn xao lộ ra ánh mắt không thể tin được sau khi kinh ngạc đến ngay người xong, lại nhốn nháo mà đổ mồ hôi thay tô nhiễm. Lúc tô nhiễm nhìn đến nhẫn cưới của hai người liền ngay người, bị dọa đến mức chân có chút nhũng ra, tim cũng không khống chế được mà trùng xuống, tay chân nhanh chóng trở nên lạnh buốt. Môi cô ta run rẩy mấy lần, muốn biện giải cho mình, doãn tổng. Biểu cảm của doãn toại có chút không vui, đưa mắt nhìn thư ký lâm bên cạnh. Thư ký Lâm hiểu ý nhìn về phía tô nhiễm, nhẹ giọng nhắc lời cô ta, đừng vội giải thích với ông chủ, vẫn nên xem Weibo một chút trước đi. Tô nhiễm nghi ngờ nhìn sang, hình như có chút không hiểu. Thư ký Lâm khẽ cau mày, giọng mang vẻ không vui, còn cần tôi cho cô mượn điện thoại sao? Tô nhiễm cuốn quyết cầm điện thoại di động của mình, lúc ấn mở, đốt ngón tay nhìn không được có chút trung rẩy. Người xung quanh xem náo nhiệt, cũng nhao nhao mở điện thoại di động của mình ra, xem trên Weibo có tiến triển gì mới. 10 phút trước, truyền thông tin đồ chính thức tuyên bố cho biết người đại diện tô nhiễm dẫn đầu đoàn đội quấy nước đục trong giới giải trí mua hot sớt mời thủy quân kích động dư luận đồng thời dùng thủ đoạn cạnh tranh kéo phiếu cho nghệ sĩ dưới trướng là thẩm gián tranh thủ sự đồng tình của cư dân mạng tất cả những việc làm này đều được nhân viên đoàn đội thú nhận với lãnh đạo chứng cứ vô cùng xác thực đối với việc này truyền thông tin đồ sẽ tiến hành sa thải người đại diện tô nhiễm bị khai trừ bằng phương thức công khai như thế này sau này tôi nhiễm sao có thể trụ lại ở trong ngành giải trí này đây? Sắc mặt của cô ta lúc này tái nhợt, vội vàng cãi lại, doãn tổng, mọi chuyện mà tôi làm đều là vì cho thẩm gián tài nguyên tốt, tác phẩm cuối cùng của đạo diễn Lê, ngài có biết bộ phim này có ý nghĩa như thế nào đối với thẩm gián không? Nếu anh ấy giành được cơ hội này, đối với tinh đồ mà nói cũng là lợi ích cực lớn, tôi là vì suy nghĩ cho công ty, ngài không thể khai trừ tôi như thế. Doãn toại miễn cưỡng nhất mí mắt lên, lúc nhìn về phía cô ta, trong ánh mắt hiện ra vẻ lạnh lẽo, về công, tôi ghét nhất người trong công ty dùng thủ đoạn không đứng đắn thu hoạch lợi ích, người hám lợi như cô, không có chút đạo đức làm người nào, vốn dĩ không xứng làm nhân viên tinh đồ. Về tư, Khương Ngâm là vợ của tôi, cô muốn dẫm lên người khác trải đường cho thẩm gián, cũng nên ước lượng một chút người mà chân mình đang dẫm lên là ai. Vốn dĩ anh khinh thường, không muốn nhiều lời với tôi nhiễm, Nói xong những lời này liền trực tiếp nắm tay Khương Ngâm, xuyên qua mọi người đang vây xem, đi vào thang máy riêng, lên tầng. Thư ký Lâm vẫn còn ở đó, nhìn sắc mặt khó coi của Tô Nhiễm, mặt không biểu tình nói hết câu tiếp theo, bị tinh đồ sa thải dưới phương thức này, cô Tô gần như bị phong sát ở ngành giải trí, cô đau lòng tôi có thể hiểu được, nhưng mà, chỉ sợ còn có chuyện càng đau lòng hơn ở phía sau. Nói xong, anh quay người tiếp nhận hợp đồng từ trên tay trợ lý bên cạnh mọi chuyện mà cô làm bây giờ đã được công khai, khiến cho danh dự của tinh đồ bị tổn thất một phần nhất định, căn cứ vào những điều khoản đã ký trong hợp đồng, cô phải đứng trước một đống bồi thường kết xu. Một đồng nghiệp đang lướt điện thoại di động bên cạnh, thấp giọng kêu lên, luật sư Khương rất nổi tiếng của công ty luật mặt hàng kia đã đăng một văn bản luật sư lên mạng, nói tôi nhiễm kích động dư luận, phỉ bán em gái của anh ta, muốn kiện cô ta ra tòa. Lúc tin tức truyền vào bên tai, thư ký Lâm mở điện thoại ra xác nhận một chút, nhìn về phía tô nhiễm, người đang không biết phải làm thế nào, phát ra một tiếng thở dài đồng tình, còn đắc tội với luật sư Khương, lần này, cô gặp phiền phức càng lớn hơn rồi. Tô nhiễm. Tất cả mọi người tản ra đi. Thư ký Lâm lười nhác nhìn tô nhiễm đang ông mặt khóc, nói một tiếng, mang theo mấy người phụ tá rời đi. Sau khi quần chúng bác quái tản ra vẫn xì xào bàn tán không nghĩ tới hậu trường của khương ngâm cứng như vậy a à, lại còn là bà chủ doãn tổng bình thường giữ mình trong sạch tôi cho rằng anh ấy đối với phụ nữ không có hứng thú kết quả họ đã sớm kết hôn không sai những năm này tôi nhiễm đã cống hiến rất lớn cho công ty doãn tổng vì bà chủ nói khai trừ liền khai trừ cũng quá chiều chuộng rồi vì anh trai luật sư cũng tốt quá đi trực tiếp ném ra văn bản luật sư quá ngầu lúc này tôi nhiễm chọc trúng khương ngâm xem như toàn bại đoán chừng phải rơi vào cảnh tán gia bại sản cũng thật là xui xẻo cái gì mà xui xẻo những năm gần đây cô ta vì đoạt tài nguyên cho thẩm gián giả vờ như không liên quan tới mình khiến cho bao nhiêu người vô tội bị hắt nước bẩn chẳng qua bây giờ chọc phải người có hậu trường cứng rắn gặp báo ứng mà thôi có đạo lý thay vì nói vận khí cô ta không tốt không bằng nói là ác giả ác báo mệnh khương ngâm thật tốt trước có doãn tổng ra mặt giải quyết mọi chuyện sau có anh ruột luật sư ra văn bản bảo vệ, được cưng chiều a? À? Có lẽ vì tức giận nên sự chú ý của cô mới chuyển sang chỗ khác, bây giờ bị doãn toại lôi kéo vào văn phòng, cô thoáng cảm giác được bụng dưới truyền đến cơn đau nhất, sau khi ngồi xuống ghế sofa liền vô thức dùng tay che bụng. Biết cô còn đang trong kỳ kinh nguyệt, doãn toại nhìn bộ dáng của cô, cuốn quyết rót ly nước ấm đưa tới, có phải không thoải mái hay không, anh đưa em đi bệnh viện. Khương Ngâm lắc đầu, không cần, nghỉ ngơi một chút liền tốt rồi. Cô tiếp nhận ly nước trên tay Doãn Toại, bưng lên uống hai ngụm, nhiệt độ ấm áp từ cái ly truyền đến lòng bàn tay cô, không phải mấy ngày nữa anh mới trở về sao. Doãn Toại đưa tay vén tóc xỏa trước trán cô ra sau tai, ngón tay vuốt ve ba vành tai mềm mại của cô, trên mạng có nhiều lời công kích em như vậy, sao anh có thể yên tâm được? Như này có gì đâu. Khương ngâm cười, vỗ ngực một cái, em là được làm bằng sắt, đau thương bất nhập, sao có thể bị những lời ngôn luận không rõ kia làm tổn thương. Thật ra lần này vẫn tốt, dư luận còn chưa kịp lên men, hiện tại đã được anh giải quyết hết. Nói đến đây, cô cố ý bán thảm với Doãn Toại, anh không biết đâu, có lần em bị người ta nói là tiểu tam, cả đống người trên mạng mắng em vài ngày liền, còn có người gửi cho em con dung, con cốc, khi đó mới gọi là đáng thương, may mắn cuối cùng có một fan hâm mộ giúp em, mới trả lại trong sạch cho em doãn toại biết việc cô nói là mấy tháng trước dân mạng nói cô dùng quy tắc ngầm chen chân vào gia đình chủ tạp chí kia lúc ấy anh không có tư cách giúp cô chỉ có thể giúp cô lên mạng tìm bức ảnh gốc cũng may là anh tìm ra được những chuyện mà cô phải chịu đựng đến bây giờ doãn toại nghĩ lại vẫn cảm thấy đau lòng nhẹ nhàng đem người ông vào trong ngực anh hôn một cái lên đầu cô sau này loài chuyện như vậy sẽ không xảy ra nữa anh cam đoan vậy em liền miễn cưỡng tin tưởng anh. Khương ngâm cười nói, buông ly nước xuống, chủ động ôm eo của anh. Đặt cầm trên ngực trái của anh rồi ngẩng đầu, cô vô tội nháy mắt, ông xã, anh cũng đi công tác đã mấy ngày, bây giờ an ủi em một chút. Doãn tọa nhướng mày nhìn đôi mắt trong veo như nước của cô, một lát sau câu môi, làm sao để an ủi. Khương ngâm chu môi với anh, im lặng ám chỉ. Doãn tọa nhìn xung quanh một chút, nhẹ giọng nhắc nhở cô, đây là văn phòng nhưng mà bây giờ không có người ngoài doãn toại bất động khương ngâm chủ động tiến tới chóp mũi hai người thân mật đụng nhau cô cố ý nhẹ nhàng cọ sát mấy lần tiếp tục nũng nịu ông xã anh nhanh an ủi em đi doãn toại nhìn gương mặt cô đang tới gần ánh mắt ảm đạm mấy phần giọng nói khàn khàn đừng làm rộn về nhà rồi an ủi em cốc cốc tiếng đập cửa bên ngoài vang lên vào đi Doãn Toại nhẹ nhàng kéo cô gái trong ngực ra, nâng ly trà mà cô uống dở lên uống cạn, thần sắc dần dần khôi phục bình tĩnh. Thư ký Lâm đẩy cửa ra, "Doãn tổng, bộ phận PA đã đến." "Đã biết." Sau khi thư ký Lâm rời đi, Khương Ngâm nhìn về phía Doãn Toại, "Là bởi vì chuyện của em sao, có cần em làm gì hay không?" "Không cần." Doãn Toại cầm tấm thảm ở một nơi khác trên ghế sofa lên đắp cho cô, "Chính em ở chỗ này nghỉ ngơi một chút." anh xong việc sẽ đến tìm em sau khi doãn toại rời đi khương ngâm cũng lười lên mạng xem những tin tức gây bực mình kia tùy tiện mở trò chơi ra tựa vào trên ghế sofa chơi chơi một lát sau lại có chút buồn ngủ liền ngã người ra ghế sofa rất nhanh liền ngủ say bởi vì sức ảnh hưởng thẩm gián quá lớn mặc dù tin đồ kịp thời khai trừ tô nhiễm cũng có văn bản khương bái khởi kiện tô nhiễm để dời sự chú ý nhưng vẫn có một số bộ phận ngôn luận gây bất lợi cho khương ngâm Đối thủ cạnh tranh cũng thừa thời cơ này đục nước béo cò, ý đồ mượn việc này nhằm vào truyền thông tin đồ. Bây giờ, Doãn Toại đang triệu tập bộ phận PR cũng là vì việc này. Buổi chiều thẩm gián đăng Weibo làm sáng tỏ về chuyện đã phát sinh hai ngày này, cũng công khai xin lỗi Khương Ngâm. Ngay sau đó, có truyền thông tung ra ảnh tối hôm qua lúc Doãn Toại có mặt ở câu lạc bộ tư nhân nào đó, trên ngón tay có mang nhẫn kim cương, tin tức anh và Khương Ngâm kết hôn nhanh chóng bị truyền ra đầu đường cuối ngõ đều tám chuyện say sư về việc này. Khoảng 5 giờ, Doãn Toại tự mình đăng Weibo tuyên bố. Truyền thông tin đồ Doãn Toại. Tôi và phu nhân của tôi Khương Ngâm vẫn cho rằng, cuộc sống là chuyện của mình, không cần phải phơi bày quá nhiều trước công chúng, nhưng lần này người đại diện tôi nhiễm hiện đã bị sa thải vì đạt được mục đích nào đó. Đã làm cho phu nhân của tôi phải chịu những tiếng xấu và phỉ bán mấy ngày liên tiếp, tôi không cách nào làm như không thấy. Với tư cách là người phụ trách tinh đồ, tôi phải chịu trách nhiệm về những sự việc đã xảy ra, và với tư cách là một người chồng của cô ấy, lại để nhân viên của mình đem đến phiền phức và tổn thương cho cô ấy, tôi càng cảm thấy xấu hổ. Ngay tại một giờ trước, cô ấy còn cười nói với tôi rằng thân thể của chính mình được làm bằng sắt, đau thương bất nhập, sẽ không bị ngôn luận bên ngoài công kích làm tổn thương. Giọng điều thoải mái của cô ấy khiến tôi càng thêm tự trách và đau lòng. Cô ấy cũng như mọi người vậy, cũng là một cô gái được bố mẹ nuông chiều từ bé đến lớn, và càng là người mà tôi đặt ở đầu quả tim để bảo vệ, là người nhà quan trọng nhất. Cô gái của tôi không làm sai cái gì cả, không nên bị chửi rủa và công kích như ngày hôm nay, lại càng không nên trở thành một con cờ làm bình phong cho người nào đó ở trong ngành giải trí này. Hôm nay, tôi ở đây trịnh trọng tuyên bố, kể từ bây giờ, toàn thể nhân viên dưới trướng truyền thông tin độ đều không được sử dụng thủ đoạn ti tiện chửi bới và tổn thương người khác để tiến hành vu lợi cho bản thân. Một khi tra được, tuyệt đối không nhân nhượng. Giới giải trí không phải là nơi các bạn muốn làm gì thì làm, không sợ vòng pháp luật. Tôi tin rằng mỗi người đều có người mà mình xem trọng, nhất định có thể hiểu được tâm tình của tôi vào giờ khắc này. Cuối cùng, mong cô gái của tôi một đời bình an. Doãn Toại đầu tư vào hơn phân nửa giới giải trí, là nhân vật rất có địa vị trong giới, ủy bộ bên này vừa tuyên bố các ngôi sao lớn và chủ blog lớn có dấu vê về, về mảng truyền hình và điện ảnh giải trí lần lượt đăng ủy bộ hưởng ứng, cũng vì hai người mà lên bài chúc phúc. Tin tức tình cảm sâu sắc của vợ chồng Doãn Toại và Khương Ngâm, trong lúc nhất thời vang dội hơn phân nửa ngành giải trí, gây nên oanh động trước nay chưa từng có. Từ đó, hết thảy ngôn luận trên mạng gây bất lợi cho Khương Ngâm lúc trước, bị thủy triều to lớn bao phủ, ngay cả bọc nước cũng không còn. Lúc Doãn Toại trở lại văn phòng, trời đã sẩm tối nhân viên lục tục, ngò ngoe tan tầm, cả tòa cao ốc an tĩnh hơn không ít so với ban ngày. Đẩy cửa văn phòng ra, bên trong không có đèn, ánh trăng sáng bên ngoài chiếu vào từ cửa sổ sát đất, xung quanh được bao phủ bằng một màn sương mờ ảo, mơ màng như một tấm lụa mỏng. Anh mở đèn, nhẹ nhàng đóng cửa đi vào. Khương ngâm ngủ trên ghế sofa, một nửa chăn lông đắp lên trên bụng, tóc dài thẳng mượt, tản ra xõa tung trên ghế sofa, có vẻ hơi lộn xộn, khuôn mặt ở dưới ánh đèn trắng nõn, nhu mì, tự như do Mỹ Ngọc Thượng đẳng điêu khắc thành, môi anh đào, lông mi dài cong lên đẹp mắt, đôi mắt dương lên tự nhiên, trời sinh mang theo mấy phần tươi đẹp và dụ người. Doãn toại ngồi sổng xuống, kéo tấm thảm lên đắp cho cô. Không ngờ Khương Ngâm đột nhiên mở mắt ra, tự hồ gặp phải ác mộng, trong đôi mắt mang theo mấy phần chấn kinh và e ngại, miệng mở lớn thở hỗn hỉnh. Một lát sau, cô nhìn thấy Doãn Toại trước mặt, trong lòng không hiểu sao tuôn ra cảm xúc ủy khuất bỗng nhiên ngồi dậy ông cổ anh hốc mắt ửng đỏ lên em mơ thấy lại có người gửi đồ vật cho em lần này là rắn thật nhiều đầu thân hình doãn toại hơi cứng một chút chớp mắt nhẹ vỗ về sóng lưng của cô trấn an có anh ở đây đừng sợ chỉ là giấc mộng mà thôi bây giờ đã không sao rồi khương ngâm hòa hoãn một chút ý thức được trong phòng đã mở đèn ngoài cửa sổ đen như mực cái gì cũng không nhìn thấy đã rất muộn rồi sao Ừm, mọi chuyện đã giải quyết xong. Doãn toại ngồi xuống bên cạnh cô, ôm người vào trong ngực, đưa di động cho cô, bây giờ em lại mở ra nhìn xem. Lúc Khương Ngâm muốn nhận lại rụt tay về, nếu không còn chuyện gì thì em không xem nữa. Cô không muốn lại bởi vì những ngôn luận kia mà ảnh hưởng tâm tình, cảm thấy không đáng. Doãn toại đưa điện thoại di động đặt trên tay cô, vẫn nên xem một chút đi. Khương Ngâm nghi ngờ mở điện thoại ra, lên uỷ bộ mới phát hiện tất cả mọi người đều đang ăn đường của cô và Doãn Toại, từng chủ blog lớn có dấu vê cùng các ngôi sao gửi tới vô vàng lời chúc phúc. Lướt xuống chút nữa, cô nhìn thấy bài uỷ bộ của Doãn Toại. Nhìn chầm chầm đoạn văn kia, xem đi xem lại hai lần, bên tai cô nóng lên một chút, khóe môi dần dần câu lên đường công đẹp mắt, lại có chút không dám tin tưởng hỏi, những lời này là chính anh viết sao? Từng. Doãn Toại kéo cô qua, đem người ông lên chân vòng tay qua eo thon của cô, cầm tựa vào trán cô, nhẹ nhàng nói, chuyện lần này anh cũng có trách nhiệm, xem như một phần viết bản kiểm điểm công khai cho tiểu tiên nữ nhà anh, chỉ là anh đã lớn như vậy rồi nhưng đây là lần đầu tiên anh viết, không có kinh nghiệm, không biết viết có đủ thành khẩn hay không, tiểu tiên nữ ngâm ngâm có suy nghĩ như thế nào. Khương ngâm bị anh chọc cười, trong lòng đột nhiên nổi lên một tia ngọt ngào. Cô chủ động ôm lấy cổ của anh, nghĩ ngợi, nếu như là bản kiểm điểm, thì anh viết có hơi ít, em cảm thấy không đủ thành khẩn. Doãn tọa dịu dàng giúp cô sửa sang lại mái tóc có chút rối bời, trầm ngâm hỏi, vậy về nhà anh lại viết một bản nhiều chữ hơn, chỉ cho một mình em xem, được hay không? Ngón trỏ khương ngâm điểm vào cầm, giống như rất nghiêm túc mà suy nghĩ một chút, bất đắc dĩ gật đầu, nếu vậy thì chắc là cũng được. Hai người nhìn nhau, cười một tiếng. Ánh đèn rực rỡ trên đầu chiếu xuống hai người họ hai cái bóng siêu vẹo đổ xuống ghế sofa. Ngón tay doãn tọa vuốt về ba gương mặt non mịn của cô, ánh mắt rơi trên đôi môi căng mọng, đỏ hồng của cô, cặp mắt đào hoa một mảnh thâm thúy, ảm đạm không rõ. Năm ngón tay xuyên qua mái tóc dài của cô, ở sau óc cô xoa nhẹ, anh cúi đầu xuống sát bên tai, nỉ non hỏi cô, lúc trước không phải nói cần anh an ủi em một chút sao? Bây giờ thế nào? Hơi thở ấm áp của anh truyền tới, bên tai khương ngâm hơi ngứa, có chút tránh né, gương mặt nhiễm lên phần đỏ ửng. Bàn tay tinh tế đẹp mắt của cô nắm chặt cà vạt của anh, ngón bàn tay vô thức vân vê, mí mắt cục xuống mang theo chút ngượng ngùng, không phải anh nói nơi này là văn phòng, muốn chờ về nhà mới an ủi sao? Thế nhưng mà, anh nhìn cô thật sâu, giọng nói lưu luyến mà khàn khàn, anh nhìn không được đến lúc về nhà. Hầu kết gợi cảm có chút chuyển động, anh mở phiến môi, hôn một cái thật sâu. Chương 55 Editor, Niệm Beta, Su Lúc anh buông Khương ngâm ra, đôi môi của cô đã bị mút đến sưng lên, đầu lưỡi cũng tê dại. Không biết vì sao, loại người bình thường trông rất nhã nhặn như anh, nhưng lúc hôn lại không dịu dàng chút nào, dường như hận không thể ăn tươi nuốt sống cô. Dưới ánh đèn, đôi môi căng mọng, ước ác có chút quyến rũ. Doãn tọa dùng tay nhẹ nhàng lau cho cô, lúc nói chuyện, giọng anh hơi khàn, em có đói không? không đói lắm cô xấu hổ cúi đầu xuống không dám đối diện với ánh mắt lưu luyến của anh hai tay cô đỏ bừng doãn toại cười chỉnh lại áo khoác cho cô muộn rồi chúng ta về nhà thôi từ thang máy đi xuống đại sảnh tầng một vẫn còn vài nhân viên đang tăng ca nhìn thấy doãn toại liền nhốn nháo chủ động chào hỏi tay khương ngâm bị anh nắm chặt lấy sợ mọi người phát hiện điều kỳ lạ trên môi cô nên cô nhanh chóng bước ra ngoài tài xế đã dừng xe ở trước cửa doãn toại mở cửa giúp cô khương ngâm vội vàng chui vào trong xe lúc nãy ở văn phòng doãn toại cô đã sạc điện thoại một lúc bây giờ đang khởi động lại dương thư nhắn uy chát cho cô cậu không sao chứ khương ngâm gõ chữ trả lời cô ấy từng dương thư ông xã nhà cậu vừa ra tay toàn bộ giới giải trí liền náo loạn cả một buổi chiều mọi người chỉ lo hóng dưa không thèm để ý đến công việc khương ngâm cười khẽ vậy thì ngày mai chúng ta chỉ có thể cố gắng hết sức thôi về đến lận phương đình dì chu đã làm xong đồ ăn lúc đầu khương ngâm không cảm thấy đói nhưng ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức bụng cô bắt đầu sôi sùng sục cô và doãn toại rửa tay xong cùng nhau ngồi xuống lúc ăn cơm cô hỏi lần này anh vì chuyện của em mà phải về sớm vậy anh có phải đi nữa không doãn toại múc canh vào bát cô phải xem tình hình đã vậy có lẽ không có chuyện gì vội đi, trong lòng Khương Ngâm dân lên một cổ vui sướng, sợ bị Doãn Toại phát hiện, cô cúi đầu xuống, yên lặng uống nước canh, che giấu cảm xúc của mình. Sau khi ăn tối, Doãn Toại lên tầng tắm rửa, Khương Ngâm ngồi trên sofa phòng khách lướt điện thoại. Bởi vì chuyện buổi chiều, bây giờ cư dân mạng đã đặt cho anh một biệt danh rất vẻ vang, ông xã quốc dân, trở thành nam thần trong mộng của ngàn vạn thiếu nữ nghĩ đến việc mấy người đó chỉ có thể ở bên ngoài thèm thuồng ông xã nhà mình, trong lòng Khương Ngâm rất đắc ý, vừa xem điện thoại vừa cười tít mắt. Dì Chu mang nước đường đỏ tới, lo lắng hỏi cô, phu nhân, hôm nay cô còn bị đau bụng không? Tâm trạng tốt khiến Khương Ngâm quên mất chuyện bà dì ghé thăm, lúc nghe dì Chu hỏi, cô ngẩng đầu lên cười, đã đỡ hơn rồi ạ. À. Doãn toại đã tắm xong, anh mặc quần áo đi xuống dưới nhà, Khương Ngâm đang ngồi trên sofa, vừa uống nước đường đỏ vừa vừa vui vẻ nhìn cư dân mạng điên cuồng đập CP của cô và Doãn Toại. Doãn Toại bật cười, đứng đó yên lặng nhìn cô. Sau khi uống xong, Khương Ngâm đặt cốc xuống, dì Chu đến lấy đi, lúc quay người thì thấy Doãn Toại đứng đó, bà cười, nói với Doãn Toại, hôm nay tiên sinh đi công tác về, trong phu nhân có vẻ vui hơn mấy hôm trước. Khương Ngâm nghe vậy thì ngẩng đầu lên, ý cười trên miệng còn chưa tắt, đối diện với ánh mắt thâm thúy của Doãn Toại. Cô chột dạ nhìn sang chỗ khác, phản bác lời dì Chu, mấy hôm trước cháu cũng đâu có không vui đâu. Dì Chu cười, nhưng không vui bằng hôm nay. Đó là bởi vì hôm nay cháu có chuyện vui khác, anh ấy trở về thì có liên quan gì đâu chứ. Phu nhân nói chuyện vui khác là chuyện trên mạng đúng không? Tôi cũng thấy rồi, có rất nhiều người khen cô và tiên sinh là trời sinh một cặp. Dì Chu nói vậy khiến Khương Ngâm xấu hổ, cô đứng dậy khỏi ghế sofa, cháu lên lầu đây nói xong thì nhanh chóng chạy đi. Sau khi về phòng, Khương Ngâm tranh thủ đi tắm, tắm xong, cô mặc áo choàng tắm vào rồi ra ngoài lấy quần áo. Nghĩ đến bộ quần áo doãn toại đang mặc, cô đảo mắt một cái, cầm bộ đồ đôi với anh lên thay. Lúc mở cửa chuẩn bị đi ra ngoài, cô bỗng nhiên nhớ tới chuyện gì đó, vội quay người lại, cẩn thận mở một ngăn tủ quần áo của doãn toại ra. Cô nhớ rõ lúc ấy cô đã đặt cái đồ doãn toại mua trên mạng ở trong góc nhưng bây giờ tìm lại không thấy đâu cô kinh ngạc đẩy mấy bộ đồ đang treo sang một bên kiểm tra tỉ mỉ lần nữa thật sự không cánh mà bay ư chẳng lẽ cô nhớ nhầm chỗ nghĩ vậy cô mở những ngăn khác ra xem thử nhưng vẫn không tìm thấy cái đó có khi nào vừa rồi doãn toại đi tắm đã cầm lấy rồi không trong đầu vừa suy nghĩ vậy sau lưng liền có người xuất hiện người đàn ông cao lớn dựa vào khung cửa nhìn cô em tìm cái gì thế Nhịp tim Khương Ngâm như ngừng đập, cô xoay đầu nhìn anh, nở một nụ cười ngọt ngào, không có gì, em đang tốt bụng sắp xếp lại tủ quần áo cho anh. Cô vội vàng đóng cửa tủ quần áo lại, bây giờ đã xong rồi. Thật sao? Lông mày anh tuấn khẽ dương lên, đưa vật đang nắm trong tay ra cho cô xem, anh còn tưởng em đang tìm cái này. Cái này mà anh nói chính là một cái áo mưa. Khóe miệng Khương Ngâm khẽ giật giật, cô ngửa đầu nhìn anh cười, anh nói đùi gì thế? em tìm cái này làm gì? Nói xong cô vội vàng đẩy anh ra, chạy vào phòng ngủ, vốn định trực tiếp lên giường, nhưng mà lúc vừa đến bên giường, cô nhìn thấy trên giường có một chiếc vali. Cô dừng chân lại, ngạc nhiên mở to hai mắt, không dám tới gần. Doãn toại đi tới, ngồi xuống bên giường, tùy ý lật đóng đồ trong vali, không ngờ em lại tò mò đến vậy, sao hộp nào cũng mở ra xem thế. Đêm đó cô cất đống này vào tủ quần áo, nhưng sau đó lại bị lòng hiếu kỳ thúc giục cô liền chạy tới mở ra xem nó trông thế nào tuy cô giả vờ như mình không động vào nhưng mỗi hộp đều có lớp màng bọc bên ngoài tất cả đều bị cô xé ra rồi không phục hồi được lúc này bị doãn toại hỏi cô mím môi bình tĩnh bước qua đó không phải anh mua cho em xem sao vậy thì tất nhiên là em phải mở ra xem rồi thỏa mãn lòng hiếu kỳ của em doãn toại cầm lấy một hộp lắc lắc vậy sao hộp này lại mất hai cái em em lấy để nghiên cứu doãn toại nheo mắt lại nghiên cứu thế nào khuôn mặt khương ngâm đỏ lên cô nhéo nhéo lỗ tại của mình nhỏ giọng nói em mở ra thì thấy nó rất giống một quả bóng bay vì vậy đã thổi cho nó to lên sau đó vì to quá mà nổ mất em cảm thấy rất thú vị cho nên lại lấy thêm một cái lúc đầu em định thổi hết một hộp sau đó hủy đi mọi dấu vết rồi đổ tội cho sắp đó giao thiếu một hộp ai ngờ anh lại về sớm như vậy Doãn toại đặt vali xuống đất, kéo cô qua, anh xoay người một cái, để cô xuống giường, anh nhìn cô, không biết nên khóc hay cười nữa, anh nhéo chóp mũi của cô, quể oải hỏi, sao cô gái nhỏ như em lại thích phá đồ như thế? Phí phạm hai cái vẫn chưa đủ à mà còn định lãng phí cả hộp. Khương ngâm bị anh đè không động đậy được, mi mắt cô run run, cắn chặt môi dưới không chịu trả lời. Anh cắn nhẹ lên mặt cô một cái coi như trừng phạt, anh vất vả lắm mới mua về được đấy, lần sau không cho phép em chơi như vậy nữa. Không phải anh nói mua về để thỏa mãn lòng hiếu kỳ của em à? Cặp mắt đào hoa của Doãn Toại công lên, anh cười khẽ, anh nói vậy mà em cũng tin hả? Anh mua cái này, anh ghé sát vào tai cô, hôn lên vành tai trắng nõn, giọng điều nỉ non như đang tán tỉnh, đương nhiên là vì muốn nghe em khóc rồi. Khương Ngâm không biết vì sao anh lại nói như vậy, cô xấu hổ dùng sức đẩy anh ra, nhưng hai tay lại bị anh giữ chặt dưới ánh đèn, khuôn mặt anh Tuấn kia cách cô rất gần, đuôi mắt dài hẹp, xung quanh nhúm màu hồng nhạt, con người đen nhánh, trong mắt anh có ánh sáng dịu nhẹ, dường như có thể làm cho người ta đắm chìm trong đó. Năm ngâm, ngâm. Anh cúi đầu gọi tên cô, giọng nói vừa dịu dàng vừa gợi cảm, còn có chút mê hoặc, có phải chúng ta nên trở thành một cặp vợ chồng chân chính rồi không? Doãn toại hỏi thẳng như vậy khiến Khương ngâm mặt đỏ tim run khi anh đè lên người cô, dường như có thứ gì đó chọc vào thân thể cô, thấy anh bộc lộ dục vọ. Nờ mãnh liệt như vậy, cả người khương ngâm rung lên. Cô vội vàng nhìn đi chỗ khác, nhỏ giọng nhắc nhở anh, bây giờ vẫn chưa được, kỳ kinh nguyệt của em chưa kết thúc. Nói đến chuyện này, Doãn Toại cũng dần tỉnh táo lại, anh cố gắng dập tắt ngọn lửa dục vọ. Nờ đang cuồn cuộn trong mắt, giọng khang khang, còn mấy ngày nữa. Khương ngâm xấu hổ trả lời anh, có lẽ là cuối tuần doãn toại thở dài xoay người nằm xuống bên cạnh cô khương ngâm kéo chăn đắp lên người tiện tay chia cho anh một nửa trong lòng có chút kích động lại có chút mất mát vốn dĩ theo kế hoạch lúc anh đi công tác về thì bà dì cũng rời đi không ngờ anh lại trở về sớm vất vả lắm doãn toại mới chủ động một lần vậy mà lại bị bà dì cản trở thật là đáng ghét mà nhưng mà hiểu được ý định của anh trong lòng khương ngâm rất vui ít nhất đối với anh cô cũng có sức hấp dẫn mặc dù tối nay không thành công nhưng mấy ngày nữa chắc chắn là được tâm trạng khương ngâm dần dần trở nên tốt hơn bây giờ vẫn còn sớm cô không ngủ được thế là quay người lại chui vào lòng anh ông xã cả người doãn toại cứng đờ một lát anh nhìn cô gái đang cò quậy trong lòng mình ánh mắt dần tối đi lúc tiếng gọi mềm mại của cô bay vào trong tay anh trái tim cũng trở nên mềm nhũn đừng động đậy Hai người đã vài ngày không gặp, Khương Ngâm liền cố ý cọ ở trong ngực anh, hy vọng anh có thể chủ động ôm mình như đêm trước khi đi công tác. Anh không ôm cô thì thôi, còn khó chịu với cô, Khương Ngâm nhíu mày, chủ động ôm lấy một cánh tay của anh, bởi vì cô tức giận nên lòng ngực phập phồng, nhưng cô không động đậy nữa. Người cô mềm mềm, không chút phòng bị gián sát người vào người anh, cánh tay đang được cô ôm kia phản phất có cảm giác như đang được nhét trong đống bông mềm, có thể cảm nhận rõ ràng dáng người uyển chuyển của cô. Ngọn lửa trong lòng ngực doãn toại nhanh chóng bùng lên không kiểm soát được, càng lúc càng lớn. Anh rũ mắt nhìn sang, cô đang từ từ nhắm hai mắt lại, đôi mi dài rũ xuống, khẽ run rẩy, những đường nét trên khuôn mặt cô xinh đẹp, tinh xảo như vẻ, dáng vẻ lúc này vô cùng điềm đạm và ngoan ngoãn. Cô nằm nghiêng về một bên, đường cong phần cổ đẹp mắt, tóc dài xõa ra xung quanh càng tôn thêm nước da trắng nõn, non mịn cổ áo có chút hở ra, dưới ánh đèn, phong cảnh bên trong lấp ló, như ẩn như hiện. Cánh tay anh và thân thể cô chỉ cách nhau một tầng vải mỏng, lên xuống theo nhịp tim của cô, xúc cảm rất vi diệu, như gần như xa, khiến cho lòng anh ngứa ngáy, khó nhìn được. Doãn toại hít sâu một hơi, nắm chặt nắm đấm rồi khẽ buông ra. Bỗng nhiên anh lật người, hai tay chống ở hai bên người cô, trên trán anh hiện lên những mạch máu xanh mờ. Khương Ngâm yên lặng mở mắt ra, cô chợt giật mình, không rõ chuyện gì đang xảy ra, vô thức gọi, ông xã. Câu nói kế tiếp bị nụ hôn bá đạo của Doãn Toại chặn lại, anh bá đạo xâm chiếm khoan miệng cô. Lúc Khương Ngâm sắp không thở được nữa, nụ hôn của anh dời xuống, dừng lại trên xương quai xanh của cô. Tối nay vì để mặc đồ đôi với Doãn Toại, Khương Ngâm đã chọn bộ áo ngủ bằng vải cô tông, những cúc áo phía trước vốn được cài gọn gàng thắng tấp, thế mà bây giờ lại bị anh dùng răng mình cắn đứt. Từng chiếc cúc cứ thế bung ra, anh giống như mảnh thú đang lột lớp da của con mồi, khi chiếc cúc cuối cùng bị cắn đứt ra, Khương Ngâm cảm thấy đáng lẽ mình không nên mặc chiếc áo này. Trước ngực có cảm giác lạnh lạnh, Khương Ngâm rùng mình một cái, cô muốn che trước ngực lại bị anh giữ lấy hai tay, kéo qua đỉnh đầu. Anh quyến luyến quên cả lối về, nhưng vẫn cảm thấy không đủ, anh ngẩng đầu, mút vành tay cô, nhỏ nhẹ nói, tại sao em lại đẹp như vậy? Khương Ngâm lườm anh, em nói rồi, tối nay không được. Doãn toại nhíu mày nhìn cô, anh công môi cười, anh không nói sẽ làm gì em mà. Huống chi, chúng ta còn có cách khác. Chương 56 Editor, Su Beta, Su Ban đêm, Khương Ngâm bị ép đi vào phòng tắm tắm rửa một lần nữa, lúc trùng khăn tắm đi ra, cô nhìn thấy Doãn toại đang nằm thỏa mãn trên giường. Bất mãn liếc bên kia một chút, Lúc này ngay cả nói Khương Ngâm cũng chẳng muốn nói với anh, sau khi lên giường liền trực tiếp tắt đèn, tiến vào trong chăn nằm xuống, xoay lưng về phía anh. Rất nhanh Doãn Toại liền dán tới, ông lấy eo cô từ phía sau. Khương Ngâm cau mày không để ý tới người này, càng nghĩ càng thấy tức, người đàn ông này thật đáng ghét, hại hai tay cô mỏi như, ngực cũng thấy đau, cô muốn đổi ý không làm cũng không được. Trước kia không nhìn ra, người này thế mà lại xấu tính như vậy. Quá đáng hơn là, anh còn làm bẩn lên người cô hại cô vừa rồi phải tắm nhiều lần như vậy cô thề sau này không bao giờ muốn nói chuyện với người đàn ông này nữa doãn toại ngửi ngửi mùi hương trên tóc cô cò cò vào cổ cô tức giận khương ngâm từ từ nhắm hai mắt giả vờ ngủ anh lại giống như được giải cấm chú rốt cuộc không đàng hoàng nổi tay tiến vào trong quần áo cô chiếm tiện nghi khương ngâm trở nên gấp gáp đè cánh tay của anh xoay người lại khí thế hùng hổ anh còn lộn xộn nữa em liền cắn anh. Doãn toại bị dáng vẻ hung dữ của cô chọc cười, ngón trỏ hơi cong, thân mật cọ lên sóng mũi của cô một chút, tại sao cái tốt không học, lại học cái đuôi nhỏ cắn người hết lần này tới lần khác vậy. Khương ngâm tức giận đến mức bổ nhào qua, đè lên người anh, cắn một cái vào cầm của anh. Trong miệng cô có hai chiếc răng nhọn, cắn lên còn rất đau, doãn toại cau mày, xịt một tiếng. Trên mặt Khương Ngâm rốt cuộc lộ ra ánh mắt đắc ý, giơ cánh tay lên quệt miệng, rất ngạo mạn, nói nữa em sẽ cắn anh. Doãn toại bóp chặt bờ eo của cô, quể oải nhìn cô, cũng chỉ biết cắn xuống cầm thôi sao. Có thể ở nơi khác hay không? Khương ngâm. dáng vẻ hoang mang đầy mặt của cô vô cùng đáng yêu, doãn toại cố nén cười, nắm tay cô qua thăm dò, khóe miệng kéo một cái, giọng nói gợi cảm lại mê người, nơi này, làm được không? Tay Khương ngâm như bị bỏng, nhanh chóng rút về, nhịp tim không khống chế được nhảy tưng một trận cô lại nằm xuống xoay lưng về phía anh một lần nữa em em ngủ bên tai nhanh chóng đỏ ửng cả lên ban ngày vì tìm tôi nhiễm tính sổ sách khương ngâm đem xe của công ty đổ ở truyền thông tin đồ ngày hôm sau muốn đi lái về công ty cho nên dự định đến tin đồ với doãn toại lúc bị doãn toại kêu rời giường khương ngâm mơ mơ màng màng mở mắt ra nhìn xuống thời gian vừa mới 6 giờ rưỡi cô bất mãn phàn nàn sao anh lại gọi em dậy sớm như vậy sớm sao anh chạy bộ cũng đã trở về rồi doãn toại ngồi ở mép giường xoa bóp mặt của cô không phải nói muốn đi đến công ty với anh sao dậy ăn cơm bây giờ sao ngay cả mí mắt của khương ngâm cũng chẳng muốn mở nằm yên bất động anh tự đi công ty đi em không đi nữa hôm khác rồi đi lấy xe cũng được doãn toại cúi đầu lại gần thật sự không đi Ừm, không đi. Doãn toại hôn lên môi cô, bàn tay đưa lên, vén áo cô tiến vào. Khương ngâm bỗng dưng nhớ tới từng chuyện xảy ra tối hôm qua, dụi mắt rồi mở ra, trong giây lát, cơn buồn ngủ biến mất hơn phân nửa, không vui nhìn anh chầm chầm. Doãn toại nhìn bộ dáng thở phì phò của cô, trên mặt mang theo mấy phần ý cười thỏa mãn, còn ngủ sao? Không ngủ liền đứng lên. Khương ngâm tức giận đẩy anh ra, nhảy xuống giường đi vào phòng tắm, dùng sức đóng cửa lại rầm doãn toại bất đắc dĩ cười ra tiếng nói với bóng dáng bên trong cánh cửa anh đi xuống lầu chờ em vốn dĩ thức dậy sớm khiến khương ngâm không muốn ăn gì cả chỉ tùy tiện ăn vài miếng sau đó cùng doãn toại ngồi lên xe công ty chỗ ngồi phía sau của toa xe rộng rãi thoải mái doãn toại mở nốt bút ra làm việc khương ngâm lười biếng mệt mỏi ngáp một cái tựa trên bả vai anh tiếp tục nhắm mắt lại ngủ tối hôm qua bởi vì doãn toại tâm huyết dân trào mà dày vò, hương ngâm căn bản không ngủ ngon giấc, lúc này cũng nhanh chìm vào giấc ngủ, không bao lâu liền mở miệng nhỏ ra ngủ say. Doãn toại làm xong việc liền gấp nốt bút lại, nghiêng đầu thấy được nét ngủ ngoan ngoãn của cô. Đoán chừng là bởi vì cơn giận lúc trời giường nên hôm nay cô không trang điểm, chỉ để mặt mộc, nhưng vẫn đẹp vô cùng. Khuôn mặt lớn bằng bàn tay, làn da tinh tế, bóng loáng, không nhìn thấy một chút tì vết nào, bên ngoài mặt trời mới mọc thuận theo cửa sổ chiếu tia nắng sớm vào khuôn mặt cô đỏ bừng lên giống như được đánh má hồng nhìn kỹ phía dưới có thể thấy được lông tơ màu trắng nhàn nhạt giống như quả đào mọng nước vừa chín trên cây đôi môi rất mỏng lại đẹp mắt đỏ hồng tự nhiên căng mọng sau khi cô ngủ liền hô hấp đều đặn trong miệng còn có bong bóng trong suốt bị cô thổi lên ngón tay doãn toại đưa tới còn chưa kịp chọc một chút cái bong bóng kia đột nhiên bị vỡ khương ngâm trong lúc ngủ mơ cảm giác được điều kỳ lạ vô thức mở mắt ra mê mang nhìn xung quanh một chút đầu lưỡi li ba em mờ môi một cái nhìn về phía doãn toại vừa rồi có phải có thứ gì hay không doãn toại cố nén cười rút tờ khăn giấy ra giúp cô lau khóe miệng ướt át không trả lời mà hỏi lại có sao khương ngâm cũng không nói rõ được liền mơ mơ màng màng cảm thấy trong miệng có chút kỳ quái không kịp nghĩ nhiều Cô nhìn đến nơi bả vai của Doãn Toại dính đầy nước bọt của cô. Lúc này anh không mặc áo khoác Âu phục, chỉ có một thân áo sơ mi trắng đơn giản, đầu vai bị ướt một mảng nhỏ, khiến chiếc áo tự hồ trở nên trong suốt. Cô chợt cảm thấy quính cả lên, cầm khăn giấy lau lung tung cho anh, không phải em cố ý. Doãn Toại liếc mắt nhìn chỗ kia, cười cười bắt lấy tay cô, hôn lên đầu ngón tay của cô, "Sao em ngủ lại giống trẻ con như vậy?" Khương Ngâm ngay lúc cô đang xấu hổ vô cùng xe đã dừng lại ở cửa tòa cao ốc tinh đồ tài xế đi tới mở cửa xe ra buổi sáng khương ngâm không ăn gì cả sợ cô sẽ đói doãn toại đã nhờ gì chu gói một phần sandwich lúc xuống xe doãn toại đưa đồ ăn tới mắt nhìn đồng hồ thời gian còn sớm em về thẳng công ty hay là đi lên ngủ tiếp một lát khương ngâm còn chưa kịp nói chuyện liền thoáng nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc cách đó không xa là thẩm dáng anh ta mặc một chiếc áo khoác màu trắng, nhìn qua rất hòa nhã, lịch sự, lúc này đang vẫy tay về phía bên này, hình như có lời muốn nói với cô. Khương Ngâm nhìn sang Doãn Toại. Doãn Toại cua cua sandwich trên tay, anh chờ em ở văn phòng. Nói xong chậm rãi dương mắt, đối mắt với thẩm gián ở bên kia một lát, cất bước tiến vào công ty. 8 giờ sáng, người đi đường lui tới trước cửa công ty không nhiều, bọt nước bên trong đài phun nước nhảy vọt lên, hiện ra sắc thái lộng lẫy rực rỡ dưới ánh mặt trời thời tiết đã vào thu luôn mang theo chút ý lạnh khương ngâm bọc áo khoác len dạ trên người đi đến phía thẩm gián anh tìm tôi nhìn anh ta tiều tụy hơn rất nhiều tơ máu tràn đầy trong hốc mắt cả người có vẻ hơi mỏi mệt thẩm gián mấp máy môi chậm rãi nói hôm qua tôi đang ghi hình cho một chương trình giải trí không cầm điện thoại sau đó mới biết được những việc mà tô nhiễm đã làm bất kể nói thế nào đi nữa thì hết thảy nguyên nhân đều bắt nguồn từ tôi mà ra tôi nên nói với em một lời xin lỗi một trận gió thổi tới khương ngâm vén tóc ra sau tai bình tĩnh nói đều đã qua rồi sau này cũng không cần nhắc lại nhưng mà cô dừng một chút ngẩng đầu nhìn anh ta sau này chúng ta vẫn đừng nên tiếp xúc nhiều thì tốt hơn để tránh tạo thành hiểu lầm không cần thiết thẩm gián gật đầu tôi biết tôi đã hủy hợp đồng với tinh đồ dự định ra nước ngoài mấy ngày nữa liền đi. Khương Ngâm hơi kinh ngạc chớp mắt một cái, cũng không hỏi nhiều, cười gật đầu, vậy thì chút thuận buồm xuôi gió. Hai người đứng một hồi, hình như cũng không có lời nào muốn nói, Khương Ngâm chỉ vào cửa tòa cao ốc tinh đồ, tôi đi vào trước. Lúc đi lướt qua, thẩm dáng bỗng nhiên gọi cô lại, Khương Ngâm. Khương Ngâm dừng lại, ghé mắt nhìn qua. Anh ta quay người ngóng nhìn cô trong giây lát, tự như ấp ủ một hồi mới nói, tôi từng nghĩ, cho dù em đã từ chối tôi hai lần nhưng tôi vẫn luôn có hy vọng. Nhưng bây giờ, em đã chọn Doãn Tổng, tôi không có lời nào để nói nữa. Anh ta ngước mắt, nở một nụ cười rạng rỡ với cô, chúc em hạnh phúc. Khương ngâm đến văn phòng Doãn Toại, trực tiếp đẩy cửa đi vào, thư ký Lâm đang báo cáo công việc với anh. Cô cũng không quấy rầy, nhìn thấy sandwich trên bàn trà ở khu nghỉ ngơi, liền đi qua ngồi xuống ghế sofa, mở giấy gói ra, chậm rãi ăn. Sau khi thư ký Lâm rời đi, Doãn Toại đứng dậy rót cho cô tách trà, ngồi xuống bên cạnh cô, sao hai người lại trò chuyện lâu như vậy? Nói gì thế? Khương Ngâm nhíu mày, nghiêng đầu dò xét anh, anh ghen hả? Anh ghen cái gì chứ? Doãn Toại nói rồi cúi đầu cắn một miếng lên bánh sandwich của cô, nghiêm túc đánh giá, tay nghề của dì Chu lại tiến bộ. Khương Ngâm ngơ ngác nhìn lỗ hổng rõ ràng vì bị cắn bên trên bánh sandwich bất mãn nhìn về phía anh, không phải anh mang cho em sao? Ăn một miếng thì làm sao? Ngón trỏ anh hơi cong, gãy nhẹ lên trán cô một cái, quỷ hẹp hòi. Thật ra Khương Ngâm cũng không đói bụng, lại cắn một cái rồi đem miếng còn lại nhét toàn bộ vào trong miệng anh, bưng lấy tách trà uống một ngụm. Cô nhớ tới gì đó, chậm rãi nói, vừa rồi thẩm dáng nói anh ta hủy hợp đồng với tinh đồ, là bởi vì chuyện ngày hôm qua ư doãn toại chậm rãi đem thức ăn trong miệng nuốt xuống mới không nhanh không chậm nói cậu ta rời đi ai cũng tốt khương ngâm chống trầm thở dài thật ra chuyện này hình như cũng không thể đổ lên người anh ta là tô nhiễm dở trò quỷ tô nhiễm là vì cậu ta cậu ta liền không vô tội doãn toại tiếp nhận ly nước đang buông xuống từ trong tay cô rồi nắm chặt tay của cô nói cho cùng người vô duyên vô cớ bị tổn thương và công kích là em chuyện này đã xảy ra công ty của anh liền chứa không được cậu ta nữa. Để cậu ta tự động hủy hợp đồng rời đi, là anh đã cho cậu ta thể diện cuối cùng. Sau khi Khương ngâm đến công ty, dừng xe ở nhà để xe, lúc xuống xe nhìn thấy nhan tư nhiêu cũng lái xe tới đi làm. Thoạt nhìn cô nàng có vẻ thiếu sức sống, có chút buồn bã yếu xìu, cúi đầu đi về phía trước, dường như không phát hiện ra Khương ngâm. Khương ngâm kêu cô nàng một tiếng, cô nàng quay đầu nhìn về phía bên này, miễn cưỡng mỉm cười, chào buổi sáng chị dâu khương ngâm cùng đi đến bên cạnh lúc chờ thang máy hỏi cô nàng làm sao vậy tâm trạng không tốt nói đến cái này nhàn từ nhiều thở dài không phải là không tốt là vô cùng không tốt sao thế nhàn từ nhiều vô cùng đáng thương nghiêng đầu đổ lên bả vai của cô chị dâu ba mẹ em đang sắp xếp hôn sự cho em đã sắp đặt xong xuôi rồi tin tức này quả thực đủ kinh động Vừa lúc cửa thang máy mở ra, Khương ngâm dìu cô nàng đi vào, không phải em vừa tốt nghiệp đại học, sao lại gấp gáp như vậy? Nhan Tư Nhiêu nói, người kia có ba là đối tác trên phương diện làm ăn của ba em, nghe nói lớn hơn em 4 tuổi, người như thế nào em cũng chưa từng thấy qua, dù sao nói trắng ra chính là liên hôn thương nghiệp, không nói chuyện tình cảm. Khương Ngâm vẫn rất khó để tiêu hóa, sao lại đột nhiên như vậy? Thật ra cũng không đột nhiên lắm, hình như hai nhà đã sớm định ra, nhưng vì em vẫn luôn ở nước ngoài nên không biết mà thôi. Nhan Tư Nhiêu cảm khái một tiếng, thật ra em có mấy người chị em tốt, các cô ấy vừa tốt nghiệp liền kết hôn, cũng không phải gả cho tình yêu. Từ nhỏ, chúng em đã có nhiều thứ hơn so với người khác, tóm lại là phải hy sinh, đạo lý này em cũng hiểu, chỉ là nhất thời vẫn chưa lấy lại tinh thần. Khương Ngâm nghĩ ngợi, cũng không nhất định phải liên hôn đi, anh trai em và chị ở bên nhau, không phải cuộc sống cũng rất tốt sao nhàn từ nhiều lắc đầu nhàn già của chúng em đương nhiên không thể so sánh với doãn gia hơn nữa người có năng lực có quyết đoán giống như anh em cũng không gặp được nhiều khương ngâm cũng không phải người quá biết an ủi nhất thời không biết nói cái gì cho đúng bởi vì phong ba ngày hôm qua dẫn đến công việc có chỗ trì hoãn lại có hạng mục khẩn cấp sắp ra mắt buổi tối khương ngâm và dương thư cùng mọi người tăng ca thêm một lát thuận tiện ăn thức ăn ngoài với mọi người ở công ty. Lúc trở về lận phương đình, nhìn thấy xe doãn tọa dừng ở trong viện, hiển nhiên là đã trở về. Lên lầu, về phòng ngủ, lại phát hiện bên trong không có người. Cô nghi ngờ gửi uy chát cho anh. Tiểu tiên nữ ngâm ngâm, ông xã, anh ở đâu? Tiểu đáng yêu tuế tuế, thư phòng. Khương ngâm vui vẻ nhảy chân sáo tới thư phòng, đẩy cửa ra, anh đang ngồi trước máy vi tính không biết đang bận cái gì, trong tay còn cầm mấy quyển sách về lĩnh vực tài chính nghe được tiếng động doãn toại ngẩng đầu ăn gì chưa đã ăn rồi khương ngâm đi qua doãn toại tự nhiên đem cô ôm vào trong ngực để cô ngồi lên chân của mình khương ngâm nhìn máy tính một chút anh đang bận sao vừa kết thúc một cuộc hội nghị nước ngoài đang chuẩn bị đi đón em em liền trở lại doãn toại kéo eo của cô qua thân mật hít hạ trên cổ cô có mệt hay không Khương Ngâm tránh né, hơi ngồi thẳng lên, giữ chặt tay anh để trên bờ vai, có chút, anh giúp em xoa bóp. Doãn toại không nặng không nhẹ xoa bóp bả vai giúp cô, cô thoải mái mà nhếch miệng, nhớ tới gì đó, cô hỏi, hôm nay em nghe nhan tư nhiêu nói, trong nhà sắp xếp hôn sự cho em ấy, hình như là liên hôn thương nghiệp, anh có biết không? Có nghe cô nói qua, anh biết nhà trai, cũng được. Nhưng mà liên hôn không có tình cảm nha. Chậm rãi bồi dưỡng thì sẽ có. Khương Ngâm quay đầu nhìn qua, vậy sao anh không liên hôn? Doãn Toại cười khẽ một tiếng, cầm gác lên vai cô, anh liên hôn để em có cơ hội gả cho người khác. Em nghĩ hay lắm. Khương Ngâm. Doãn Toại đem người cuốn trong ngực, dùng sức ông lấy, lại gần bên tai nỉ non, ngâm ngâm, em chỉ có thể là của anh. Bên tai Khương Ngâm nóng lên một trận, ngượng ngùng nhảy qua cái đề tài này, làm sao lại nói đến hai chúng ta rồi, không phải đang nói đến chuyện của nhan tư nhiêu ư em cũng đừng quan tâm đến chuyện này doãn toại suy nghĩ một chút nói chuyện của em ấy do cô và dượng làm chủ lời anh nói không có giá trị nhưng nếu em ấy thật sự không muốn gả ông bà nội thương em ấy như vậy chắc hẳn sẽ làm chủ vì em ấy doãn toại nói quả thật có chút đạo lý cô lôi kéo tay anh đặt trên vai mình lần nữa đừng ngừng nha anh xoa bóp tiếp đi nói xong Cô tiện tay cầm một quyển sách tài chính trên bàn lên. Ba mẹ em là giáo sư ngành tài chính. Trong nhà cũng có rất nhiều loại sách này. Em vừa nhìn liền cảm thấy đau đầu. Cô cầm sách lật nhanh từ đầu đến cuối. Cảm thấy có thứ gì đó được kẹp bên trong chợt lóe lên. Cô kinh ngạc một chút. À, sao trong này lại còn có thứ gì vậy? Lúc đang muốn lật đến tờ kia, mí mắt doãn toại hơi giật. Lấy sách trong tay cô để lại trên bàn. Chắc là bút ký anh tiện tay ghi. Không phải nói đau đầu sao, xem những thứ kia làm gì. Là bút ký sao? Sao cô nhìn lại thấy có chút giống một bức ảnh? Nhưng sao Doãn Toại lại kẹp một tấm ảnh vào trong sách, chẳng lẽ cô hoa mắt? Khương Ngâm đang nhìn chầm chầm quyển sách kia mà trầm tư, Doãn Toại liền trực tiếp bế ngang người cô lên. Dưới chân không còn điểm tựa, cô vô thức ôm cổ anh, mở to hai mắt nhìn, anh làm gì vậy? Không còn sớm nữa, đưa em trở về ngủ nhưng mà anh vẫn chưa xoa bóp vai cho em xong trở về phòng rồi tiếp tục xoa bóp cả nơi khác cho em bị anh thả lên chiếc giường mềm mại khương ngâm nhanh chóng lấy chăn bọc lại ngước mắt nhìn về phía người đàn ông như lan như hổ cô nghĩ đến tối hôm qua vừa nếm qua khổ cực vô thức làm động tác nuốt nước bọt một cái cô thử thương lượng với anh một tẹo tối hôm nay có thể nhanh một chút không người đàn ông nghiêng đầu lại gần hôn lên gương mặt cô hàm hồ trả lời đều nghe em. Sau đó, Khương ngâm soi gương trong phòng tắm, nhìn thấy vết đỏ bị để lại trên người, em điên rồi mới tin anh. Cô rủ mắt nhìn xuống phần ngực của mình một chút, trong đầu lại hiện lên cảnh tượng vừa rồi, vừa thẹn vừa giận. Lại là vị trí này, phiền chết đi được. Cô cầm vòi hoa sen dội qua nơi ấy, rồi bôi sữa tắm lên trên đó hết lần này đến lần khác cho đến lúc thơm hoàn toàn mới thôi. Mặc dù bởi vì kỳ kinh nguyệt, hai người vẫn như cũ không làm đến bước cuối cùng kia nhưng có lẽ rốt cuộc cũng đã được gỡ bỏ phong ấn mấy buổi tối liên tiếp doãn toại liền chưa từng yên tĩnh cuối cùng một ngày thứ ba nọ kỳ kinh nguyệt của khương ngâm hoàn toàn kết thúc nghĩ đến tối nay rốt cuộc cũng không cần phải rơi vào sự tra tấn không giống người của doãn toại tâm tịnh của cô vô cùng tốt đẹp tới gần giờ tan tầm cô sớm đóng máy tính lại ngồi không tập trung mà giết thời gian vừa đến giờ liền cầm túi sách xong ra bên ngoài, tớ đi trước. Dương Thư Trong nhà có ai đang câu hồn hả? Chương 57 Editor, Su Beta, Su Lúc Khương ngâm về nhà, Doãn Toại vẫn chưa trở về, vì Chu đã làm xong cơm tối. Cô đã sớm cảm thấy đói bụng, liền dứt khoát không chờ Doãn Toại nữa, chính mình đi đến trước bàn ăn cơm. Sau bữa ăn cô ngồi xếp bằng ở trên ghế sofa, tùy ý mở ra một chương trình giải trí lúc tiêu hóa gần xong dì chu bưng nước gần đường đỏ tới mấy ngày nay mỗi tối trước khi tan làm dì chu đều sẽ pha một ly cho cô khương ngâm sau khi thấy liền cười nói dì chu kỳ kinh nguyệt của con hết rồi dì chu cười đáp dì tính thời gian cảm thấy cũng gần hết rồi nhưng mà hôm nay vẫn nên uống đi dù sao cũng không có hại ngày mai sẽ không làm nữa khương ngâm đáp một tiếng bưng lấy ly uống vào một ngụm nhỏ Doãn Toại vẫn chưa trở về, cô để ly xuống dụi tắm lưng nhức mỏi, định đi lên lầu tắm rửa. Không bao lâu, Doãn Toại từ bên ngoài trở về. Dì Chu tới dọn ly nước khương ngâm để lại, nhìn thấy Doãn Toại liền chào hỏi, "Tiên sinh đã trở về." Doãn Toại liếc cái ly trên tay dì một chút, thấy Khương Ngâm không có ở phòng khách, hỏi dì Chu, "Ngâm ngâm đâu?" Dì Chu nói, "Phu nhân ăn cơm xong ngồi ở phòng khách một lúc, mới vừa lên lầu." nói hơi mệt muốn tắm rửa rồi nghỉ ngơi. Doãn Toại gật đầu không nói gì, rửa tay đi về phía phòng ăn. Phòng ngủ trên lầu, chiếc bồn tắm lớn đầy bọt biển, Khương Ngâm chậm rãi, thoải mái đi vào rồi nằm xuống. Bọt biển tuyết trắng che kín mít cả người cô, cô ngẩng cái cổ thiên nga lên, gương mặt bị hơi nóng bốc lên làm cho ửng đỏ, càng lộ vẻ kiêu mị dưới ánh đèn. Sau khi tự mình tắm rửa thơm tho, cô từ trong phòng tắm đi ra, cô trùng khăn tắm mở cửa phòng tắm. Doãn toại không có ở đây, cô lại tiến vào phòng quần áo chọn áo ngủ. Mở tủ quần áo ra, chọn từ trái sang phải, đôi mắt nhấp nháy, cô chọn một chiếc váy tơ tầm màu đỏ. Cô có nước da trắng, vóc người lại đẹp, mặc chiếc váy này nhan sắc càng tăng thêm một phần. Cổ áo tương đối lớn, hình chữ V, lộ ra rảnh ngực, bên dưới là vòng eo nhỏ chưa đến một vòng tay, váy rất ngắn, vừa đủ bao trùm bờ mô. Nờ về, lộ ra cặp đùi thẳng cân xứng, trắng sáng. Khương Ngâm đứng trước gương thỏa mãn thưởng thức, kiêu ngạo mà ưỡn ngực, thần thái đắc ý, khoe khoang, tiểu tiên nữ ngâm ngâm, sao cô lại xinh đẹp như vậy. Dây tiếp theo, cửa phòng quần áo bị người khác mở ra. Khương Ngâm thuận thế nhìn sang, Doãn Toại đang cởi cúc áo sơ mi từ bên ngoài tiến vào, bốn mắt nhìn nhau, sững sờ. Cặp mắt thâm thúy của Doãn Toại có vẻ hơi kinh ngạc, từ khuôn mặt của cô dời xuống, lúc rơi vào trên người cô ánh mắt dần dần trở nên nóng bỏng. Khương ngâm luống cuốn một chút, vô ý thức dùng tay che ngực, tại sao anh không gõ cửa? Doãn toại bị động tác của cô chọc cười, miễn cưỡng nhấc mí mắt lên, thanh âm tản mạn mà dụ hoặc, cũng không phải chưa từng nhìn thấy, em che cái gì? Khương ngâm. Trên thân nổi lên một luồng khí khô nóng, doãn toại cởi thêm một cúc áo nữa, lộ ra hầu kết sắc bén gợi cảm, lúc ánh mắt nhìn qua liền chậm rãi chuyển động hai lần đôi chân thon dài bước đến, đứng trước mặt Khương Ngâm, anh từ trên cao nhìn xuống cô, đem hai cánh tay đang che ngực của cô lấy ra. Bởi vì trên lệch chiều cao, lúc ánh mắt lướt qua cổ áo cô có thể nhìn thấy càng nhiều cảnh sắc hơn. Làn da trắng sáng của cô vẫn còn lưu lại vết dâu màu đỏ, là anh lưu lại vào tối hôm qua. Anh hơi nghiêng người, cúi đầu để bằng chiều cao của cô, dán sát bên tai cô rồi thổi ra một luồng hơi nóng, tán tỉnh trêu chọc, đều đã hôm qua, tại sao vẫn không cho nhìn? Khuôn mặt Khương ngâm đỏ bừng lên, lùi lại hai bước, nắm lấy áo choàng của váy trên móc treo, nhanh chóng khoác lên người, che đậy chính mình cực kỳ chặt chẽ. Cô dùng thân thể đẩy người đàn ông bên cạnh, nhanh như chớp lao ra từ bên trong phòng quần áo. Chạy tới trên giường, cuốn lấy chăn. Không bao lâu, Doãn Toại thay quần áo từ bên trong bước ra, liếc mắt về phía cô, sau khi ánh mắt chạm nhau, Khương Ngâm bình tĩnh dời mắt, cầm lấy điện thoại bắt đầu chơi game đấu địa chủ, còn cố ý đem thanh âm mở cực lớn, đôi di, đôi quy, đôi hai, bom, bỏ. Doãn toại im lặng mỉm cười, trực tiếp đi vào phòng tắm. Anh tắm rửa rất nhanh, lúc ra Khương Ngâm vẫn còn đang chơi đấu địa chủ. Doãn toại vén chăn lên ngồi tựa vào đầu giường, nhìn sang bên kia, thắng bao nhiêu rồi. Khương Ngâm không ngẩng đầu, thu 12 vạn đậu sung sướng nhìn ván này kết thúc doãn toại điện thoại cô buông xuống đừng chơi cái này nữa anh thuận tay tắt đèn trong phòng nghiêng người về phía cô mấy ngày trước bởi vì kỳ kinh nguyệt nên khương ngâm luôn mang áo quần ngủ tối nay hiếm lắm mới đổi thành váy vốn cho rằng doãn toại có thể hiểu được ý gì đó kết quả anh chẳng những không hiểu mà còn làm những việc giống như tối kia khương ngâm cũng không muốn giống như trước đó bị anh tra tấn như thế anh thì sướng rồi ngược lại người chịu tội chính là cô Cô há hốc mồm, muốn nói với anh rằng kỳ kinh nguyệt của mình đã qua nhưng đột nhiên có chút không nói ra được. Luôn có cảm giác nếu mình nói như vậy, sẽ bị doãn tọa hiểu thành, cô luôn chờ mong cùng anh phát sinh loại quan hệ đó. Mặc dù cô đúng là mong đợi như thế nhưng vẫn muốn chừa lại chút hình tượng tốt đẹp đối với doãn tọa, không thể cứ bắt cô chủ động mãi đúng chứ. Dây áo của cô bị anh dùng răng kéo xuống, lúc kéo đến phía dưới eo liền ngừng lại, anh nghiêm túc mà vội vàng hôn xuống, làm những điều anh muốn ở trên người cô. Khương Ngâm trong lòng có chút bất mãn, lại ngại không dám nói thẳng, do dự một hồi cô đẩy anh. Tối nay em không muốn như vậy. Doãn Toại dừng lại, hôn một chút lên trán của cô, ấm giọng hỏi: sao vậy? Chỉ là không muốn. Cô cắn em mờ không y dưới, lát sau lại nhỏ giọng bổ sung: không thoải mái lắm. Doãn Toại chăm chú nhìn cô một hồi, sự thâm trầm và mãnh liệt nơi đáy mắt đã bị anh che giấu đi xoay người nằm xuống giúp cô mặc quần áo vào có phải hôm nay công việc khá mệt nhọc vậy thì nghỉ ngơi sớm một chút anh duỗi cánh tay dài ra tự nhiên đem cô ôm vào trong ngực anh liền từ bỏ dễ dàng như vậy trong lòng khương ngâm có chút bị đè nén khó hiểu há hốc mồm uyển chuyển nói một câu mấy ngày nay em không có ngâm mình trong bồn tắm tối nay được ngâm liền thấy cũng khá thoải mái so với tắm rửa bằng vòi hoa sen dễ chịu hơn nhiều Doãn toại ngửi ngửi hương thơm trên người cô, nhẹ nhàng nói tiếp, trách không được tối nay lại thơm như vậy. Đây là điều anh nên chú tâm vào à. Cô có thể tắm trong bồn tắm, ám chỉ như vậy còn chưa đủ rõ ràng. Cô không thể hiểu nổi, hôm nay cô còn đổi váy, phía dưới cũng không mang gì, quả thực cô đều đã chỉ rõ hết mức rồi có được không? Ý là không mang băng vệ sinh nha quý vị. Đầu gỗ. Khương ngâm càng nghĩ càng tức giận, trầm mặt đẩy người ra, em ngủ đây anh đừng có ông em thấy cô giận dỗi mà không hiểu vì sao doãn toại kinh ngạc một chút chống khuỷu tay trên giường nâng người lên nhìn qua sao vậy chả làm sao chỉ thấy buồn ngủ ngày thứ hai khương ngâm cũng không nói nhiều thái độ nhàn nhạt doãn toại nói đưa cô đi làm khương ngâm cũng không cho khi đến công ty vẫn rầu rĩ không vui như cũ vào giờ này công ty còn chưa có nhiều người đến dương thư tới sớm thấy được dáng vẻ của cô, cảm thấy hiếm có, tối hôm qua vui mừng về nhà, hôm nay lại vác cái mặt đen thui tới làm, sự tương phản này có chút lớn nha, ai có thể có bản lĩnh như vậy, khiến cho tâm tình của nhiếp ảnh gia Khương xảy ra biến hóa đến nhiên trời lệch đất. Khương ngâm bất mãn gục xuống bàn, tớ cảm thấy cậu đang cười nhạo tớ. Dương Thư cười kéo ghế qua trước mặt cô, tớ cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, muốn chế giễu cũng không được nha, cậu mau nói cho tớ biết một chút để cho tớ cười to hơn một tí khương ngâm không nói gì ngồi thẳng cánh tay khoác lên vai dương thư đôi mắt có chút nheo lại chị dâu sao tớ lại có cảm giác giọng điệu của cậu giống như có chút bị lây nhiễm anh trai tớ nhỉ có sao rất có có lẽ là gần đèn thì sáng dương thư cười cười cũng không trêu cô nữa rốt cuộc là thế nào nói cho tớ nghe một chút khương ngâm do dự ghé vào bên tai cô nói nhỏ vài câu dương thư nghe xong cũng sửng sốt tại sao hai cậu vẫn chưa làm gì khương ngâm bất đắc dĩ thở dài đừng nói nữa vốn là muốn làm kết quả bị gì cả ngăn cản nhưng bây giờ gì cả đi rồi anh ấy lại như đầu gỗ tớ tức chết khương ngâm lại đem chuyện tối hôm qua nói cho cô ấy nghe tìm kiếm sự đồng cảm cậu nói xem tớ ám chỉ không đủ rõ ràng sao rốt cuộc là anh ấy thật sự không hiểu hay là giả vờ không hiểu dương thư nghĩ nghĩ suy đoán nói, có thể ông xã cậu quá ngây thơ, không có kinh nghiệm ở phương diện này, ám hiệu của cậu, anh ấy không hiểu. Cho dù anh ấy chưa từng yêu đương, trong kỳ kinh nguyệt không thể ngâm bồn tắm là lẽ thường đi, tối hôm qua tớ đã nói là tớ đã ngâm trong bồn tắm á. Loại lẽ thường này, anh ấy là đàn ông có thể không hiểu. Khương ngâm vẫn cảm thấy trong lòng không thoải mái, bỗng nhiên nhìn về phía dương thư, cậu nói xem có lẽ nào anh ấy vốn dĩ không thích tớ hay không dương thư khương ngâm suy nghĩ một chút nói trước kia không phải tớ đã nói với cậu rồi sao trước khi tớ tỏ tình với anh ấy anh ấy còn chính miệng nói với tớ rằng lúc trước anh ấy có thầm mến một người cô bé kia rất kỳ lạ từng nói bị người khác theo đuổi sẽ không có cảm giác chinh phục cho nên anh ấy một mực không dám theo đuổi dương thư nhớ lại một chút hình như là có chút ấn tượng nhưng mà đã nói là thầm mến thì đó chính là anh ấy đơn phương bây giờ tình cảm của hai người các cậu tốt như vậy có lẽ anh ấy đã sớm không để trong lòng rồi vậy cũng không thể chắc chắn được khương ngâm càng nghĩ càng cảm thấy có cái gì đó nghẹn lại ở trong lòng khó chịu người ta thường nói thứ không có được luôn là thứ tốt nhất doãn toại khá ngây thơ anh ấy thầm mến nhưng lại không dám theo đuổi đoán chừng hẳn là mối tình đầu của anh ấy mối tình đầu khó quên cậu nói xem anh ấy có phải đang thủ thân như ngọc vì mối tình đầu hay không nên mới giả bộ như không hiểu ám hiệu của tớ không nguyện ý cùng tớ đi đến bước cuối cùng kia cậu bổ não hơi nhiều rồi đấy tớ cảm thấy không đến mức đó đến mức đó hay không bây giờ khương ngâm thật sự có chút không chắc chắn được nhưng nghĩ đến doãn toại có khả năng vẫn còn thích người khác cô rất không thoải mái cậu nói xem cô bé kia đến cùng là ai a à, đến bây giờ cũng chưa từng lộ mặt tớ muốn tê ca với cô ấy cũng không có cơ hội khương ngâm nói rồi chật chật lắc đầu vả lại phát ngôn của cô ấy cũng thật kỳ lạ thế mà lại cảm thấy bị người khác theo đuổi không có cảm giác chinh phục cô ấy có năng lực như vậy tại sao không đi chinh phục toàn thế giới dương thư khương khương giọng dương thư nghiêm túc vang lên bỗng nhiên nói tớ luôn cảm thấy lời của cô bé kia giống như đã nghe qua ở đâu rồi thì phải thần sắc khương ngâm hơi sững sờ nhìn sang cậu cũng cảm thấy quen tai nói thật với cậu tớ cũng thấy quen tai, chỉ là không nhớ rõ ai đã từng nói qua. Cô suy nghĩ, đoán được một loại khả năng, lúc này kinh ngạc một chút, thư thư, cậu nghĩ cô gái mà doãn Tội thầm mến, có lẽ nào, hai chúng ta cũng biết hay không? Dương thư dừng một lát, lắc đầu, không rõ lắm. Bởi vì đề tài này, cả buổi sáng khương ngâm đều buồn bã, yếu siêu. Buổi chiều cô và Nhan Tư Nhiêu có công việc quay chụp ngoài trời, Khương Ngâm cầm máy ảnh bận biểu công việc, Mới có thể quên sạch sành xanh gương mặt của Doãn Toại Sau khi tan làm, Nhan Tư Nhiêu hỏi cô Chị dâu, chị gấp về nhà sao? Bây giờ Khương ngâm vốn dĩ không muốn nhìn thấy phản ứng của người đàn ông kia Đương nhiên không gấp trở về Cô nhìn về phía Nhan Tư Nhiêu, sao vậy? Nhan Tư Nhiêu thần thần bí bí nói Em thăm dò được người sẽ kết hôn với em rồi Anh ta lập nghiệp bằng cách mở quán bar chị giúp em đi qua nhìn một chút Chúng ta âm thầm quan sát một chút Khương Ngâm còn chưa kịp suy nghĩ đã bị Nhan Tư Nhiêu trực tiếp lôi kéo lên xe. Đến nơi Khương Ngâm mới phát hiện, quán ba mà Nhan Tư Nhiêu nói lại là quán ba lạc đường rất có danh tiếng. Cô nhớ ông chủ của quán ba này là bạn của Khương Bái và Doãn Toại, tên là Thân Tử Du. Khương Ngâm im lặng chỉ chỉ bản hiệu quán ba, ông chủ quán ba này chính là đối tượng mà em muốn liên hôn. Hình như là vậy. Nhan Tư Nhiêu lấy ra một quyển sổ từ trong túi, phía trên liệt kê ngay ngắn các hạng mục cần nghiên cứu về vị hôn phu của cô nàng. Khương Ngâm bị hành vi của cô nàng chọc cười, em chuẩn bị rất đầy đủ nha, bản khảo sát đều viết sẵn rồi. Nhan Tư Nhiêu ngượng ngùng lôi kéo cô đi vào. Hai người ngồi xuống ở hàng ghế dài hẻo lánh, Nhan Tư Nhiêu nhìn quanh bốn phía tìm cái gì đó. Lúc nhân viên phục vụ đem rượu lên, cô nàng lôi kéo người ta hỏi, ông chủ của các cậu ở đâu? Nhân viên phục vụ giật nảy mình, cho là mình làm sai chuyện gì, liền vội vàng không người nói xin lỗi, vị khách này, tôi có điều gì phục vụ không tốt ngài cứ việc phê bình, tôi sẽ chỉnh sửa. Nhan Tư Nhiêu vội vàng khoát tay, không phải, tôi chỉ là hiếu kỳ, hỏi các cậu một chút ông chủ của cậu là người như nào, nghe nói còn rất trẻ lại có triển vọng. Nhân viên phục vụ hít một hơi, chỉ chỉ người đàn ông đứng phía trước đang nói chuyện với bartender, người kia chính là ông chủ của chúng tôi. Khương Ngâm và Nhan Tư Nhiêu thuận thế nhìn sang, người đàn ông mang bộ đồ màu đen áo khoác nhung dài đến đầu gối, hai tay bỏ vào túi, tản mạng dựa vài quầy ba nói cái gì đó với ba tender. Có một người phụ nữ bưng ly rượu đi đến bên anh để bắt chuyện, anh xa lánh rồi khách khí đối phó. Khương Ngâm nhận ra người kia, chính là thân tử du. Trách không được, lần trước nói với Doãn tọa chuyện Nhan Tư Nhiêu liên hôn, anh rất bình tĩnh, còn nói đối phương là người mà anh biết. Nhan Tư nhiều nghiêm túc nhìn về phía bên kia, thỉnh thoảng lại ghi chép gì đó vào sổ. Khương Ngâm buồn bực, ngán ngẩm lướt điện thoại di động, chắc hẳn là Doãn Toại sau khi về nhà không thấy cô, gửi tin nhắn đến, hôm nay tăng ca sao? Anh đi đón em nhé. Khương Ngâm chụp ly cốc tai trước mặt, gửi cho anh. Tiểu đáng yêu tuế tuế, tại sao lại chạy đi uống rượu? Tiểu tiên nữ ngâm ngâm, ngắm mấy anh đẹp trai. Ngay sau đó, bên kia liền gọi video tới, Khương Ngâm đổi thành cuộc gọi thường, đặt ở bên tai. Giọng nói nặng nề của Doãn Toại truyền đến, quán ba nào. Khương Ngâm còn đang bị đè nén bởi chuyện tối ngày hôm qua, cố ý nói, em không nói cho anh biết. Đầu dây bên kia trực tiếp cúp điện thoại. Chuyện gì xảy ra vậy? Không thèm dỗ cô luôn sao? Người đàn ông chó. Lần này Khương Ngâm càng tức giận hơn, bưng ly rượu trên bàn ngửa đầu uống cạn, lại gọi thêm một cốc. Nhan Tư Nhiêu xoa xoa bút ngẩng đầu, chị dâu, sao chị lại uống nhiều như vậy? Khát nước. Nhan Tư Nhiêu rất săn sóc, đem cốc của chính mình đẩy qua, vậy ly này cũng cho chị luôn, em chưa uống ngụm nào. Khương Ngâm lại uống nửa chén, bởi vì biết tử lượng của mình, trong trường hợp này cô cũng không dám uống quá nhiều. Để ly xuống, suy nghĩ về thái độ của Doãn Toại, cô càng nghĩ càng không vui, quyết định về nhà tìm doãn toại tính sổ trút giận. Cô nhìn về phía nhan tư nhiêu, ghi chép thế nào rồi? Thân tử du giờ phút này không biết đã đi nơi nào, nhan tư nhiêu đóng sổ lại, cũng ổn rồi, chị dâu đợi em một chút, em đi rửa tay xong chúng ta về. Phòng vệ sinh cách đó không xa, xuyên qua hành lang yên lặng, nhan tư nhiêu vừa đi vào bên trong, vừa đem sổ tay của mình để vào trong túi sách. Không ngờ lại đâm đầu vào một người đàn ông cô không thấy đường đụng vào người anh, còn chưa kịp cất sổ vào trong túi nên sổ thuận thế rơi xuống mặt đất. Thật xin lỗi. Người đàn ông nói rồi không lưng nhặt lên giúp cô. Vừa nãy, nhàng tư nhiêu đem bút kẹp vào trong trang ghi chép, lúc này đúng lúc mở ra. Lúc người đàn ông nhặt lên, mắt liền nhìn thấy nội dung phía trên, lông mày hơi nhíu lại. Bản khảo sát về vị hôn phu. Chiều cao, 185, 8 điểm. dáng người, Cân xứng, hơi gầy, 8 điểm. Ngũ quan, anh Tuấn, 8 điểm. Cơ bắp, chưa xê không y quần áo, chờ xem xét. Không điểm. Màu da, trắng, 10 điểm. Răng, trắng, 10 điểm. Áo quần, có gu ăn mặc, 10 điểm. Nhân phẩm, chờ xem xét, không điểm. Trí thông minh, chờ xem xét, không điểm. Quyển sổ này là được đặt làm, dưới góc mỗi một trang đều có hoa văn thiếu nữ chi bi, bên cạnh có chữ viết xinh đẹp của chủ nhân, nhan tư nhiêu. Đôi mắt thân tử du hiếp lại, lúc nhan tư nhiêu đang nói cảm ơn đưa tay qua lấy sổ, anh đưa tay nâng cao chút. Nhan tư nhiêu kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn vào khuôn mặt xoái khí kia, thế mà lại là vị hôn phu người bị cô nhìn chầm chầm khảo sát nửa ngày vừa rồi. Thấy anh đang nhìn ghi chép khảo sát của mình, khuôn mặt cô đỏ ửng lên thân tử du nhất mí mắt lên nhìn vào đôi mắt cô, chỉ vào mấy mục chờ xem xét chấm, không điểm, những cái không có điểm có cần tôi giúp em xem xét hay không. Nhàn từ nhiều chưa từng mất mặt như vậy bao giờ, cô nhanh chóng đoạt lại cuốn sổ của mình, ngay cả phòng vệ sinh cũng không đi, quay người chạy đi tìm Khương Ngâm, lôi kéo người chạy ra bên ngoài. Thấy cô nàng vừa sốt ruột vừa hoảng hốt, Khương Ngâm rất kinh ngạc, làm sao vậy? Từ trong quán ba đi ra, nhàn từ nhiều gấp gáp hít thở không khí bên ngoài mới vô cùng xấu hổ nói sổ ghi chép của em không cẩn thận bị anh ta thấy được khương ngâm ai vậy nhàn từ Nhiêu, thì là vị hôn phu chiếm tiện nghi kia của em khương ngâm lúc muốn rời khỏi khương ngâm nghe thấy dường như có người kêu cô một tiếng cô theo tiếng gọi nhìn sang liền thấy là tạ thiệu viễn lâu rồi chưa gặp từ trong quán bar đi ra anh ta giống như uống nhiều rượu bước chân có chút lảo đảo nhan tư nhiêu trông thấy người kia, nhỏ giọng nói với Khương Ngâm, em nghe bà ngoại nói, sau khi tạ thiệu viễn và Doãn Ánh Phù chia tay, mỗi ngày Doãn Ánh Phù đều ở nhà khóc trống quan đồ khiến cậu em phiền muộn không thôi, đem người đưa ra nước ngoài. Về phần tạ thiệu viễn, hiện tại các chủ xí nghiệp cũng không dám thuê anh ta, hình như sống cũng không tốt. Vừa dứt lời, tạ thiệu viễn đã đi tới bên này. Nhìn thấy Khương Ngâm, anh ta tự hồ rất cao hứng, vô thức muốn kéo cô tay, Khương ngâm kinh sợ né tránh, nhíu mày, anh có chuyện gì sao? Tay tà thiệu viễn lơ lửng giữa không trung, cứng đờ một lát, mấp máy môi, thấp giọng nói, Khương ngâm, thật xin lỗi, anh biết sai rồi. Khương ngâm không có kiên nhẫn nghe anh ta nói những lời này, lạnh như băng nói, liên quan gì đến tôi? Tôi và anh cũng không quen biết. Lúc Khương ngâm nói vậy, tim tạ thiệu viễn hung hăng nhói lên một cái, đắng chát mà cười một tiếng, lại cảm thấy không tin, sao lại thế được? khi đó em đồng ý hẹn hò với anh đã chứng minh trong lòng em có anh nếu không phải sau này anh khốn nạn chắc chắn hai chúng ta anh đang nằm mơ à khương ngâm ngắt lời anh trong lòng vẫn còn đang tức giận vì chuyện của doãn toại chưa kịp xả lúc này dùng toàn lực xả về phía anh ta vì sao tôi lại hẹn hò với anh trong lòng anh không rõ sao nếu không phải anh giả mạo thành người hâm mộ kia tôi vốn dĩ sẽ không nhìn anh dù chỉ một chút tạ thiệu viễn hai chúng ta hẹn hò hết thảy ăn bốn bữa cơm, trong đó anh mời tôi hai lần, tôi mời anh hai lần, xem như không ai nợ ai. Nếu nói có bao nhiêu thân mật thì giữa tôi và anh cũng chưa từng làm qua chuyện gì mà cặp đôi yêu nhau sẽ làm. Trước đây anh rắp tâm không tốt lừa gạt tôi, từ lúc mới bắt đầu tôi và anh cũng không phải là quan hệ yêu đương thuần túy, càng đừng nói đến chuyện có tình cảm, cuộc sống của anh bây giờ đều là do anh gieo gió gạt bão. Đáng đời bây giờ tôi sống rất tốt chuyện trước kia tôi không so đo với anh nhưng cũng không quá vui vẻ khi nhìn thấy anh hy vọng sau này anh có thể tự mình hiểu lấy một chút tận lực không nên xuất hiện trước tầm mắt của tôi nếu anh có thể làm được thì đây chính là chuyện có ích nhất trong cuộc đời này của anh lúc hương ngâm muốn rời đi bị tạ thiệu viễn ngăn lại anh không tin em chỉ là còn giận anh đúng không còn nữa chuyện em gả cho doãn toại thật ra đều chỉ là vì giận anh Lời còn chưa dứt, một vệ sĩ với thân thể cường tráng đột nhiên đi tới, dùng sức đấm tạ thiệu viễn. Anh ta không chút phòng bị, lúc này liền lão đảo ngã xuống đất, máu mũi phun ra. Khương Ngâm có chút kinh ngạc, lúc này mới phát hiện chẳng biết từ lúc nào Doãn Toại đã xuất hiện bên cạnh mình. Thần sắc anh lạnh lùng, liếc nhìn người đàn ông đang chật vật không chịu nổi trên mặt đất một cái, từ trên cao nhìn xuống anh ta, vô cùng lạnh lùng mở miệng, cậu xứng sao? thân tử du đi tới, nói với vệ sĩ, người này uống say quấy rối khách, đem anh ta kéo đi, sau này, không cho phép anh ta tới gần nơi này trong vòng bán kính 100 m. Sau khi tạ thiệu viễn bị mang đi, Khương ngâm nghiêng đầu nhìn về phía Doãn Toại, sao anh biết em ở chỗ này? Doãn Toại nói, không phải em gửi ảnh chụp sao, ly rượu kia chỉ có nơi này có. Cô còn tưởng rằng Doãn Toại tắt điện thoại là không muốn để ý đến cô, thì ra là tự mình tới đón cô. Khương ngâm cúi đầu xuống, không tự chủ được công môi, ò. Về nhà thôi. Doãn toại dắt tay của cô. Sau khi hai người rời đi, trước cửa quán ba chỉ còn lại thân tử du và nhan tư nhiêu. Nhan tư nhiêu khó chịu, quay người muốn đi, người đàn ông miễn cưỡng, cần tôi đưa em về không? Nhan tư nhiêu khẽ giật mình, lắc lắc cái chìa khóa trong tay, tôi có xe. Em muốn uống rượu lái xe. Tối nay tôi không uống rượu vậy em đến quán bar của tôi làm gì thân tử du nghĩ ngợi bỗng nhiên có đáp án nhớ ra rồi là để nhìn lén tôi khương ngâm ngồi cạnh ghế lái bởi vì vừa rồi tạ thiệu viễn xuất hiện nên có chút khó chịu cô đem cửa sổ xe hạ xuống một chút bên ngoài gió lạnh vù vù thổi tới ánh mắt doãn toại nhìn bên này một chút nhắc nhở cô trời lạnh coi chừng đau đầu tối nay khương ngâm còn uống rượu có chút đau cô đóng cửa sổ lại lần nữa xoa tráng phiền chết đi được, đúng là âm hồn không tan. Doãn toại nghĩ về cuộc trò chuyện vừa rồi của cô và tạ thiệu viễn, dừng một lát, thử hỏi, vừa rồi anh nghe được, em nói anh đã lừa em. Nói đến cái này Khương Ngâm lại nổi giận, trước đây, em không phải đã nói rồi sao, có lần em bị dính phốt, có một fan hâm mộ đã tìm ra chứng cứ chứng minh trong sạch giúp em. Sau đó anh ta liền giả mạo người hâm mộ kia, ghi lại ID rồi tặng hoa cho em, nói rằng chuyện này là do anh ta làm. Anh nói xem loại hành vi này, có phải là lừa em hay không? Lúc dừng lại ở giao lộ đèn đỏ, mi mắt doãn toại khẽ run, quay đầu nhìn qua, em cũng bởi vì chuyện này mà hẹn hò với anh ta. Khương Ngâm bị hỏi liền chột dạ, chuyện này đúng là do cô hơi xúc động. Cô ly ba em mờ môi một cái, con gái mà, có đôi khi dễ dàng hành động theo cảm tính, lúc ấy bị dính phốt, trong lòng em rất khó chịu cũng là lần đầu tiên trải qua loại chuyện đó liền rất bất lực anh ta đột nhiên đứng ra bảo vệ em em liền cảm động một chút kết quả phát hiện mình cảm động nhầm người không phải anh ta giúp em đèn xanh sáng lên doãn toại đạp ga trầm ngâm không tiếp lời một hồi lâu sau anh hỏi nếu như lúc ấy phan hâm mộ chân chính kia tỏ tình với em em sẽ đồng ý sao bàn tay cầm vô lăng có chút nắm chặt khương ngâm đã ngắm rượu rất nhanh ngủ thiếp đi mơ mơ màng màng nghe được vấn đề này cô mở mắt ra nghĩ ngợi nếu là ngay lúc đó chắc là sẽ đồng ý nhưng nếu là bây giờ sẽ không vì sao khương ngâm nghiêng đầu một chút bây giờ em có anh rồi nha doãn toại ghé mắt đối mặt với nụ cười sáng lạng của cô khương ngâm ngáp một cái lẩm bẩm nói nhưng mà em đoán chắc hẳn cũng không có cơ hội làm quen với người hâm mộ kia mặc dù người đó rất chú ý đến em nhưng lại rất khiêm tốn nếu có thoáng gặp nhau trên phố em cũng không biết anh ta là người nào người vừa thần bí vừa thân trọng như vậy lúc ấy sao có thể tìm em tỏ tình được cái giả thiết này căn bản là không thể nào đoạn đường phía trước có chút kẹt xe doãn Tọa giảm tốc độ xe nhìn đèn đuôi xe màu đỏ phía trước trầm mặc thật lâu mới chậm rãi nói thật ra cũng không phải là thận trọng càng không tính là thần bí chỉ là không dám doãn toại thở dài nhẹ nhàng nói khương ngâm đoán chừng chỉ có giờ phút này anh mới có thể thản nhiên thừa nhận người đã từng chỉ dám yên lặng chú ý em là anh bên cạnh không có tiếng đáp lại anh ghé mắt nhìn không ngờ cô thế mà lại đầu đổ đầu vào trên cửa sổ xe ngủ thiếp đi anh im lặng cười nhưng mà bây giờ hình như chân tướng đã không còn quan trọng lúc đến nhà khương ngâm mới dần dần tỉnh lại xoa xoa huyệt thái dương sao em lại ngủ thiếp đi xe lái vào lận phương đình, sau khi dừng lại trong sân, doãn toại nhìn cô bởi vì cồn mà mặt đỏ ửng lên, giọng điệu không cho cự tuyệt, sau này không cho phép tự mình chạy đi uống rượu. Khương ngâm chỉ là hơi mệt rã rời, thật ra cũng không phải uống say. Vừa đến nhà, cô lại nghĩ tới chuyện tối hôm qua, tâm tình bất mãn dâng lên, tự mình tháo dây an toàn, mở cửa xuống xe, em trở về phòng đi ngủ. Hai ngày này cô kỳ kỳ quái quái, Doãn Toại cũng không nghĩ ra mình sai chỗ nào xuống xe bước vào phòng khách đã không thấy bóng dáng của khương ngâm dì chu nói phu nhân nói không ăn cơm tối đã lên lầu doãn toại cau mày lúc đi về phía thang máy bỗng nhiên nhớ tới nói với dì chu nước gừng đường đỏ nấu xong chưa con bưng lên cho cô ấy dì chu kinh ngạc một chút nói hôm qua kỳ kinh nguyệt của phu nhân đã hết tiên sinh không biết sao vừa dứt lời dì chu liền cảm thấy lời này giống như bại lộ chút chuyện giữa vợ chồng vội nói, à, canh còn đang nấu trong nồi, dì đi xem một chút. Một mình doãn toại ngốc lăng tại chỗ, cẩn thận nhớ lại thái độ biến hóa của cô, rốt cục cũng hiểu ra được, khóe miệng có chút cong lên. Trách không được tối hôm qua tiểu tiên nữ lại khác thường như vậy. Anh mỉm cười một tiếng, đi vào thang máy. Trong phòng ngủ, Khương Ngâm nằm lì trên giường nhắn tin uy chát với Dương Thư, còn nói về cách giải quyết doãn toại. Hẳn là lấy cơ uống rượu, khương ngâm trực tiếp gửi tin nhắn giọng nói qua dù sao đêm nay tớ nhất định phải bắt lấy anh ấy nếu vẫn không được chờ lát nữa tớ liền nói với anh ấy anh ngoan ngoãn nằm xuống xê không y quần áo tiên nữ ta đây muốn ở trên anh vừa dứt lời cửa phòng ngủ bị người đẩy ra doãn toại đóng cửa đi tới khương ngâm giật cả mình vô thức muốn rời khỏi giao diện nói chuyện kết quả trượt tay bấm vào phát lại ghi âm giọng nói giọng nói vang lên không có dấu hiệu báo trước trong phòng ngủ vắng vẻ, lời nói hùng hồn cô vừa mới phát ra, vang lên lần nữa bên tai hai người. Âm lượng còn rất lớn. Lúc giọng nói kết thúc, bầu không khí trong phòng dường như càng yên ắng hơn. Doãn toại ngốc lăng tại chỗ, suýt nữa cho rằng giọng nói mình nghe được là ảo giác, cặp mắt sâu thẳm, thâm trầm khóa lại trên người cô, giống như đang tiếp cận con mồi, bên trong tự như nổi lên ngọn sóng, tản ra tín hiệu nguy hiểm. Anh từng bước một đi gần về bên này, dưới tác dụng của ánh đèn như có một bóng đen đang tiến đến gần. Khương Ngâm cảm thấy khủng hoảng khó kiểu, vô thức ông chăng, con người lại, anh, anh muốn làm gì? Hai tay doãn tọa chống lên nệm cuối người tới gần cô, khóe môi tản mạn nói, vừa rồi nói cái gì? Muốn ở trên anh. Khương Ngâm vô thức phản bác, anh nghe lầm rồi, không phải anh. Hả? Lông mày doãn tọa nhíu lại, trên mặt càng âm trầm, em còn muốn ở trên người khác. Em không có. Đêm nay sẽ cho em thứ em muốn. Doãn toại nằm xuống bên cạnh, kéo cô tới nằm sắp trên người mình, nắm hai tay của cô đặt lên cổ áo anh, thanh âm tản mạn mà trầm thấp, nhưng mà, em phải tự mình cởi. Chương 58 Editor, Niệm Beta, Su Đây là lần đầu tiên trong đời Khương Ngâm đẩy mình vào hoàn cảnh mất mặt như vậy. Nếu thời gian có thể quay lại hai phút trước, cô tuyệt đối sẽ không nói chuyện với dương thư về chủ đề này cũng sẽ không kiêu ngạo nói ra câu đó tay của cô bị anh nắm lấy lòng bàn tay chạm vào cúc áo anh cô chợt cảm thấy bỗng hết cả tay vô thức muốn rụt về đôi mắt doãn toại hơi nheo lại nắm chặt tay cô không chịu buông sao em không cởi mái tóc dài sung mượt của cô xõa ra hai bên che đi đôi tai đã nóng rực từ lâu cổ và má cũng ửng hồng nhịp tim đột nhiên đập loạn xạ bị ánh mắt thâm thúy của anh nhìn chầm chầm, Khương Ngâm bình tĩnh lại, cô mím môi, nói với anh, em vẫn chưa ăn tối, bây giờ hơi đói. Bàn tay doãn toại nhẹ nhàng ông lấy hông cô, xuyên qua lớp vải, lòng bàn tay anh vuốt vê ba làn da bóng loáng, mịn màng, giọng anh khàn khàn, đợi làm xong việc chính rồi ăn cũng không muộn mà. Cả người Khương Ngâm run rẩy lên, dãy dụ muốn thoát ra, không ngờ doãn toại xoay người một cái, đặt cô dưới thân anh. Khuôn mặt anh anh Tuấn, chiếc mũi cao, thẳng tắp, lúc nhìn cô, con ngươi đen nhánh sáng rực cả lên, Khương Ngâm có thể nhìn thấy bóng dáng vừa nhỏ yếu vừa bất lực của chính mình bên trong đó. Đọc truyện ở trang quật Perez và Wattpad của Serin Hong. Anh bỗng mỉm cười, nói, lời nói có khí thế như vậy, sao lại không dám làm thật. Doãn toại hôn lên môi cô một cái, rồi di chuyển xuống cổ, tiếp theo lại hôn lên vành tai ửng hồng, anh thở hổn hển, lẩm bẩm bên tai cô, nếu em đã không dám, vậy anh liền cởi giúp em nhé. Khương Ngâm chỉ nói với Dương Thư rằng muốn khiến anh cởi quần áo một lần, vậy mà từ nãy đến giờ anh đã lặp lại mấy lần rồi. Mỗi một lần nghe anh nói, cô lại cảm thấy rất ngượng ngùng. Ánh đèn trần màu cam ấm chiếu xuống, đôi mắt người đàn ông càng trở nên tối tăm, ẩn chứa sắc thái mê hoặc lòng người. Viền áo bị vén lên, một nụ hôn rơi xuống xương quai xanh tinh xảo của Khương Ngâm, doãn toại nắm chặt lấy tay cô, bá đạo tách năm ngón tay ra, đang tay mình vào tay cô. Khương Ngâm cắn chặt môi dưới, mãi đến khi bàn tay bên hông cô buông lỏng ra, một cảm giác lạnh lạnh len lỏi vào cơ thể, cô mới vội vàng nói, em vẫn chưa tắm. Doãn Toại chống hai tay lên giường, nhìn về phía cô, đáy mắt anh cuồng cuộn tình ý, giọng nói khàn khàn mang theo hơi thở nặng nề, vậy anh tắm cùng em. Không được. Trong đầu Khương Ngâm tưởng tượng đến cảnh đó, dứt khoát từ chối anh, cô đẩy anh ra rồi chạy nhanh vào phòng tắm doãn toại ngồi ở mép giường nhìn cô vội vàng đóng cửa như thể sợ anh xông vào khóe môi anh khẽ cong lên yên lặng nở nụ cười đọc truyện ở trang quật và Wattpad của serin hôm khương ngâm lề mề trong phòng tắm một lúc lâu lâu đến nỗi các ngón tay trắng bệt lúc này cô mới mặc áo choàng tắm vào đi ra ngoài doãn toại đã tắm xong rồi anh đang mặc áo choàng tắm ngồi ở đầu giường buộc dây lỏng lẻo để lộ ra cái cổ nhẵn nhụi của anh xương quai xanh gợi cảm hầu kết sắc bén. Tóc của anh vẫn còn ướt, rủ xuống lông mày, gương mặt anh Tuấn, thanh tú, lúc cặp mắt đào hoa nhìn về phía cô thì hơi nheo lại, trong mắt anh dường như có một ngọn lửa đang thiêu đốt. Nhịp tim Khương ngâm lỡ mất mấy nhịp, lưng cô bỗng cứng đờ. Cô không vội đi đến giường, xoay người ngồi xuống bàn trang điểm, chậm chạp dưỡng da. Xong xuôi, lúc cô định đứng lên, anh nhanh chân đi tới, trực tiếp ôm cô lên giường, anh kéo chăn trùm lên hai người, bắt đầu bắt nạt cô. Khương Ngâm nhìn chầm chầm ánh đèn trên trần nhà, khẽ nói, anh tắt đèn đi đã. Doãn Toại nghe lời cô, giơ tay tắt đèn, nhưng không tắt ngọn đèn ở đầu giường, ánh sáng yếu ớt bao phủ bốn phía xung quanh. Khương Ngâm định hỏi anh vì sao lại không tắt, thì bị nụ hôn của anh ngăn lại, chỉ nghe thấy anh đáp qua loa, để lại một chút ánh sáng, lát nữa anh muốn nhìn. Ngoài trời đã trở khuya, trên bầu trời điểm suyết những ngôi sao thưa thớt vầng trăng khuyết ẩn hiện sau những đám mây, chẳng mấy chốc đã biến mất. Một lúc sau, những ngôi sao bị mây đen che khuất. Ngoài vườn, đại phun nước đang nhảy múa dưới ánh đèn, nước bắn tung tóe khắp nơi, hai con cá vàng đang tung tăng bơi lội trong hồ. Bên cạnh ao có một ít cỏ dại mọc lên, đẩy ra tầng tầng lớp lớp bụi cây sẽ nhìn thấy một con suối được ẩn giấu bên trong đó, nước suối nhỏ giọt, chảy xuôi, nếu vốc lên một chút nước rồi tinh tế mà thưởng thức sẽ cảm thấy ngọt ngào như được trộn lẫn với mật ong. Đọc truyện ở trang WordPress và Wattpad của Serin Home. Phòng ngủ ở tầng 3, ánh đèn mờ ảo. Khương Ngâm không ngờ tới tình huống sẽ như bây giờ, cô đỏ mặt đẩy đầu anh ra, suýt nữa thì khóc, anh, anh, sao anh lại như thế này? Doãn tọa dán tới, dường như vừa phát hiện điều gì mới lạ, anh nói với cô, Trước đây anh còn cho rằng vành tai của em là chỗ mẫn cảm nhất, bây giờ anh mới biết là không phải. Khương ngâm. Mây đen càng lúc càng dày, dần dần hình thành những giọt nước mưa rơi xuống, mưa rơi ngày càng nặng hạt và vội vã, bị gió thổi đập vào cửa sổ thủy tinh, tạo thành một màn sương mờ. Trên trán doãn toại nhảy nhại mồ hôi, rơi xuống mi tâm cô. Động tác của anh dần trở nên nhẹ nhàng hơn, vừa dỗ dành, vừa dụ dỗ, vừa hát bốn em mờ muốn chiếm hữu anh khàn giọng nói, ngâm ngâm, em là của anh. Nếu như lúc trước Khương ngâm tràn đầy mong chờ thì giờ phút này, lúc không còn cách nào ngăn cản sự đau đớn dâng lên, trong đầu cô chỉ có hai chữ, hối hận. Thậm chí cô còn nghĩ, tại sao cô lại có những ảo tưởng kỳ diệu với chuyện này, còn mong chờ suốt một thời gian dài chứ? Mấy ngày trước, bà dì tới thăm khiến cô phải trải qua đủ kiểu đau đớn, nhưng bây giờ cô mới biết, đấy chính là thiên đường. Sau khi kết thúc, đôi mắt của khương ngâm đã sưng to vì khóc doãn toại ông cô đi tắm qua rồi đặt cô lên giường cổ họng cô đau rát toàn thân bủn rủn thậm chí còn không có sức để mắng anh chỉ muốn ngủ một giấc để khôi phục lại thể lực thấy cô như vậy doãn toại tắt đèn xong liền ông lấy cô khương ngâm cũng không phản kháng cô nằm trong lòng anh tìm một tư thế thoải mái nhất sau đó nhanh chóng chìm vào giấc ngủ nửa đêm khương ngâm tỉnh lại vì đói ban ngày cô vì doãn toại mà ảnh hưởng đến tâm tình vốn dĩ chưa ăn gì cả bây giờ bụng đã đói đến mức kêu vang lúc đầu cô cố nhịn nhưng thật sự không thể ngủ nổi lúc cô đang bực bội doãn toại bỗng bật đèn ngủ lên em đói hả bụng cô kêu to vậy sao to đến mức đánh thức anh dậy nhưng sau khi nghĩ lại một chút cô lại cảm thấy đâu đến mức ấy chứ thấy vẻ mặt anh vẫn rất tỉnh táo khương ngâm hỏi thử anh không ngủ à Hai người nằm nghiêng, bốn mắt nhìn nhau. Lòng bàn tay Doãn Toại nhẹ nhàng lướt qua mi mắt xinh đẹp của cô, động tác rất dịu dàng, nhưng lời anh nói lại khiến người ta vô cùng xấu hổ, trong đầu toàn là dáng vẻ của em lúc nãy, anh không tài nào ngủ được. Chương 59. Editor, niệm. Beta, Su. Khương Ngâm không biết tại sao Doãn Toại có thể nói ra câu đó một cách nghiêm túc như vậy, cô bất mãn đẩy anh một cái. Doãn Toại mỉm cười, nắm lấy bàn tay cô, anh nhẹ nhàng vuốt về ba đầu ngón tay, nhỏ giọng hỏi, em muốn ăn gì? Anh làm cho em. Không biết. Khương ngâm rút tay về, tức giận đáp. Doãn toại đứng lên, mặc quần áo vào rồi xuống giường, vậy em nghỉ ngơi một lát, anh đi xem tối nay dì chu làm món gì. Trước khi đi, anh còn ghé sát, nhìn cô một hồi, thì thầm, đúng rồi, em còn đau không? Khương ngâm khẽ giật mình, đến khi phản ứng kịp liền vội vàng đẩy mặt anh ra, trùng chăn kín người. Cách lớp chăn, cô nghe thấy tiếng cười uể oải, không đứng đắn chút nào của Doãn Toại, rõ ràng là anh cố ý. Một lúc sau, cô nghe thấy tiếng bước chân đi xa, kèm theo đó là tiếng đóng cửa. Sau khi chắc chắn anh đã đi, cô mới kéo mép chăn xuống, nhô đầu ra, gương mặt nhỏ đỏ bừng, mắt sắc ngập nước, khó nén sự ngượng ngùng. Vậy mà trước kia cô còn nghĩ anh ngây thơ trên thực tế tật xấu của đàn ông đều là do trời sinh so với anh khương ngâm phát hiện thật ra người ngây thơ mới chính là cô lúc này trong phòng chỉ có một mình khương ngâm cô không ngủ được lúc mơ màng lại nghĩ đến chuyện vừa xảy ra tối nay bình thường doãn toại nhìn qua chính là một người rất cấm dục không ngờ dáng vẻ sau khi phá cấm sẽ như thế này giống như một con mạnh thú cuối cùng cũng đã thoát khỏi xiềng xích của nó hung hãn khác thường đó vốn dĩ không phải là điều mà một cô gái mỏng manh như cô có thể cưỡng lại được. Khương ngâm trở mình, phía dưới đau nhói, giống như đã bị thứ gì đó xé rách. Cô nhíu mày, thầm mắng doãn toại cả trăm lần. Cô cầm điện thoại ở đầu giường lên xem giờ, mới ba rưỡi sáng. Trước đó, lúc cô gửi tin nhắn bằng giọng nói cho Dương Thư xong liền bị doãn toại bắt quả tang, sau đó là một đống chuyện phát sinh, bây giờ cô mới có thời gian xem tin nhắn trả lời của Dương Thư. Dương Thư, Khương Thỏ Đế à, cậu chỉ giỏi to mồm thôi. Khương Thỏ Đế, nguyên văn là Khương sợ sợ, có nghĩa là sợ sệt, nhút nhát, người ta thường có câu là nhát như Thỏ Đế nên mình đã bê ta lại như vậy để mọi người dễ hiểu hơn ý. Dương Thư, hy vọng ngày mai đi làm, cậu sẽ không dùng vẻ mặt tội nghiệp nói với mình, lại thất bại rồi. Cách 5 phút sau đó, có lẽ Dương Thư cảm thấy mình nói hơi quá nên đã gửi một biểu tượng cảm xúc cho cô, mình vẫn nên hy vọng vào cậu chấm JPG. Khương Ngâm nhìn lịch sử trò chuyện từ mấy tiếng trước, bật cười một tiếng. Lại dám xem nhẹ cô. Mặc dù cô sợ thật. Nhưng mà kết quả cuối cùng chính là, cô thành công rồi nha. Vốn đang có chút tuổi thân vì đêm nay doãn toại hơi thô lỗ, nhưng lúc này nhìn thấy tin nhắn của Dương Thư, cô dần dần ngồi thẳng lưng, ưỡn ngực. Mặc dù cô không phải là người chủ động, nhưng Khương Ngâm nhất định không thừa nhận là do cô sợ hãi. Cô cảm thấy, chủ động dụ dỗ ông xã chẳng có gì lợi hại cả, có thể để ông xã chủ động gần gũi với cô mới gọi là lợi hại. Không sai, chính là như vậy. Khương ngâm thành công tẩy não bản thân, cô nhìn thời gian, thấy muộn quá nên không nhắn lại cho Dương Thư nữa. Cô rời khỏi khung chat, sau đó buồn bực, bắt đầu chơi đánh bài. Không lâu sau, Doãn Toại đẩy một xe đồ ăn vào phòng, Khương Ngâm đang ông chăn, ngồi dựa vào đầu giường, chơi game rất vui vẻ ván này bài của cô rất đẹp nhất định có thể thắng doãn toại đi tới mép giường ngồi xuống cầm lấy quần áo ở bên cạnh đưa cho cô qua kia ăn chút gì đi khương ngâm cúi đầu xem bài không chịu có thể ăn trên giường được không doãn toại có chút bệnh sạch sẽ vừa nghe vậy bèn nhíu mày không được lỡ như dầu mỡ dính lên giường thì sao mà ngủ nhưng em không muốn động đậy gì hết cả người em chẳng có chút sức lực nào khương ngâm đang mãi chơi bài sau khi vô thức nói ra lời này, bầu không khí liền yên tĩnh trong vòng hai giây. Bấy giờ, cô mới ý thức được mình vừa nói cái gì, liền ngẩng đầu nhìn về phía doãn toại, định giải thích với anh một chút, nhưng nhìn vẻ mặt anh lúc này, ngay cả một chữ, cô cũng không thốt ra được. Doãn toại nhìn cô một lúc rồi nhướng mày, vậy anh mặc quần áo cho em, rồi ông em qua đó. Dù sao cũng đã như vậy, Khương Ngâm vui vẻ, mặt dày trả lời, được, em cho anh cơ hội phục vụ em đấy. Doãn Toại. Đúng lúc này, trò chơi kết thúc, Khương Ngâm thắng hơn 3 vạn điểm, cô cua cua điện thoại với Doãn Toại, ông xã, anh thấy em lợi hại không? Anh giúp cô cài cúc áo, chậm rãi ngước mắt lên, véo chấp mũi cô một cái, khàn giọng hỏi, em có thấy vừa nãy anh có lợi hại không? Khương Ngâm. Anh có còn là người không thế? Doãn Toại không trêu cô nữa, anh ôm cô xuống giường, đem người đặt lên sofa, sau đó cầm đũa gấp thức ăn cho cô nào há miệng từ sau khi trưởng thành đến nay đây là lần đầu tiên khương ngâm được người khác chăm sóc tận tình như vậy cô há miệng nằm thức ăn sao em cảm giác bản thân giống như bị liệt thế doãn toại cười như không cười em nói anh mới để ý đúng là rất giống khương ngâm tức giận đã lên bắp chân của anh một cái doãn toại đưa tay bắt lấy chân cô duỗi thẳng đặt lên chân mình kết quả cô không chịu ngồi yên chân nhỏ cứ nhích tới nhích lui lúc ăn món gì đôi chân cũng vô thức mà lắc lư trông rất đáng yêu doãn toại rũ mắt liếc nhìn chân cô trầm giọng nói đừng lộn xộn nữa tập trung ăn đi nào khương ngâm nào chịu nghe thậm chí còn cố tình trả thù hành vi lúc trước của anh giả vờ không nghe thấy hai chân lại vung vẩy càng hăng say không kiên nể gì cả cô ngửa đầu hất cao cầm với anh còn thiếu điều viết hai chữ khiêu khích lên mặt doãn toại hít sâu một hơi giữ đôi chân đang lộn xộn của cô lại xem ra lúc nãy em vẫn khóc chưa đủ vẻ mặt khương ngâm sững sờ dần dần cảm giác được có thứ gì đó nhô lên cô hoảng hốt thu hai chân lại cầm đũa lên tự mình vùi đầu ăn trong lòng bất ổn chân cô không hiểu sao bỗng trở nên mềm nhũng không phải người này vừa mới kết thúc ư sao lại có thể có phản ứng nữa rồi cô cắn đũa không dám nhìn vẻ mặt của doãn toại lúc này dùng tốc độ nhanh nhất xử lý đóng đồ ăn trước mặt cô để đổ xuống anh ăn đi em ngủ đây doãn toại ngẩng đầu lên ăn ít vậy à khương ngâm cũng không thèm quay đầu lại không còn đói nữa là được rồi giờ này ăn nhiều sẽ béo doãn toại bất đắc dĩ thở dài anh dọn dẹp bát đũa mang xuống tầng lúc quay về phòng khương ngâm đã ngủ rồi anh vén chăn lên chui vào tiện thể tắt đèn sau đó vươn tay qua ông lấy cô vào lòng Mặc dù Khương Ngâm nhắm mắt nhưng Doãn Toại rõ ràng cảm giác được cô không ngủ, tận lực nín thở, hiển nhiên là đang giả vờ. Tay anh bắt đầu sờ mó lung tung, Khương Ngâm bị anh làm phiền, khẽ nhíu mày phàn nàn, anh làm gì thế? Môi mỏng của Doãn Toại kề sát tai cô, nhẹ nhàng nỉ non, dường như muốn chia sẻ một phát hiện mới của mình với cô, ngâm ngâm, dáng vẻ động tê một nhờ khi em nằm dưới anh rất đẹp. Anh có thể câm miệng đi được không? Doãn Toại lật người dậy, đè cô xuống dưới thân thương lượng hỏi vậy nên chúng ta làm lại một lần nữa được không vừa rồi chúng ta phối hợp không tốt làm em khóc đến mức khàn cả giọng lần này anh sẽ nghe em hết để ý đến cảm xúc của em nhiều hơn nếu em thấy ổn thì anh sẽ tiếp tục tuyệt đối không tham lam anh hỏi vậy khiến khương ngâm không biết phải làm sao sau một hồi im lặng cô nói em buồn ngủ lát nữa rồi ngủ tiếp ngày mai em còn phải dậy sớm đi làm vậy ngày mai anh xin nghỉ giúp em. Vì loại chuyện này mà xin nghỉ, anh đang nói nghiêm túc đấy à. Hóa ra là tổng tài liền có thể tùy hứng như vậy sao? Dưới sự cam đoan của Doãn Toại, Khương Ngâm bắt đầu mềm lòng. Cô cứ nghĩ anh nhất định sẽ là kiểu người nói lời biết giữ lời, chắc chắn sẽ không điên cuồng như vừa nãy nữa. Kết quả, cô điên rồi mới tin anh. Cô đã tự mình trải nghiệm được câu nói, miệng lưỡi đàn ông chỉ toàn lời gian dối quả thực vô cùng chính xác. Đúng là anh không điên cuồng như vừa nãy. Mà là điên hơn rất nhiều. Lúc cô khóc lóc cầu xin anh kết thúc, anh lại mặc dày ép cô khen anh lợi hại. Ngay cả suy nghĩ muốn bóp cờ hờ ba tê anh đều xuất hiện trong đầu Khương Ngâm. Cô thật sự không biết anh lại là tuế tuế như vậy. Thì ra tuế tuế đáng yêu trong ấn tượng của cô là giả. Ngày mai cô nhất định sẽ đổi tên của anh trong danh bạ thành ác ma tuế tuế lần thứ hai bị anh ép đi tắm, thắt lưng của Khương Ngâm vô cùng đau đớn, hai chân mềm nhũng, cô phải làm ổ trong lòng doãn tọa suốt quá trình tắm, mặt anh loay hoay. Sau khi về giường, cô ngủ cực kỳ ngon. Sáng sớm hôm sau, doãn tọa tỉnh lại trước nhưng không gọi cô dậy, anh tiện tay cầm điện thoại của cô lên, nhẹ nhàng mở khóa điện thoại bằng vân tay của cô, sau đó giúp cô tắt đồng hồ báo thức. Dưới lầu, dì Chu đã làm xong bữa sáng, Doãn Toại ngồi xuống bàn ăn, nói, hôm nay ngâm ngâm khó chịu nên xin nghỉ ở nhà, buổi tối phiền dì chu làm mấy món cô ấy thích. Sau khi dì chu đáp lời, Doãn Toại cầm điện thoại nhắn một tin uy chát cho Khương Bái, nhờ Dương Thư xin nghỉ giúp bà xã tôi nhé. Khương Bái đang ở trong phòng quần áo thắt cà vạt, liếc thấy tin nhắn mới, anh vội trả lời lại, sao thế? Con bé bị bệnh à? Doãn Toại, không phải, có lẽ tối qua nghỉ ngơi không tốt nên mệt. Khương Bái nhìn thấy dòng chữ này thì bật cười, chỉ vì lý do này mà xin nghỉ À. Doãn toại, không được. Anh có ý kiến gì với bà xã tôi? Khương Bái, tất nhiên là không có ý kiến, cậu cứ nuông chiều con bé tiếp đi, dù sao cậu cũng có tiền, không thiếu chút tiền lương của con bé. Nhắn xong, Khương Bái bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn về phía Dương Thư đang ngồi trang điểm, Doãn toại bảo em xin nghỉ giúp Khương ngâm. Dương Thư khoát tay lên lưng ghế, quay người nhìn anh, sao thế? Khương Bái nghĩ đến lý do kỳ lạ mà Doãn Toại nói, anh khịt mũi một cái, nghe nói là mệt trả rời, vẫn còn đang ngủ. Dương Thư. Lúc đầu cô rất hâm mộ Khương Ngâm vì được ông xã chiều chuộng, nhưng trong đầu cô chợt nhớ đến cuộc trò chuyện của hai người tối qua, Khương Thỏ Đế đã tuyên bố rất hùng hồn, dù sao thì đêm nay mình nhất định phải tóm lấy anh ấy, nếu vẫn không được, chờ lát nữa mình sẽ nói anh ấy, anh ngoan ngoãn nằm xuống, cởi quần áo ra. Bà đây muốn nằm trên anh. DCMN Dương Thư theo bản năng hét lên. Khương Bái đi vào phòng quần áo lấy đồng hồ đeo tay, nghe được lời nói của cô liền nhíu mày, nhẹ nhàng nâng cầm cô lên. Cô chủ nhà à, em vừa mới nói gì vậy? Trong lòng Dương Thư cùng cũng dữ dội như sóng biển, vì đang hoang hô, chúc mừng cho người chị em tốt của cô đã thuận lợi ăn thịt thành công và không thể rời khỏi giường được, nhưng lại không dám nói một chữ với Khương Bái. Nếu để Khương Bái biết, ban đầu, hai người kia là kết hôn hợp đồng, bây giờ mới trở thành vợ chồng thật sự, dựa theo tính tình chó chết của anh, nhất định sẽ tiền doãn toại tính sổ. Dương Thư tỏ vẻ vô tội, trực tiếp đổi chủ đề, không phải hôm nay anh có một phiên tòa sao, mau đi đi, em cũng phải đi rồi. Lúc cô đứng dậy, Khương Bái bỗng ông lấy eo cô, thấp giọng nói, sau này không cho phép em nói bốn chữ kia nữa. Dương Thư không phục, anh cũng từng nói còn gì. Khương bái nhíu mày, cà lơ phất phơ nói, anh thì có thể, nhưng em thì không. Dương Thư, vì sao chứ? Bởi vì, môi Khương bái dán bên tai cô, cười vô lại nói, em đâu có khả năng làm cái chuyện kia. Chương 60 Editor, Su Beta, Su Khương ngâm mơ mơ màng màng tỉnh dậy mấy lần, nhưng bởi vì vẫn luôn không nghe thấy chuông báo thức nên cô lại yên tâm to gan mà ngủ tiếp cho đến khi cô ngủ đến mức không thể ngủ nữa, nhưng vẫn không nghe được tiếng đồng hồ báo thức, cô mới thoáng cảm thấy có chỗ nào không đúng. Cánh tay cô vô thức sờ sang phía người bên cạnh nhưng kết quả lại là trống không. À, Doãn Toại đã dậy rồi. Khương ngâm dụi dụi mắt, đưa tay tìm điện thoại ở trên tủ đầu giường, ấn mở để xem thời gian. 11, 23 Khương ngâm kém chút nữa còn tưởng rằng mình bị hoa mắt. Cô ngồi bật dậy trên giường, phát hiện dương thư đã gửi cho cô rất nhiều tin uy chát từng tin từng tin lần lượt từ trên xuống dưới chị em tớ có nên nói một tiếng chúc mừng với cậu không nhưng mà hai người các cậu trực tiếp chiến đấu đến mức ngày hôm sau phải xin nghỉ phép không đi làm có phải cũng quá mức kịch liệt không thật sự không nghĩ tới ông xã nhà cậu có chút lợi hại nhà ngón tay cái quay trở lại chủ đề chính tối hôm qua cậu thật sự là người chủ động sao khương ngâm nhìn thấy những lời này liền đau cả đầu tại sao lại như vậy chứ không phải cô đã đặt đồng hồ báo thức rồi sao cô ấn mở uy chát của doãn toại do dự một lúc sửa lại biệt danh của anh trước mới hỏi anh tắt đồng hồ báo thức của em đoán chừng bên kia đang bận nên không có tin nhắn trả lời cô liền đi rửa mặt lúc trở về mới nhìn thấy tin nhắn của anh ác ma tuế tuế ừm um, anh đã nhờ dương thư xin nghĩ giúp em không sao đâu khương ngâm lại nghĩ tới lời nói của dương thư cuối cùng cũng hiểu ra. Tiểu tiên nữ ngâm ngâm, anh nói với cô ấy thế nào? Ác ma tuế tuế, chỉ là nói em mệt trả rời, nhờ cô ấy xin nghỉ giúp em. Ác ma tuế tuế, không nói cái gì khác. Khương ngâm nhìn tin nhắn trả lời của anh, trên trán hiện đầy vạch đen. Như vậy mà còn bảo là không nói cái gì khác. Anh chỉ thiếu điều vừa khu chiên gõ trống vừa nói với người ta thôi, tối hôm qua, hai người bọn họ làm chuyện không thể miêu tả được, cho nên buổi sáng hôm nay cô không thể dậy nổi. Tiểu tiên nữ ngâm ngâm, anh cố ý. Ác ma tuế tuế. Tiểu tiên nữ ngâm ngâm, anh biết rất rõ tối hôm qua em nói với cô ấy rằng nhất định phải ngủ anh, hôm nay anh còn giúp em xin nghỉ phép như thế, không phải anh cố ý thì là cái gì? Ác ma tuế tuế, anh không nghĩ nhiều như vậy. Ác ma tuế tuế, hơn nữa, em thật sự không thể dậy đi làm. Tiểu tiên nữ ngâm ngâm. Hu hu không còn mặt mũi nào để gặp người ta nữa, nước mắt. Ác ma Tuế Tuế, văn phòng chủ tịch tập đoàn quân tướng. Doãn Tọa dựa vào chỗ tự lưng, vuốt vuốt xương mi, có chút bất đắc dĩ. Quả thực, lúc ấy anh không nghĩ nhiều như vậy. Anh thở dài, gọi điện thoại cho Khương Ngâm. Kết quả đối phương trực tiếp cúp máy. Xem ra là thật sự tức giận. Anh liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay một chút đứng dậy đi ra khỏi văn phòng thư ký lâm nghĩ anh muốn đi ăn cơm liền đi ra từ phòng thư ký đối diện đang muốn hỏi ông chủ xem trưa nay muốn ăn gì thì nghe được doãn toại nói cậu đi ăn cơm đi tôi về nhà một chuyến bây giờ thư ký lâm kinh ngạc một chút gật đầu vâng lúc đang định đi về phía thang máy doãn toại suy nghĩ một hồi nghiêng đầu hỏi cậu cậu nói xem nếu con gái tức giận thì phải làm sao để dỗ cô ấy vui lên thư ký Lâm cũng chưa từng có bạn gái, sao cậu trả lời được? Cậu đẩy kính mắt trên sóng mũi lên, không quá tự tin trả lời một câu, tặng hoa đi, chắc hẳn con gái đều thích hoa. Doãn toại nghiêm túc suy tư một chút, cảm thấy dường như rất hợp lý, vỗ bả vai thư ký Lâm, nói một tiếng cảm ơn rồi trực tiếp bước vào thang máy. Thư ký Lâm sững sờ đứng tại chỗ, cả người vẫn còn hơi mơ màng. Vậy nên, ông chủ của cậu nhân lúc giờ cơm trưa trở về nhà, chính là vì đi dỗ dành bà xã. Đọc truyện ở trang quật và Wattpad của Serin Hong. Giữa lúc Khương Ngâm đang ở tầng dưới ăn cơm thì nghe được âm thanh cười nói của dì Chu ở phòng khách, sao tiên sinh lại đột nhiên trở về rồi. Có một phần văn kiện quên mang theo nên trở về lấy. Doãn toại bình tĩnh đáp. Vậy thì thuận tiện ở nhà ăn cơm rồi đi đi, tôi đi lấy thêm bát đũa cho ngài. Được. Tiếng bước chân quen thuộc đi về phía phòng ăn bên này, Khương Ngâm cúi đầu ăn cơm của mình, ngay cả một ánh nhìn cũng không cho anh. Doãn Toại chắp tay sau lưng, dạo bước tới gần, cúi người ngang bằng độ cao của cô, kề sát bên tai cô gọi một tiếng, "Tiểu tiên nữ." Bên tai Khương Ngâm nóng lên một chút nhưng không ngẩng đầu. Dì Chu đem bát đổ tới, sau khi rời đi, Doãn Toại vẫn còn đang đứng bên cạnh Khương Ngâm. Khương Ngâm nhận ra được anh vẫn luôn chắp tay ở sau lưng, dò xét, đưa cổ nhìn sang, anh đang cầm gì vậy? Doãn toại đưa hoa ở phía sau ra, nhận lỗi với tiểu tiên nữ nhà chúng ta. Hoa được bao bọc bởi những lớp giấy màu, bên trong là từng đóa hoa lê thanh nhã, thuần khiết. Đây là lần đầu tiên doãn toại tặng hoa cho cô, không phải là hoa hồng, không phải là bách hợp mà lại là hoa lê. Khương ngâm kinh ngạc một chút, có chút ngạc nhiên nhận lấy, nụ cười trên mặt nở rộ một chút, cho tới bây giờ, em vẫn chưa từng nói cho anh biết em thích hoa lê mà nhỉ. Sao anh lại nghĩ ra mà mua hoa này? Rất nhiều người không thích hương của hoa lê, cảm thấy rất thối. Nhưng khi còn bé Khương Ngâm lại rất thích mùi hương kia, trên bệ cửa sổ phòng ngủ cũng để mấy nhánh, hết thảy đồ dùng trong sinh hoạt cũng đều có họa tiết hoa lê. Thế nhưng cô chính là loại người đối với thứ gì cũng chỉ nhiệt tình được 3 phút, chỉ thích được một khoảng thời gian. Sau khi lớn lên yêu thích chụp ảnh, cô phát hiện mỗi một loài hoa đều có một kiểu mị lực và linh hồn đặc biệt liền không còn chỉ thích hoa lê nữa chắc chắn cô chưa nói việc này với doãn toại doãn toại kéo cái ghế bên cạnh cô ra ngồi xuống hai chúng ta ở bên nhau lâu như vậy anh chưa từng tặng hoa cho em vốn dĩ định mua hoa hồng nhưng mà sau khi đến tiệm hoa lại thấy tầm thường nhất thời liền đổi chủ ý chọn hoa này khương ngâm nhíu mày nhưng tặng hoa này có ý nghĩa không tốt à người xưa thường dùng hoa lê để tượng trưng cho sự chia ly Doãn toại chỉ vào giấy gói hoa màu sắc ở bên ngoài, đây là vải, dùng nó để trang trí, buộc chặt hoa lê thì sẽ không thể tách rời. Buộc lê đọc như bù, không rời đi, không tách rời. Lần đầu tiên Khương Ngâm nghe được một lời giải thích mới mẻ như thế về hoa lê, cảm thấy rất thú vị. Đọc truyện ở trang WordPress và Wattpad của Serin Home. Bây giờ, cô đột nhiên lại cảm thấy, dường như hoa lê lại trở nên đặc biệt ở trong lòng mình một lần nữa, độc nhất vô nhị. Cô công khóe môi, vậy sau này anh cũng tặng hoa này cho em được không? Doãn toại đưa tay vén mái tóc dài của cô ra sau tai, không tức giận nữa. Khương ngâm nhấp môi, lắc lắc hoa trong tay, em nể tình bốn chữ không thể tách rời, cố mà tha thứ cho anh đó. Doãn toại ngước mắt nhìn cô, đáy mắt nhiễm lên ý cười ấm áp. Sự tình đã thành ra thế này, Khương ngâm cũng không biết làm sao để đi công ty đối mặt với Dương Thư, buổi chiều, cô dứt khoát ở nhà, không đi làm sau khi doãn toại đến công ty khương ngâm nằm trên ghế dựa ở sân sau phơi nắng hạnh phúc nâng niu thưởng thức bó hoa bây giờ không phải là mùa hoa lê nở rộ cũng không phải là loài trong tiệm hoa thường bán đoán chừng rất khó để mua được dì chu đem bánh ngọt mới nghiên cứu được đưa đến cho khương ngâm nhấm nháp nhìn thấy hoa trên tay cô cười nói không nghĩ tới phu nhân cũng thích hoa lê điểm ấy rất giống tiên sinh bà chỉ vào một cái cây ở phía nam trong sân đó cũng là cây lê sau khi mua căn biệt thự này tiên sinh đặc biệt yêu cầu người ta trồng nó bây giờ vẫn chưa đến mùa nhưng mà chờ đến đầu xuân năm sau thì có thể ra hoa rồi khương ngâm thuận thế nhìn sang thời tiết càng ngày càng lạnh cạnh cây trụi lũi nếu dì chu không nói cô cũng không để ý cô hỏi dì chu doãn toại thích hoa lê ạ à? vốn dĩ dì chu từng làm thuê ở nhà cũ của doãn lão phu nhân sau khi doãn toại và khương ngâm chuyển đến lận phương đình liền được lão phu nhân đưa đến để chăm sóc cuộc sống sinh hoạt thường ngày của hai vợ chồng bọn họ. Đọc truyện ở trang quật và quá toát của Serin Bà cũng được xem như người lớn ở Doãn Gia, nhìn Doãn Tọa lớn lên, hiểu rất rõ cuộc sống, tính tình và thói quen của anh. Lúc này Khương Ngâm hỏi, dì chu mới ngồi xuống chiếc ghế ở bên cạnh, gật đầu nói, từ nhỏ, tiên sinh đối với vật gì cũng đều nhàn nhạt, chỉ có yêu quý hoa lê là việc duy nhất có lần tâm trạng tiên sinh tốt liền nói nhiều hơn với dì vài câu, cậu ấy nói mình thích hoa lê là bởi vì loại hoa này có trong một đoạn ký ức tuổi thơ rất tốt đẹp với cậu ấy. Nói đến đây, dì chu thở dài, tuổi thơ của tiên sinh không giống với những đứa trẻ bình thường khác, có thể, đó là điều tuyệt vời còn sót lại trong ký ức thời niên thiếu của cậu ấy đi. Khương Ngâm rũ mắt nhìn bó hoa trên tay, rơi vào trầm tư. Cho nên doãn toại lựa chọn tặng hoa lê cho cô cũng không phải là vì ý nghĩa không thể tách rời kia mà là bởi vì loại hoa này có ý nghĩa rất đặc biệt đối với anh dì chu anh ấy có nói với gì là ký ức như thế nào không dì chu lắc đầu sao tiên sinh có thể nói với gì chuyện này được dì chỉ biết rằng cậu ấy có một chiếc khăn tay rất trân quý đã nhiều năm rồi hoa văn được theo phía trên cũng là hình hoa lê có thể đoạn ký ức này liên quan tới một người rất quan trọng đi Phu nhân cảm thấy mùi vị của món điểm tâm này thế nào?" Dì Chu hỏi sang chuyện khác. Khương Ngâm cười nói, ngọt mà không ngấy, vừa đủ, dì nhìn xem, con rất nhanh đã ăn xong rồi." Được tán dương, dì Chu rất vui vẻ, "Vậy lát nữa, dì sẽ đem thêm điểm tâm đến cho con, cái này ít béo ít đường, sẽ không mập đâu." "Dạ được, cảm ơn dì Chu." Buổi chiều, mặc dù Khương Ngâm không đến công ty, nhưng cô vẫn còn việc phải hoàn thành liền đi vào thư phòng chỉnh sửa ảnh chụp. Đọc truyện ở trang quật press và quá toát của Serin Hôm. Khi Doãn Toại tan tầm trở về, cô còn đang bận biểu. Người đàn ông đẩy cửa thư phòng ra tiến đến, đang làm gì vậy? Khương Ngâm không ngẩng đầu, thao tác thuần thục trên máy tính, em còn một vài bộ ảnh cần chỉnh sửa, ngày mai phải giao cho khách hàng. Doãn Toại xoa đầu cô, ăn cơm xong rồi làm tiếp. Lúc chiều gì chu làm điểm tâm quá ngon, Em đã ăn no rồi, vẫn chưa đói. Vừa rồi Doãn Toại đã nghe dì Chu nói về việc này, cũng không khuyên nữa, vậy thì đừng làm muộn quá, lát nữa trở về phòng ngủ sớm một chút. Nói xong, môi mỏng của anh kề sát tai cô, nhẹ giọng bổ sung, còn có việc chính phải làm. Mặt Hương ngâm đỏ lên, không nói không rằng, đẩy anh ra, công việc của em mới là là chuyện chính, tối hôm qua anh đã làm chậm trễ việc hôm nay đi làm của em rồi. Doãn Toại cười, bắt lấy tay cô, không nặng không nhẹ vuốt về ba mấy lần, vậy tối nay, anh sẽ cố gắng nhanh hơn. Khương Ngâm Sau khi doãn toại rời đi, chỉ còn lại Khương Ngâm ở trong thư phòng, trong đầu là những suy nghĩ về cảnh tượng kịch liệt buổi tối hôm qua, không thể khống chế được. Một hồi lâu sau, cô mới hít thật sâu vài cái, vỗ vỗ khuôn mặt, tiếp tục công việc. Khương Ngâm không bận biểu quá lâu, 8 giờ tối, toàn bộ ảnh chụp đã được sửa xong. Cuối cùng cô thả lỏng người, xoay eo, Đọc truyện ở trang web Perez và Wattpad của Serin Home. Lúc đóng máy tính lại, chuẩn bị rời đi, ánh mắt cô lơ đãng liếc mắt về dãy sách tài chính trên giá sách. Lần trước, dường như cô đã thấy thứ gì đó được kẹp trong một cuốn sách tài chính, cô cảm thấy giống một bức ảnh, nhưng lúc ấy Doãn Toại lại nói là tờ giấy ghi chú. Ban đầu, Khương Ngâm không quá tò mò về loại chuyện này, nhưng việc Doãn Toại đã từng thích người khác, cô vẫn thực sự quan tâm nhất là nếu như anh giấu ảnh chụp cô bé kia bằng cách kẹp vào trong sách thường xuyên lấy ra nhìn lén lại không dám để cho cô biết cố ý lựa cô nói đó là giấy ghi chú thì sao khương ngâm cảm thấy tai nghe thấy là giả mắt thấy mới là thật đến cùng lời doãn toại nói là thật hay là giả cô vẫn nên tự mình kiểm chứng một chút thì tốt hơn ánh mắt cô lướt qua từng cuốn trên giá sách cuối cùng dừng lại tại cuốn sách đầu tiên ở hàng trên cùng hình như chính là cuốn này Cô nhóm mũi chân, cố gắng hết sức lấy cuốn sách kia xuống, lúc muốn lật ra lại do dự. Xâm phạm quyền riêng tư của Doãn Toại có phải không tốt lắm không? Nhưng nghĩ lại, chính Doãn Toại cũng đã nói là giấy ghi chú, cô nhìn xem cũng không có vấn đề gì phải không? Nghĩ như vậy, cô trực tiếp để sách xuống, nhẹ nhõm, lật tìm đến chỗ kẹp thứ kia. Quả nhiên là một tấm ảnh. Trong tấm ảnh là một cô gái váy đỏ uyển chuyển, miệng cười sáng lạng không phải người nào khác mà lại là chính cô khương ngâm nhớ rõ bức ảnh này đây là ảnh chụp vào năm nhất lúc cô đang theo đuổi doãn toại cô cảm thấy đẹp mắt nên đã tràn đầy phấn khởi cầm đi đưa cho doãn toại lúc ấy không phải anh thể hiện rằng mình không có hứng thú sao tại sao vẫn luôn giữ lại cô nghi ngờ lấy tấm ảnh kia ra nhìn trước nhìn sau một chút không ngờ lại thoáng nhìn thấy nét chữ kiên cường sắc bén ở mặt sau biểu cảm của cô đột nhiên cứng lại May mắn gặp được em, không bao giờ từ bỏ. Tập truyện đến đây là kết thúc, cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian để đồng hành cùng Radio Ngôn Tình. Nếu những khoảnh khắc qua từng chương truyện ngày hôm nay đã chạm đến trái tim bạn, đừng ngần ngại chia sẻ yêu thương bằng một cú nhấn like, share và đăng ký kênh để luôn được cập nhật những câu chuyện mới mỗi ngày. Và đừng quên khám phá thêm nhiều bộ truyện hấp dẫn khác trong danh sách phát của chúng tôi chúc quý vị và các bạn ngày mới tràn đầy niềm vui và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo nơi những câu chuyện tình yêu lại tiếp tục được kể